Em xin chào tất cả các chị yêu của shop Nga BM. Các chị yêu ơi, tối nay thì em tổng kết cuối tháng các chị nhá. Cho nên là em lên những cái mã mà em giá chỉ tặng thôi, không bán luôn các chị ạ. Cho nên các chị nhớ là các chị chia sẻ cho em đi. Em ưu tiên cho những chị nào có chia sẻ. Và các chị nhớ comment nhanh nhất các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Đầu like thì em sẽ tặng đây ạ, cả một cái cây như em đang mặc luôn. Số lượng những cái mã em mà tặng thì nó không có nhiều đâu. Đấy ạ, cho nên là chị nào mà đang nhìn thấy em Nga, cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ, ủng hộ, đầu like giúp em nhé. Đã, ví dụ như mà áo em đang mặc này, em có vài chiếc, quần em đang mặc em cũng chỉ có mấy chiếc thôi, size số lẻ màu. Nói chung tất cả những cái dòng mà em lên giá tặng ngày hôm nay nó sẽ rất là lẻ ạ. Cho nên những chị nào mà yêu quý em thì cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ, ủng hộ, đầu like giúp em nha. Đấy ạ, chia sẻ, ủng hộ, đầu like giúp em rồi ạ. Và nhớ comment nhanh các chị nhá. Nhớ comment nhanh các chị ạ. Đây. Xuất sắc luôn. Quần em đang mặc nó là quần thô đũi các chị ạ. Em chào chị Vũ Phan. Đã lâu lâu rồi cứ có một cái dịp gọi là một buổi đúng không ạ? Một cái buổi mà em sẽ lên cho các chị tổng kết. Đã, tổng kết đây. Ví dụ hôm nay em tranh thủ cuối tháng em lên dành cho các chị tất cả những cái mẫu gì và nó vào cuối tuần. Đấy, vào cuối tuần, ví dụ em sẽ lên tối nay, tối mai vào những cái dịp cuối tuần như này để cho các chị có thể là lên cùng em mà không phải băn khoăn gì nữa. Đây. Nên là chị nào mà đang nhìn thấy em, cho em Nga một nút tương tác đi ạ, chia sẻ, ủng hộ, đầu like giúp em với ạ. Quần em đang mặc sẽ là mã tặng 1 nhá, hôm nay em sẽ dùng mã T1 các chị nhá. Đấy, chị nào muốn sở hữu cái chiếc quần em đang tặng mức mã là T1 thì lên cùng em. Đấy ạ, comment hộ em là T1 này, T1 em có như sau thôi. Em có duy nhất một chiếc em đang mặc là size M các chị nhá. Quần này em còn, quần này em đang mặc này, nó là chiếc quần đũi nha các chị nhá. Em có tất cả 5 chiếc thôi. Tổng em có tất cả 5 chiếc và em đang mặc quần này là size M. Em có như sau. Màu em đang mặc là màu hồng này. Em có duy nhất một chiếc màu hồng. Một chiếc màu xanh, em vào luôn cho nó nhanh các chị nhá. Một chiếc màu hồng, một chiếc màu xanh, size của nó là size M các chị nhá. Size của nó là size M. Đấy ạ, size M là size em đang mặc, chị nào 55 cân, 56 cân đều mặc được cho em quần này size M. Em có một chiếc màu xanh này, một chiếc màu hồng size M. Màu trắng thì em có một chiếc size L và một chiếc size XL các chị nhá. Màu trắng có một chiếc size L, một chiếc size XL. Trời ơi, tí xíu em nhìn xem đúng size chưa. Một L và một XL. Size M là size em đang mặc dành cho chị nào khoảng tầm 55, 56 cân đổ về, chốt đơn cho em size M. Chị nào 60, 61 cân đổ về mặc, chốt đơn cho em quần này size L. Chị nào 65 cân, 66 cân mặc quần này được cho em size XL các chị nhá. Quần này nó là chất liệu thô đũi các chị ạ. Đấy ạ, chất nó rất là mát, nói chung quần này cực kỳ xinh, form dáng mặc thoải mái, free cho em Nga, không ôm bó các chị nhá. Đấy ạ. Và áo em đang mặc em có như sau. Màu trắng thì quần này em có này, một chiếc màu hồng như em đang mặc, một chiếc màu xanh em đang mặc size M. Màu trắng có một chiếc size L và một chiếc size XL màu trắng. Màu xanh em có một chiếc size M và một chiếc size XL các chị nhá. Quần em đang cầm trên tay này, xanh này. Xanh nói chung là hai xanh đấy ạ. Nói chung là hai xanh nó hơi khác nhau một tí xíu, một xanh đậm và một xanh nhạt, nhưng mà em cho nó cùng một mã luôn các chị nhá. Đấy ạ. Nói chị nào chốt size M thì có một chiếc màu xanh đậm này size M, một chiếc màu xanh như thế này là size XL, màu trắng thì có một L, một XL và màu hồng sen em đang mặc có một chiếc size M thôi. Tổng có 5 chiếc quần tất cả thôi các chị nhá. Sẽ là mã tặng 1 của em Nga. Áo em đang mặc sẽ là tặng 2. Chị nào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ đi ạ. Áo sẽ là tặng 2. Và quần này ạ, quần này size của nó đánh ở trong đây thì các chị cứ theo size của em tư vấn nhá. Đây. Nó là một chiếc quần thô đũi em tặng này, có 5 chiếc quần em đang mặc này. Áo thì em có như sau. Các chị vào đi ạ. Em nhà em Nga mà đã lên giá tặng thì các chị biết rồi, em bán cả nóc nhà đi. Em bán cả nóc nhà đi cho nên là các chị nhanh tay mà vào. Đấy ạ, mà chốt giá tặng của shop em, bởi vì không mấy khi đâu, em rất là ít khi. Đấy ạ, cho nên chị nào mà chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ ạ. Rồi, áo em đang mặc nhá, em có bằng này trước thôi. Màu trắng em có một chiếc size M, một chiếc size L. Em đang mặc là màu trắng nhá. Size M cho chị nào khoảng tầm 55 cân đổ về mặc M, size L cho chị nào 60 cân đi. Em có một trắng này, một trắng size M, một trắng size L, màu hồng. Màu hồng em có 1M, 1L, màu xanh cổ vịt có 1M, màu xanh cây có 1M. Giống nhau nhỉ? Màu đen có 1L các chị nhá. Đấy ạ, chị nào mà chưa chia sẻ, nhanh tay chia sẻ này. Em chốt đơn giá tặng đầu tiên cho các chị này. Quần này, chị nào lấy có 5 chiếc quần thôi ạ.
Màu hồng, màu xanh 99.000 một chiếc ạ. Comment hộ em đúng cú pháp quần nạt T1 nhá, tặng 199.000. Em tặng đầu like à, nên ưu tiên cho những chị nào có chia sẻ, chị nào nhanh tay nhất đã chia sẻ cho em nha. Thì nhanh tay lên đơn hộ em, chẳng có một chiếc size L, một chiếc size XL. Size M em Nga đang mặc 55-56 cân, mặc size M, size L dưới 60-61, XL dưới 65-66. Đấy ạ, và mức giá em tặng đầu like là T1 99.000 nha các chị nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn giùm em nha. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Đấy ạ, xanh nhạt size XL. Các chị nào lấy thì nhớ chia tặng đấy ạ, cho em một nút chia sẻ đi ạ. Em ưu tiên chốt cho các chị nào có chia sẻ đúng không ạ? Bởi vì hôm nay em giá tặng mà đầu like em tặng không liệt cho các chị yêu. Thì các chị ơi cho em một nút chia sẻ đi. Đấy ạ, cho nên chị nào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em Nga đi ạ. Bởi vì hôm nay em nói rồi, em tặng cuối tháng. Đấy ạ, cho nên là có cái gì em nên tặng hết. Nên các chị cho em một nút chia sẻ nhá. Em cứ nhìn thấy chị nào có chia sẻ. Đấy ạ, em nói rồi, giá các chị không phải nghĩ về giá này. Quần 99.000, hồng có một chiếc size M, màu xanh có một chiếc size M, màu xanh nhạt, hơn có một chiếc size XL, màu trắng có một N, một XL, 66-67 cân đổ về, các chị đều chốt được cho em nha. Giá quần hôm nay là 99.000 được chưa ạ? Áo này, các chị nghe không? Em tặng luôn đầu nai áo các chị nha. Áo em có bằng này chiếc ạ. Và em cũng xin phép được tặng cho các chị yêu. Màu trắng có một M, một N, màu hồng có một M, một N, màu xanh cổ vịt này, màu xanh cổ vịt có một chiếc size M, màu xanh cây có một chiếc size M. Các chị này, áo em chốt cho các chị, tặng cho các chị đầu like này. T2 79.000 chiếc áo em đang mặc. Áo em đang mặc là em tặng 79.000, quần em tặng là 99.000. Chị nào lấy thì nhanh tay em chốt đơn nha. Cho em nút chia sẻ đi ạ. Em đọc tên cho những chị nào có chia sẻ, em chốt đơn trước nha các chị nha. Ưu tiên chốt cho chị nào có chia sẻ. Áo 79.000, quần 99.000, được chưa ạ? Nên chị nào mà có chia sẻ thì em chốt đơn. Đấy, chị nào có chia sẻ em nhìn thấy được em đọc cho chị nha. Rồi ạ, bắt đầu em chốt đơn này. Quần trước ạ, quần có 5 cái. Còn áo thì em có tất cả ở đây là 2, 4, 6, 7 cái thôi. Đấy ạ, nên là bắt đầu em chốt đơn quần nhá. Là T1 là quần, áo là T2. Chị nào có chia sẻ nào? Em nhìn em chị nào có chia sẻ rồi nào. Em bắt đầu em chốt này. Chị Nguyễn Thủy chia sẻ nhưng mà có chia sẻ nhưng mà không biết là chị chốt cái gì này. Em chốt cho chị Trần Thu. À Thu Trần, Thu Trần. Tặng một màu hồng size M, ok này. Em nhìn thấy chưa? Chị Thu Trần, Thu Trần này. Số điện thoại 5571 ấy. Một chiếc màu hồng size M. Vậy là em hết màu hồng size M luôn nha. Chị tiếp theo này. Chị size M 52 cân à. 52 cân chuẩn màu hồng size M rồi. Chị Huyền Nguyễn ơi, màu trắng không có size M. Màu hồng thì em hết rồi. Nên chị Huyền Nguyễn chuyển sang mã tiếp theo nhá. Đấy ạ, em chưa nhìn thấy chị nào chị ạ. Rồi, chị Trần Nhài T1 màu xanh. Em thấy có chia sẻ này. Chị Thơm Vũ màu trắng chia sẻ rồi này, có size của chị Trần Hoa, Trần Nhài không nhỉ? Chị Trần Nhài T1. Cho em size luôn quần đi các chị ơi, cho em size quần đi ạ. Rồi em màu hồng em chốt được cho chị Thu Trần, Thu Trần rồi nha. Bây giờ đến màu xanh. Trần Nhài 51 cân này. Chị Trần Nhài 51 cân này, một chị Trần Nhài 51 cân màu xanh size M em chốt đơn rồi, chị Trần Nhài 51 cân size M. Quần này là mặc thoải mái các chị nhá, không mặc ôm bó ạ. Rồi chị Trần Nhài em chốt màu xanh rồi, chị Thơm Vũ. Chị Thơm Vũ là bao nhiêu cân em nhỉ? Các chị không cho em size luôn. Em nhìn thấy có chia sẻ này, em chốt đơn ạ. Chị Trần Nhài em chốt đợt màu xanh này, màu hồng cho chị Thu Trần rồi này. Chị Thơm Vũ là bao nhiêu cân nhỉ? Chị Minh Phương Lê tặng một màu trắng size L này, chốt nguyên này vì có chia sẻ. Các chị cho em, đấy như vậy là em chốt liền luôn. Rồi, đấy chị nào chốt áo thì cứ chốt áo, tí em đọc sang áo nhá, quần em chốt trước. 1m58-56 cân. Chị nào? 1m58-56 mà nặng 56 cân là size L, có một chiếc size L thôi. Có một chiếc size L nhưng mà chị Thông Vũ lại không cho em size luôn. Cho nên là đang hết size của chị Thông Vũ rồi. Em chốt cho chị Minh Phương Lê màu trắng size L này. Đấy các chị cho em size luôn, các chị chia sẻ nhưng chớ cho em size. Đấy cho chia sẻ rồi nhưng nhớ cho em size nha. Em chốt được chị Minh Phương Lê màu trắng size L. Bây giờ em còn một màu trắng size XL và một màu xanh size XL nữa. Em đang nhìn xem chị Duy Bảo màu trắng bây giờ em không còn size L nữa rồi. Đấy ạ, size màu hồng em hết rồi nha. T1 em hết mất size M rồi, em chỉ còn màu xanh nhạt size XL. Chị nào xanh XL đấy ạ? Chị Thanh Thủy là màu xanh bao nhiêu cân nhỉ? Chị Minh Phương Lê trắng L em chốt rồi nhá. Đấy ạ, bây giờ em còn một trắng XL và một chiếc màu xanh size XL nữa thôi ạ. Em nhìn xem chị nào trắng XL và xanh XL nào. Nhiều lắm nhưng mà em chưa nhìn ra được chị nào ghi đúng cái cú pháp cả. Chị nào ghi đúng cú pháp em chốt liền luôn ấy. Xanh em còn một chiếc xanh size XL và một chiếc màu trắng size XL cho chị nào
từ 60 trên 61 cân cho đến 65 66 cân là em chốt được. Đấy ạ. Màu hồng em chốt cho chị nào ngay đầu like rồi. Đấy ạ, cho nên là chưa thấy chị nào luôn. Ở đây có chị nào cú đúng cú pháp không nè? Chị nào đây ạ? Chị Phương Mai đúng không? Màu xanh CXL này. Chị nhìn thấy chị Phương Mai có màu xanh CXL này, em chốt đơn này. Rồi chị Phương Mai màu xanh CXL em chốt đơn này. Rồi, tiếp theo hộ em màu trắng CXL nữa. Còn một chiếc màu trắng CXL em chốt cho chị nào đây? Chị Phương Mai, chị thấy có chia sẻ, chị Phương Mai có số điện thoại chưa? Chị Phương Mai chia sẻ có số điện thoại chưa nhỉ? Em còn một chiếc màu trắng CXL nữa thôi ạ, cho chị nào đây ạ? Quần siêu thích luôn ạ. Rồi, bắt đầu em chốt sang, chờ em chút xíu nha. Đấy ạ, chị nào chưa chia sẻ thì cho chia sẻ cho em một nút chia sẻ đi ạ. Em nhìn chia sẻ em chốt đơn nhá các chị nhá, cho em một nút chia sẻ đi. Em còn mỗi một chiếc trắng CXL. Chị nào lấy trắng thì chốt đơn cho em màu trắng CXL. Em còn một chiếc màu trắng CXL cho chị nào từ 66 cân. Đấy ạ, đổ về em chốt đơn. Quần này mặc không ôm bó các chị nhá. Quần này nhà em Nga thì mặc cực kỳ thích rồi. Em nói thật, chị nào mặc quần này nhà em Nga sướng vô cùng. Bởi vì nó dạng quần của nó là quần thổ ấy, kiểu mặc phong cách thổ ấy, không ôm bó, không bao giờ ôm vào đùi, không ôm đùi, không ôm bắp chân, không ôm bụng. Nói chung là mặc nào mặc thoải mái, mặc thụng. Ai thích mặc thụng thì chốt quần này cực kỳ thích. Mặc quần này các chị nào mà mua thì chắc chắn không bao giờ, em nhập cũng không bao giờ có giá 99.000 rồi. Em nhập còn đắt hơn rất là nhiều. Và em tặng đầu like cho các chị nên chỉ còn một chiếc màu trắng CXL cho chị nào 65 66 cân thì các chị comment hộ em. Đấy ạ, cho em nút chia sẻ, em chốt đơn nha. Duy nhất một chiếc em qua mã quần này. Còn một chiếc màu trắng em đọc cho ai thì chốt. Màu trắng có nhìn thấy ai không? Chị Phương Mai cho em xin lại số điện thoại đi ạ. Nhà em đang bị ẩn số điện thoại của chị nhà em đang bị ẩn của chị Phương Mai. Chị Phương Mai ơi, màu trắng chốt cho chị Đặng Loan à? Ok, chị Đặng Loan, em chốt cho chị Đặng Loan màu trắng CXL này. Rồi, em chốt cho chị Đặng Loan màu trắng CXL các chị nhá. Rồi ạ. Bây giờ em tiếp tục em chốt sang áo này. Đấy ạ, nên chị nào mà chưa vào luôn đi các chị ạ. Bắt đầu em chốt sang áo nhá. Áo 79.000. Đấy, áo 79.000 em bắt đầu em chốt đơn ạ. Áo 79.000 các chị yêu ơi, áo 79.000 kêu em là T2 ạ. T2 em có một chiếc màu trắng. Áo này thì các chị mặc không phải nghĩ luôn. Áo này đều là hàng nói chung là áo này các chị mua không phải nghĩ về giá luôn ạ. Đúng không ạ? Áo xịn, chất lượng nhà em Nga các chị biết rồi, mua với giá 79.000. Chị nào lấy riêng những cái hàng sản phẩm mà dưới 100.000 như thế này không áp dụng chuyển khoản, được free ship các chị nhá. Những cái sản phẩm mà em lên cho các chị mà đang giá tặng như thế này ạ, em không áp dụng chuyển khoản miễn phí ship đâu các chị nha. Vì em đã tặng cho các chị gọi là cực kỳ sâu luôn rồi. Nhưng hôm nay em cứ bị làm sao ở đây, nó có một cái gì nhè nhè ở đây nhỉ. Em cứ bị có cái gì như kiểu bị lem ở cái cằm này. Nên em không áp dụng chuyển khoản được miễn phí ship đối với dòng sản phẩm dưới 100.000 như thế này các chị nhá. Bởi vì em tặng sâu đậm rồi. Đấy, em cứ nói luôn ngay từ đầu như vậy cho dễ. Rồi, còn bây giờ áo thì em tặng như sau, 79.000 kêu em là T2. Vậy là quần em chốt hết rồi các chị nhá. Bây giờ em sang quần sang áo này. Em bắt đầu em sang áo này. Áo chị nào có chia sẻ em tìm thấy chị Huyền Nguyễn, một trắng một xanh size M rồi, một trắng em đang mặc và một xanh. Xanh gì chị ơi? Xanh cổ vịt hay xanh cây? Em có xanh cổ vịt. Em có xanh cổ vịt với xanh cây. Chị lấy xanh gì ạ? Một trắng này. Trắng em chốt cho chị rồi, một xanh cổ vịt với một xanh cây. Chị nào chia sẻ đi ạ. Đấy ạ. Chị Mỹ Quyết một đen một trắng size L này, một đen này, một trắng size L này. Rồi ạ, một đen này, một trắng size L này. Đen có size L. Rồi ạ, 79.000 nhá, một đen một trắng size L em chốt đơn. Đấy ạ, chị Huyền Nguyễn là lấy màu xanh gì cho em thêm xanh đi ạ. Chị Trần Thu xanh gì ạ? Hay là hai các chị em tự cho xanh nhá, cho em đen đi, đen không có mờ ạ. Đen không có mờ, đen có L. Đấy ạ, chị các chị không cho em rõ màu là em không chốt được đâu. Đấy ạ, nên là vậy thì em sẽ chốt cho chị được một chiếc màu trắng này. Chị Trần, chị Thu, các chị không cho em rõ xanh, xanh cổ vịt hay xanh cây. Chị Thu Can Minh có chia sẻ nói rõ được xanh cổ vịt, em chốt xanh cổ vịt này. Em nói luôn là giá tặng, cho nên là chị nào cứ chốt đúng cú pháp mà em đọc được nhanh nhất nhá là em chốt luôn cho các chị đấy. Đấy ạ, và lưu ý là em ưu tiên cho chị nào có chia sẻ như thế cho nó dễ và công bằng các chị nhá. Ví dụ như là vừa rồi có chị yêu nào đấy chốt cho em là một chiếc màu trắng và một chiếc màu xanh, nhưng xanh em nói rõ là em có hai màu xanh nhưng chị không nói rõ được xanh nên em chỉ chốt cho chị duy nhất một chiếc màu trắng. Đấy ạ, còn lại màu xanh cổ vịt chị Thu Can Minh, chị comment ngay ở phía sau có chia sẻ và chị nói rõ được là màu xanh cổ vịt nên em sẽ chốt cho chị Thu Can Minh luôn, được chưa ạ? Rồi ạ, tiếp theo dùm em nha. Đấy ạ, nên là em xin phép được chốt như vậy. Chị Trần Thị Thu màu xanh lá, ok, màu xanh lá cho chị Trần Thị Thu này.
Rồi ạ, vậy là em chốt màu xanh lá. Bây giờ em còn 2 chiếc màu hồng 79.000. Em còn 2 chiếc màu hồng, 1 chiếc size M, 1 chiếc size L. Chị nào lên tay thì chốt đơn 79.000. Em còn 2 chiếc màu hồng 1M, 1L các chị nhá. 1M, 1L. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn dùm em Nga. Mức giá cho em Nga là 79.000. Em chốt đơn. Đây ạ, đây là màu hồng các chị nhá. 1M, 1L. Em đang mặc là áo là size M. Đấy ạ, xanh tây chị Huyền Nguyễn ở sau rồi. Chị Huyền Nguyễn ơi, chuyển sang hồng của em đi. Chị nào lấy thì chốt đơn ạ. Em mặc màu hồng, 1 chiếc màu hồng cho chị. 1 chiếc màu hồng cho chị nào đấy. Chị Hoài Hà trắng không được rồi, em hết trắng rồi. Chị Minh Phương Lê, chị Minh Phương Lê 1 chiếc màu hồng size L em chốt đơn này. Chị Minh Phương Lê 1 chiếc hồng size L em chốt đơn. Ok chị Minh Phương Lê, vậy là em còn 1 chiếc màu hồng size M nữa thôi ạ. Em còn 1 màu hồng chứ Hương Mùi hồng ở chế độ dự phòng mất rồi. Em còn 1 hồng L nha các chị. Em còn 1 hồng size M nữa thôi ạ. Màu hồng size M cho chị Dương Dương, em nhìn thấy rồi này. Chị Dương Dương 1 hồng M kịp không em? Chị Dương Dương 1 hồng M là hết áo luôn chị đang mặc nhá. Em hết áo em đang mặc luôn ạ. Rồi, tiếp theo luôn cho em nha này. Hồng M em đang mặc em hết luôn rồi các chị nha. Tiếp theo dùm em. Đây ạ, các chị cứ yên tâm, em nói rồi. Em tặng nhưng mà em tặng là đây ạ. Các chị cứ yên tâm, các chị nhận quà tặng của em cuối tháng nha các chị. Yên tâm chốt đơn. Rồi, lên luôn áo tiếp theo ạ. Màu này là có bao nhiêu chiếc đây ạ? Có bao nhiêu chiếc em nên hết nha. Tiếp theo quà tặng của em này, đấy ạ. Quà tặng cuối tháng siêu to khổng lồ lên các chị chia sẻ đi ạ. Quà tặng cuối tháng siêu to khổng lồ lên các chị chia sẻ dùm em đi. Tiếp theo hộ em nha, lên mã áo tiếp theo. Lên hộ em mã tặng 3 này. Thì bao giờ cũng là siêu to khổng lồ lên các chị. Cho em một nút tặng đi ạ. Áo này thì 65-66 cân đổ về em chốt đơn. Em hết tặng 1, hết tặng 2 rồi các chị nha. Hết tặng 1, hết tặng 2. Bây giờ lên hộ em tặng 3. Tặng 3 đẹp chưa các chị? Tặng 3 đẹp chưa ạ? Tặng 3 này. Các chị lưu ý hộ em tặng 3 này. Màu đen em có 3 chiếc này, 4 chiếc màu đen. Tặng 3 áo này thì các chị không phải nghĩ. Đây ạ, em tặng này. Em có 4 chiếc màu đen nha các chị nha. 60 áo này thì thậm chí chị nào 65, 66, 67 cân đều mặc vừa hết cho em Nga. Nó là một size nhưng 65, 66, 67 cân các chị mặc vừa hết được cho em Nga. Em có 4 chiếc màu đen. 1, 2, 3, 4 5 chiếc màu hồng, 5 chiếc màu hồng, 4 chiếc màu đen này. 4 chiếc màu đen, 5 chiếc màu hồng, 3 chiếc màu trắng ạ. 3 chiếc màu trắng các chị nha. 3 chiếc màu trắng, 3 chiếc màu xanh, à màu đen có được 5 chiếc. 5 đen này, 5 hồng. Em có 5 đen, 5 hồng, 3 chiếc màu trắng, 3 chiếc màu xanh, 1 chiếc màu cam. Áo này ạ, 66 cân các chị mặc đẹp hết cho em Nga. Em xin phép được tặng áo này với các chị ạ. Mức giá cho em Nga này 149.000 đi ạ. Áo này em tặng cho các chị là 149.000. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn giúp em Nga, ghi hộ em là T3 149.000 em chốt đơn. Comment hộ em đúng cú pháp là T3 nhá. Chị nào cũng mặc đẹp cho em Nga và chị nào cũng mặc vừa. Em có 5 đen, 5 hồng. Đấy ạ, 3 trắng ạ, 3 xanh và 1 chiếc màu cam. Mức giá tặng cho các chị yêu là 149.000. Chị nào lấy comment hộ em đúng cú pháp là T3 em chốt đơn ạ. T3 các chị nhá. Comment sau khi em báo giá đi ạ. Em tặng cho các chị với mức giá là 149.000 thôi. Đấy ạ, T2 em hết mất rồi ạ. T1, T2 em hết rồi. Nên các chị chốt sang hộ em T3 đi ạ. Bằng... T3 66 cân đổ về em chốt đơn vừa hết ạ. Chị bằng năng tím chốt thì comment thì chốt lại ạ. Chị bằng năng tím mà các chị chốt thì comment ạ. T3 các chị chốt thì comment T3 lại dùm em nhỉ. Chị nào lấy T3 thì comment chốt lại dùm em. Em bắt đầu chốt T3 này. Chị Hương Nguyễn có một chiếc màu cam chốt chị Hương Nguyễn luôn này. Nhìn thấy chị Hương Nguyễn chưa? Có duy nhất một chiếc màu cam thôi. Chốt cho chị Hương Nguyễn một chiếc màu cam này. Em chốt luôn này. Có một chiếc duy nhất em chốt chị Hương Nguyễn. Chị Tạ Thị Thủy một chiếc màu xanh. Ok, một chiếc màu xanh em chốt cho chị Tạ Thị Thủy ạ. T3 149.000 em chốt đơn. Chị nào lấy thì nhanh tay nhá. Ok ạ, rồi ạ, chị gì đây? Chị gì ạ? Chị hình như comment của chị nó bị ẩn đấy. Chị nhảy, chị thấy nó bị nhảy comment. Thì như các chị nhảy nó cũng bị nhảy nhanh nữa. Mai Phương, chị Hương Bùi chốt trước báo giá. Chị Mai Phương, chị Hương Bùi mà lấy thì comment lại hộ em nhá. Chị nhìn thấy chị, các chị cho em màu đi ạ. Em phải chốt được màu cơ ạ. Rồi T3 chị Yên Nguyễn này. Chị T3 Yên Nguyễn cho chị Yên Nguyễn một chiếc T3 này.
chị Thanh Nhạn một chiếc màu xanh ok này. Một chiếc màu xanh cho chị Thanh Nhạn này. Rồi ạ, chị Thanh Nhạn một chiếc màu xanh. Chị nào mà khách mới chưa có số điện thoại cho em xin số điện thoại nhá. Chị Yên Nguyễn một chiếc màu đen rồi, chị Thanh Nhạn một chiếc màu xanh rồi ạ. Chị Vũ Điều cho chị xem T2 em hết mất rồi chị Vũ Điều ơi. Chị Mừng Nguyễn chưa cho em màu, em chưa chốt được này. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn ạ. Chị Tạ Thị Thủy một chiếc màu xanh, vậy là hết xanh luôn này. Chị Tạ Thị Thủy một chiếc màu xanh cuối cùng là em hết xanh luôn này. Chị Tạ Thị Thủy một chiếc màu xanh cuối cùng là em hết xanh luôn cho T3 nhá, 66 cân thoải mái các chị chốt đơn cho em nha. Siêu đẹp luôn, dáng này các chị mít quần short, quần jean, quần âu, mọi thứ đều đẹp ạ. Chị Tạ Thị Thủy em theo được đúng không? Ok, chị Đào Thị Thủy, chị Nguyễn Thúy màu đen này. Chị Nguyễn Thúy màu đen này. Chốt theo chị đọc nhá. Cho nó chính xác nhá, không phải. Chị Nguyễn Thúy này một chiếc màu đen này rồi này. Chị Mừng Nguyễn một màu đen và một màu trắng. Ok, chị Mừng Nguyễn một đen một trắng này. Chị Mừng Nguyễn này, một đen một trắng này. Chị Nguyễn Thúy một đen rồi này. Chị Mừng Nguyễn một đen một trắng ok ạ. À, quần em đang mặc em hết rồi các chị nhá. Rồi chị Hương Bùi một chiếc màu đen này. T3 một chiếc màu đen, ok chị Hương Bùi một chiếc màu đen nữa nhỉ. Chị Hương Bùi một chiếc màu đen này. Màu xanh chị Mây Nguyễn ở chế độ dự phòng cho em rồi ạ. Áo em đang tặng là 149.000 ạ. 149.000 các chị nhá. Em đang mặc 149.000, chị nào lấy nhanh tay chốt đơn. Em còn mỗi hết đen rồi các chị ơi, em hết còn duy nhất một chiếc đen em đang mặc. Em còn hai trắng. Ôi màu hồng sen đẹp ngất ngây các chị ơi. Đây. Hồng sen đẹp ngất ngây 149.000. Ở trên đây em bị ẩn tất cả các chị, em cũng nhìn thấy cái gì luôn. Đúng cái ngày gọi là ngày nên tặng cho các chị như thế này thì lại không đọc được comment ở phía trên đây mà cũng không nhìn được các chị ở trên đây luôn. Đấy ạ. Đây các chị nhá, màu hồng này, hồng sen cho em Nga nhá, chất mát lịm tim. Hàng cao cấp cho em Nga, chất đẹp, form đẹp, em tặng các chị có 149.000, chị nào lấy nhanh tay chốt đơn. 66 cân, 67 cân. Nhỏ tiếng. Không nhỏ tiếng. 149.000 em chốt đơn là T3 hộ em ạ. Rồi ạ, chị chốt đến đâu rồi nhỉ? Hết màu đen còn một chiếc chị đang mặc, còn ai nữa? Chị Nguyễn Thị Mai Phương, chị nhìn thấy chị Mai Phương có chia sẻ này. Chị Thanh Nhạn khách mới cho em xin số điện thoại nhá. Em chốt màu đen cuối cùng cho chị Nguyễn Thị Mai Phương có chia sẻ này. Chị Lưu Thị Quỳnh màu đen ở chế độ dự phòng hộ em này, chị Khuất Thư màu đen ở chế độ dự phòng hộ em, chị Tinh Bùi Tinh màu xanh ở chế độ dự phòng. Em còn hai chiếc màu trắng và chiếc màu hồng. Em mặc luôn hồng sen với quần hồng sen nhá các chị nhá. Em mặc luôn hồng với quần này. Các chị nhìn thấy đẹp ạ. Màu đen em hết nha. Em còn hai trắng và một chiếc và năm chiếc màu hồng sen. Hồng sen siêu đẹp. Các chị mặc quần hồng sen với quần trắng cho em. Các chị mặc hồng sen với quần màu trắng cho em ạ. Chị nào chốt cho em xin số điện thoại đi. Chị nào chưa cho số điện thoại nhở? Chị Thanh Nhạn khách cho em xin số điện thoại đi ạ. Khách mới cho em xin số điện thoại đi ạ. Các chị chốt được đơn mà các chị không cho em số điện thoại thì em nhà em Nga không gọi được. Đấy ạ, nè em sẽ chốt xuống cho người dự phòng đấy ạ. Cho em đúng cú pháp nha. Hồng sen đây ạ, đẹp chưa? 65-66 cân đổ về, chất nó mát như là... Đây các chị nhìn cái chất này. Chất mát nịn tim luôn, 149.000. 65-66 cân đổ về, các chị mặc đẹp luôn cho em Nga. Chị nào lấy chốt đơn dùm em Nga. Đấy ạ, em còn hồng sen, có 5 chiếc hồng sen và 2 chiếc màu trắng thôi. Cái nào cũng đẹp ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn dùm em nhá. Mức giá cho em Nga, hồng sen này, em bắt đầu thấy hồng sen rồi ạ. Rồi ạ, chị Minh Phương Lê thêm một hồng sen này. Đúng không? Chị Minh Phương Lê là thêm một hồng sen đúng không ạ? Quần em hết rồi, chờ tí xíu em sẽ lên quần. Chị Hoàng Thu Vi một chiếc hồng sen này. Chị Hoàng Thu Vi một chiếc hồng sen này. Em còn 3 chiếc hồng sen, 2 chiếc màu trắng nữa các chị ơi. 149.000. 149 ạ, chị nào lấy nhanh tay chốt đơn đi ạ. Comment hộ em ạ. Chị Thơm Vũ một chiếc hồng sen này. Hồng sen đẹp mà các chị. Hồng sen đẹp mà các chị. Hồng sen đẹp mà. Rất là đẹp. Em còn 2 hồng sen và 2 trắng nữa. Chị nào lấy nhanh tay ạ. Chị Hơm Vũ một chiếc hồng sen này. Mặc quá đẹp luôn ạ. Các chị không phải nghĩ luôn ạ. Đây, hồng sen của nhà em Nga nhá. Chất mát lịm tim luôn, cực kỳ xinh và rất là đẹp. Chị nào lấy hồng sen chốt đơn cho em hồng sen. Em còn 2 hồng sen và 2 trắng ạ. Mức giá cho em Nga. Chị Thanh Nhạn là dồn đơn. Chị Thanh Nhạn nhưng mà chị Thanh Nhạn ơi, chị cho em xin số điện thoại đi ạ. Cho em xin số điện thoại bởi vì chị khách mới nên em chưa có số điện thoại. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Chất này của nhà em Nga, chất mát niềm tin. Các chị sờ, nhìn cái chất này. Các chị nhìn thấy cái áo phông chất này. Áo này tất cả em đang tặng cho các chị cả dưới cả giá em nhập đấy ạ. Những cái áo mà em đã ghi chữ tặng ấy, có nghĩa là em tặng cho các chị cả dưới cả giá em nhập. Có nghĩa là em nhập
cao hơn tùy từng mẫu. Có những mẫu mà các chị có sẽ được em tặng với giá cực kỳ nhiều, có tùy từng mã em sẽ tặng với các chị với cái giá, có nghĩa là tất cả giá em tặng đều là dưới em mua nhập đấy ạ. Còn lại là em tặng các chị bao nhiêu thì tùy trong cái quá trình em like thì em cứ lên để em tặng, em nói với mức giá thôi. Nên chị nào mà đấy ạ, chị nào mà là khách mới nhớ cho em xin số điện thoại em mới chốt đơn, còn nếu không em sẽ chuyển xuống luôn cho khách nhà em Nga nhá. Đấy ạ, nên các chị lưu ý hộ em. Đấy ạ, chị Duy Bảo, chị Thơm Vũ màu màu hồng ok rồi này, chị Duy Bảo màu trắng ok. Chị Duy Bảo một chiếc màu trắng em chốt đơn này. Vậy là em còn hai hồng một trắng á. 149.000, hai hồng một trắng nha các chị nhá. Tất cả đều dưới giá nhập luôn, nên chị nào muốn sở hữu các chị chốt đơn. Em còn hai hồng một trắng, các chị nhìn cái chất phông cốt tông của nó này. Nó rất là mát luôn. Nó mát đây ạ, các chị sở những chị nào mà người gọi là mặc có như là mặc những cái này á các chị nhá, thấm hút mồ hôi rất là sướng và cực kỳ mát, và các chị càng đậm người các chị lại càng thích, bởi vì nó rất rất chất của nó rất là mát luôn. Em còn hai hồng và một chiếc màu trắng duy nhất cuối cùng, 149.000. Hai hồng một trắng á. Rồi em qua luôn mã áo này nhá, hai hồng một trắng. Mây Nguyễn là màu hồng ạ. Ok chị Mây Nguyễn một chiếc màu hồng này. Chị Mây Nguyễn một chiếc màu hồng. Bây giờ em còn một chiếc màu hồng và một chiếc màu trắng cuối cùng em đang mặc, em hết luôn này. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Một hồng một trắng cuối cùng, đẹp chưa các chị? Chị nào mặc như này cả cây cho em đẹp chưa? Áo này là free size, nó co giãn nhưng nó cực kỳ thích. Người nhỏ như em mặc cũng thích nhá. Những cái dáng áo này thì không nhất thiết chị em mình phải mặc ôm bó. Đây các chị nhìn thấy em mặc này, 66 cân các chị cũng mặc được, mà em Nga vai của em tương đương với người 53 cân rưỡi thôi, kể cả các chị 50 cân các chị cũng mặc như em luôn. Đấy ạ, và 49 48 cân tại vì áo này là không nhất thiết phải mặc ôm bó lên. Khi các chị mặc với những cái dòng quần đấy ạ, mặc dòng quần free thoải mái như thế này các chị thấy nó rất là cân và cực kỳ đẹp luôn. Đẹp không các chị? Rồi, chị nào mà dinh được cả cây này quá là tuyệt vời luôn. Rồi ạ, áo này của em Nga chỉ có 149.000, em còn một chiếc màu hồng xem, một chiếc màu trắng nữa thôi. Ơi. Chị Khuất Thư màu trắng nữa và em hết màu trắng này. Chị Mỹ Đặng màu hồng nữa và em hết luôn áo này nhá. Em hết luôn áo em đang mặc nhá, ghi hộ em. Rồi, tiếp theo em tặng tiếp này. Quần tiếp theo đây ạ. Tiếp theo lên quần nhá các chị. Em hết áo rồi nhá, em hết T3, bây giờ lên hộ em T4. Em hết T3, bây giờ lên hộ em T4 ạ. Rồi, T4 này em xem em còn như thế nào nhá. T4 đây. T4 ạ. Rồi, T4 này, tặng T4 cho các chị rồi, tặng luôn này. Quần sóc bây giờ các chị đang mua em là bao nhiêu? Em tặng luôn nhá, bây giờ em mặc này, sang quần sóc ngắn. Em qua cái quần màu hồng này nhá các chị, em qua cái quần hồng. Đấy ạ, quên không kiếm cái áo Mây Nguyên lấy màu cả hai màu, màu hồng hay màu với màu xanh à, hay lấy một màu à? Chị nào? Mây Nguyên cho nó chị comment màu xanh đây, rồi comment màu hồng. Chị Mây Nguyên là lấy cả hồng lẫn xanh đúng chị Mây Nguyên? Chị Mây Nguyên là lấy cả màu hồng lẫn màu xanh đúng không? Chị Mây Nguyên là lấy cả hồng lẫn xanh đúng không ạ? Quần sóc của em nha. Đây ạ. Áo luôn này, tặng luôn cả áo này, đẹp chưa các chị? Tặng cả áo, tặng cả quần luôn. Nói chung là hôm nay có gì, nói chung là đồ nó còn lẻ sang. Mà các chị thấy không ạ, em tặng toàn đồ hàng hè cho các chị luôn. Toàn hàng mà các chị về các chị mặc ngay và luôn, chả cần phải gì luôn ạ. Đấy ạ, tặng có ý nghĩa luôn nha các chị nhá. Rồi, quần em đang mặc đây, tặng luôn này. Quần này em tặng luôn, chốt luôn cho em là 99.000 quần em đang mặc đi ạ. Quần này là T4, em có màu như sau nhá. Em báo giá luôn rồi, các chị nhanh tay, các chị nghe rõ màu size đã các chị ạ. À. Đừng vội. Em nghe rõ màu size hộ em nha. Rồi quần này ạ. Quần này các chị nhá. Các chị đừng xem mác ở trên trong đây nhá, bởi vì từ mác này nhà em đã suy ra cái size ở trên cái chỗ này rồi. Cho nên là em sẽ chết, em sẽ tại vì quần này của nhà em Nga em không mặc nó ôm bó đâu, quần mặc thoải mái hộ em. Đó, em đang mặc quần này là size M nhưng mà quần này dễ mặc lắm luôn. Đấy ạ, size M là size em đang mặc này.
Đây ạ, à, em sẽ tư vấn về size như sau. Màu đen em có 1M, 1L. Nhưng mà ML này thì chị nào khoảng tầm 62 cân là các chị cũng mặc được cho em nha. M, size M như em đang mặc nhá. Màu đen chị nào khoảng tầm 57-58 cân. Quần này không mặc ôm bó các chị nhá, mặc thoải mái, mặc rộng. Nói chung là cái quần này 57-58 cân là mặc được cho em size M. Chị nào 62 cân là mặc được cho em quần này size L nhá các chị nhá. Màu đen em có 1M, 1L là 99.000. Màu nâu này em có một chiếc size L này. Nâu có 1L này, đen có 1M, 1L này. Màu đỏ này, màu đỏ em có 1L này. Màu đỏ có 1L này, màu đỏ có 1M này, à 1L. Màu đen em có 2 chiếc size M. Màu đen có 2 chiếc size M và màu xanh. Và màu xanh em có 1L và 1XL cho màu xanh. Chị nào lấy quần ghi hộ em là T4 ạ, mức giá cho em nha là 99k, quần sock các chị nhá, sock đũi hộ em 99.000 sock đũi ạ. Quần sock hộ em nhá, cặp chun 99.000 sock đũi hộ em, ghi hộ em là T4 em chốt đơn. T4 ạ, đỏ này, đỏ em có một chiếc size, một chiếc size L màu đỏ này. À không, quần này size quần đỏ này ạ. Quần đỏ này. Quần đỏ này đúng, quần đỏ này sao tầm 60 cân, tầm 60 cân các chị chốt được. Chị nào tầm từ 56 cân cho đến 60 cân là chốt được quần đỏ này size L này. Màu xanh có một chiếc size L, một chiếc size XL, em đang mặc là size M nhá các chị nhá. Để em nhìn lại size phát. Cái này nó bay hết size của em đâu rồi. Em đang mặc là size M đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn dùm em nha. Màu đen em đang mặc là có 1M, 1L, màu nâu có 1L. Chị nào lấy ghi hộ em là T4 em chốt đơn ạ. T4 nhá các chị nhá, em chốt đơn T4 như sau. Bắt đầu em chốt đơn này. Em nhìn thấy ai bắt đầu chốt đơn T4 vậy. T4 ạ. Em đọc T4 cho chị cái. Nhìn thấy không? Máy của chị đang bị ẩn mất rồi. T4 là bắt đầu từ Minh Phương Lê là T4 màu đen M ạ. Màu đen M cho chị Minh Phương Lê, chị đang mặc ok ạ. À, chị nào tiếp. Nguyễn Mỹ là T4L màu đen ạ. L màu đen hết luôn này. Ok ạ, rồi ạ, em chốt cho hai chị này. Hết màu đen luôn, à còn một chiếc màu đen size M nữa. Hường Lê là M màu đen là 56 cân ạ. 56 cân ok, một chiếc size M. Rồi, vậy là đen em hết M này. Tiếp theo. Chị Hường Lê một chiếc màu đen T4 size M. Ok rồi ạ, còn hai chị em chốt cho hai chị là 1M, 1L rồi. Đấy ạ, em nhìn nhá, chị nào có số điện thoại chốt đơn. Chị Hường Lê một đen một nâu luôn. Chị Hường Lê lâu lắm và size L nhá chị nhá. Chị Phương Mai là một màu xanh size XL ok này. Chị Phương Mai nhìn thấy chưa? Chị nhìn thấy chị Phương Mai một chiếc màu xanh size XL này. Chị gì ạ? Chị Nhung Nguyễn màu đen em hết rồi này. Chị Thắng Nguyên một chiếc màu xanh. Có size của chị Thắng Nguyên không? Chị Thắng Nguyên có chiếc màu xanh. Các chị cho em size luôn đi ạ. Nó đang ẩn. Các chị cho em cân nặng luôn đi. Em chốt luôn T4 mà các chị không cho em cân nặng. Bây giờ em chỉ còn một chiếc màu xanh size L, một chiếc màu đỏ size L nữa thôi là em hết mất rồi. Chị nào lấy T4 nhanh tay chốt đơn đi ạ. Một chiếc màu xanh size L cho chị. Đấy, chị nào mà cho em đúng cân nặng, đúng size như này em chốt liền luôn ấy. Chị Phương Mai em chốt được màu xanh. Các chị lưu ý nhá, trong quá trình mà em chốt những cái mã mà nó tặng ấy thì các chị nhớ là các chị cho em luôn size luôn. Đấy ạ, hoặc nếu không ít nhất các chị cho em cân nặng thì em tự chốt và cho em màu là em tự nhặt ra em có size em nhặt cho các chị trước. Còn nếu mà các chị cứ T4 xong số điện thoại hoặc T4 màu không mà không có size, đúng không ạ? Ví dụ như nó có một chiếc một màu ấy, đấy ạ, việc là có sai bởi vì em muốn chốt là chốt tặng nhưng mà vừa cân của các chị. Đấy ạ, không trong quá trình nên là các chị lưu ý hộ em. 1m5565 cân ạ. À? Chị nào? Nguyễn Mỹ. Chị Nguyễn Mỹ vừa xong chị chốt cho cái gì? Size L màu đen. Size L màu đen không vừa chị Nguyễn Mỹ ơi. 65 cân không vừa màu đen size L nên em sẽ chuyển xuống size L màu đen cho ai nhỉ? Chị Nguyễn Mỹ ơi, mà 65 cân màu đen size L chị không vừa cho nên chị phải mặc XL cơ, cho nên em xin phép chuyển xuống size L màu đen cho ai nhỉ? Màu đen ở phía dưới ấy. Cho chị nào có nhiều chị màu đen đấy. Em đọc luôn đi. Minh Phương Lê 1m6257 cân. Ok, chị Minh Phương Lê được. Đây là chốt size M màu đen. Được. Màu đen đây, chị đang mặc màu đen size M thoải mái đây. Đấy. Có nghĩa là em cứ ghi đúng size em chốt đi là được. Rồi. À em ơi, có chốt cho chị T4 màu đen không em? Chị Hoàng Thu Vi có được không, vừa không nhỉ? Chị Hoàng Thu Vi màu đen size L vừa không? Chị hỏi lại cân đi bây giờ. Đợt này chị bao nhiêu cân ạ? À? Các chị cho em rõ đi ạ. À. Trời ơi. Các chị chốt nhưng mà không cho em rõ, em không biết chốt kiểu gì. Nhiều bình luận quá mà chốt không rõ, không biết chốt kiểu gì. Màu xanh size L cho chị Khuê Dương này. Màu đen em còn size L thôi chị Hoàng Thu Vi ơi. Chị Trần Phương là T4 L đen L ạ. Chị là chị gì? Trần Phương ạ. Chị Trần Phương T4 màu đen L.
55 cân chỉ mặc M thôi chị Hoàng Thu Vi ạ. Chị Hoàng Thu Vi màu đen ở vừa màu đen size M em chốt cho hai chị nào rồi. Màu đen có hai chiếc size M và một chiếc size L. Bây giờ vừa xong em bảo đọc cho chị Trần Phương là một chiếc màu đen size L này. Thế còn hai chiếc size M rồi chốt cho chị nào? Minh Phương Lê mới có M đen ạ. Mới chốt được cho một chị là Minh Phương Lê thôi đúng không? Màu đen thôi đúng không? Vậy thì em sẽ chốt luôn cho chị Hoàng Thu Vi màu đen size M đi. Là hết nhá. Chị Hoàng Thu Vi có màu đen size M rồi ạ. Chị Hoàng Thu Vi có màu đen size M rồi nhá. Vậy là em còn mỗi một chiếc màu đỏ size L nữa thôi ạ. Chị nào từ 55 cân cho đến 60 cân là chốt đơn cho em nha. Em hết rồi nhá. Đấy ạ. Em còn một chiếc màu đỏ nữa thôi, 99.000. Chị nào lấy thì chốt đơn. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em màu đỏ nhá. Đấy ạ, em còn mỗi một chiếc màu đỏ. Chị nào lấy thì chốt đơn dùm em nha. Bây giờ em lên cái áo em đang mặc. Đây ạ, cọc áo của em thôi rồi ạ. Đây ạ, có bằng này chiếc thôi các chị nhá. Lưu ý hộ em là các chị nghe rõ về size và chốt cho em đúng cú pháp. Đấy ạ, chốt cho em đúng cú pháp. Em tặng các chị nên là em muốn tặng cực kỳ nhiều. Tại vì em muốn, nếu mà các chị muốn em tặng nhiều ấy thì các chị phải cho em đúng cú pháp. Thì em cứ nghe em chốt cho các chị nhanh. Bởi vì nhà em Nga là em chốt trực tiếp trên line, chứ em không như nơi khác là các chị cứ đọc, các chị cứ comment xong rồi đến cuối ngày hay là đến gì đấy người ta mới gọi điện chốt cho các chị. Đấy ạ, cho nên là các chị lưu ý ạ, muốn chốt hàng của bên em Nga nhá, là em chốt trực tiếp trên line. Và các chị nhớ cho em đúng cú pháp. Nếu mà hôm nay các chị muốn em tặng cực kỳ nhiều cho các chị thì các chị comment đúng cú pháp đi, em chốt rất nhanh thì em sẽ tặng được các chị rất nhiều rất nhiều. Còn nếu mà các chị cứ đấy, các chị mà để em dừng lại để sau đó em mới check size, check màu cách gì đấy cho các chị, tự dưng nó mất thời gian thì tự dưng lúc đấy em sẽ tặng rất là ít, đúng không? Hôm nay các chị muốn, tại vì hôm nay cuối tháng đúng không, em Nga ít khi em nên tặng nhiều như thế này. Mà các chị biết rồi, muốn em tặng càng nhiều thì các chị chốt càng đúng cú pháp đi ạ. Các chị cứ bình tĩnh đúng không ạ, các chị chốt đúng cú pháp, bấm luôn cho em. Ví dụ như T5 em chuẩn bị lên nha, T5 em chuẩn bị lên này, đúng không ạ, em có bằng này cái. Các chị nghe rõ màu, rõ size đúng không ạ, hoặc nếu không rõ size đánh luôn cân nặng chiều cao của chị đi, đúng không ạ. Các chị ghi luôn là T5 cân nặng chiều cao, đúng không ạ. Sau đó thì các chị chỉ chờ em đọc màu, đọc size thôi, bắt đầu các chị bấm màu và thế là xong, đúng không ạ. Đấy là tí nữa em nhìn màu nền xa, à nhìn mỡ, nhìn cân nặng chiều cao các chị rồi là em cứ thế, các chị cho em màu phát là em chốt liền, đúng không ạ, rất nhanh đúng không ạ. Rồi bây giờ em đấy nha, các chị nào mà nhanh các chị chỉ cần vậy thôi, vì các chị không nghĩ là em có size gì thì các chị chỉ cần như thế thôi. Rồi ạ, màu vàng nhá các chị nhá. Chị Hương Trần T4 màu đỏ size M. Ok, chị Hương Trần T4 màu đỏ size M em chốt đơn. Vậy là em hết T4 nha. À, T4 size L cho chị Hương Trần. Rồi ạ, T4 cho chị Hương Trần là em hết nhá. Bởi vì trong lúc này là các chị biết rồi, comment của em nó nhảy liên tục. Comment của em nó nhảy liên tục mà máy của em lại bị ẩn comment nữa, cho nên là nhiều khi em không đọc được của các chị. Đấy ạ, nên là nhiều lúc em không đọc được của các chị, cho nên là các chị phải thông cảm dùm em. Màu vàng mơ này, màu vàng mơ này em đọc luôn này. Vàng mơ em có 1M, 1L, 1XL. Màu đen em có, màu đen em cũng có đúng 1 dây 1M, 1XL. Ô, sao lại nó cứ có 1 dây nhỉ. Màu vàng mơ có 1M, 1L, 1XL. Màu đen có 1M, 1L, 1XL. Màu trắng, ôi hơ, cái này chứng tỏ cái này là em nói thật sự 4 màu, màu nào em cũng có đủ size M, L, XL. Các chị nghe cân nặng dùm em này, sau đó các chị bấm nhanh nhá. Em có 4 màu, màu vàng, màu đen, màu đỏ, màu trắng, có 4 màu đủ size M, L, XL, nhưng mỗi cái chỉ có một chiếc thôi. Size M là size em đang mặc nha các chị nhá. Chị nào 54 cân đổ về mặc M, từ 55 đến 59 cân mặc L, từ 60 cân đến 64, 65 cân đổ về mặc cho em XL. Em chốt tặng các chị này 149.000 em chốt đơn, được chưa ạ? Áo xinh như thế này 149.000 các chị mua ở đâu được bây giờ ạ? Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn ạ. Đấy ạ, nên là nếu chị nào đúng cú pháp cứ cho em cân nặng chiều cao thêm màu và phát nữa là xong ạ. Là em chốt liền cho các chị nhá. Em có 4 màu và đủ size M, L, XL, nhưng mỗi màu chỉ có đúng 1 giây. Chính vì thế có tổng tất cả là khoảng 12 chiếc áo thôi. Em tặng cho được 12 chị yêu. Đấy ạ, chị yêu nào nhanh tay chốt đúng cú pháp em chốt đơn. 149.000 em chốt đơn hôm nay, tặng bão giá luôn ạ. Không biết là em tặng giá cho các chị đến bao nhiêu luôn. Có cái tặng nhiều, có cái tặng ít, có cái tặng đến cả những em, cả những giá gốc của em, tiền trăm hơn trăm luôn nha các chị nha. Nên các chị cứ yên tâm mà chốt đơn dùm em nha. Comment hộ em đúng cú pháp này. Rồi, bắt đầu em chốt ạ. T5 chị Hạnh Tình không cho em màu, không chốt được. À, vàng đỏ này 50 cân cho chị Trần Nết, vàng đỏ luôn size M. Đấy, chị comment như thế là em ra được luôn.
màu đỏ và màu vàng cho chị Trần Lết luôn này. Em chốt liền cho chị Trần Lết một đỏ một vàng. Vậy là em hết size M luôn, màu đỏ màu vàng nha. Chị Mai Nghĩa không cho em màu rồi. Chị Thu Can Minh, chị Thu Can Minh lấy L vàng được. Chị Thu Can Minh ạ, chị Thu Can Minh lấy L vàng được. Áo này dễ mặc nên em chốt cho chị Thu Can Minh size L màu vàng nhá. Tại vì người trên em nhỏ mà, cho nên chị Thu Can Minh em chốt cho chị Thu Can Minh màu vàng size L. Đấy là em chốt theo kiểu là em biết chị Thu Can Minh đấy ạ. Khách mà kiểu nhớ ấy, tại vì thật ra chị Thu Văn Minh là cái face nó khá đặc biệt. Mà em nói thật sự là chị Thu Văn Minh là gần như là khách quen nhà em Nga từ thời đầu rồi đấy. Mà chị không thay đổi tức là gần như là những vị, có một số những vị khách mà đấy ạ, kiểu là các chị không hay gì đấy em vẫn còn nhớ được. Còn nhiều chị bây giờ thay Avanta hoặc tên các thứ là em chịu chết luôn rồi. Hoặc là có những cái face nó trùng vào là em chịu chết. Nhưng chị Thu Văn Minh là đấy ạ, là em vẫn nhớ. Cho nên là em cứ chốt cho chị size L nếu như mà chị thấy rằng là chị không, chị mặc M thôi, chị báo lại em. Đó, rồi đó, chị Thu Can Minh size L nhá, ok ạ. Còn lại tiếp theo này, chị Thu Can Minh màu vàng size L. Màu đỏ, màu đen cho chị Nguyễn Hường size XL này. Đỏ này, đỏ này, đỏ và đen size XL. Đỏ và đen size XL này. Rồi, đỏ và đen size XL cho chị. Đỏ và đen size XL cho chị Nguyễn Thị Hường này. Cho chị Nguyễn Thị Hường, nhìn thấy không em? Đỏ và đen cho chị Nguyễn Thị Hường. Nguyễn Thị Hường. Số điện thoại là 31162 ấy. Được chưa? 3162 ấy, 63162, nhìn thấy không? Chị Nguyễn Thị Hường. Đỏ đen nha. Rồi chị Trần Phương màu đen size XL em hết rồi, chị Phương Thi màu đen size XL em hết rồi. Màu đen size M cho chị Trường Hùng này. Màu đen size M cho chị Trường Hùng em chốt đơn này. Chị Trần Phương màu đen em hết ạ. Đấy ạ. Rồi ạ, chị Trần em hết màu đen ạ, chị Trường Hùng màu đen size M nhìn thấy không em? Chị Nguyễn Thị Hường màu đen đỏ đen size L, ok này, rồi này. Chị Sơn Nguyễn màu đen size L cho chị Sơn Nguyễn này, 55 cân cho chị Sơn Nguyễn và màu đen size L này. Chị Lê Thị Liên là T5 bằng là cái gì đấy ạ? Đấy ạ, em có cái áo nào để mix với quần ống suông không? Nhiều lắm chị Phan Hằng, cứ áo crop top này. Riêng nếu mà chị thích với mặc với quần ống suông ấy, chị cứ mix cho em áo crop top. Áo gì crop top chị cũng mix được cho em, rất là xinh. Còn nếu mà chị thích sơ vin, chị mix cho em với áo ôm. Kể cả áo em đang mặc như này này, chị mặc ôm một chút xíu như em đang mặc, xong sau đó chị sơ vin vào cho em, hoàn toàn chị mix được với áo quần dáng suông luôn. Quần dáng suông nếu mà thật ra rất dễ mix. Các chị đầu tiên, một là các chị mix áo crop top, hai là các chị mix cho em áo ôm, các chị sơ vin vào cho em đều là được hết. Đấy ạ, ok chị Sơn Nguyễn em chốt màu đen size L rồi nhá. Vậy là màu đen em hết này. Bây giờ em chỉ còn như sau, em còn màu trắng. Màu trắng có đủ size MLXL, chị nào không, chị nào chốt màu trắng nhỉ. Màu vàng em còn một chiếc size L, một chiếc size XL. Vàng mơ em đang mặc đẹp mà. Đấy ạ, vàng mơ em đang mặc còn một chiếc size L, một chiếc size XL. Màu đỏ còn một chiếc size L. Chị nào lấy ghi hộ em là T5 em chốt đơn ạ, 149.000 ạ. Màu đen em hết rồi chị Đặng Loan nhá. Màu vàng size XL em chốt cho chị Phương Mai này. Một chiếc màu vàng mơ size XL cho chị Phương Mai em chốt đơn. Em hết luôn màu vàng mơ. Màu vàng mơ em hết luôn rồi. Màu vàng này của một chị nào đấy cơ nãy chị chốt rồi đúng không? Màu vàng chị đang mặc trên người hết rồi. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, một chiếc màu đỏ size L này, đỏ size L cho chị Nguyễn Thị Ngọc Lan này. Đấy ạ, chị Phương Mai màu vàng mơ ok này, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan đỏ size L ok này, chị Trần Duyên vàng size L em hết rồi. Bây giờ em còn mỗi trắng. Bây giờ em còn mỗi trắng nha, em mặc trắng, em lơ trắng này, trắng có 1M, 1L, 1XL. 149.000 em chốt đơn ạ. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn của em 149.000. 1M, 1L, 1XL nhá. 149 ạ. 149.000 em chốt đơn. 1M, 1L, 1XL. Chị nào lấy nhanh tay dùm em nha, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Vàng mơ cái nãy này, cái này của chị đang mặc là của chị nào đúng không? Chị nào đầu tiên ấy, chốt hai cái xong. Khó rồi. Rồi, sang tay chốt cho các chị áo này nữa. Đã tặng phải tặng cái áo này nữa này. Tặng phải tặng hẳn cái áo này nữa cho các chị. Em nghĩ là em đang màu trắng size L. Màu trắng size L cho chị. Có chị gì? Chị Oanh Nguyễn một chiếc trắng size L này. Em còn 1M và 1XL trắng nữa là hết nhá. Em còn 1M và 1XL trắng nữa là hết này. Đẹp chưa các chị? Áo của em nó đẹp xuất sắc như này, có 149.000. Đẹp chưa các chị ơi? Rồi em còn 1M và 1XL trắng nữa thôi. Chị nào lấy thì chốt đơn. Chị được vàng không cho chị trắng. Chị Ly Nguyễn, chị Ly Nguyễn không được vàng hay sao nhỉ? Chị Tuyết Nguyễn là màu trắng size L đấy đúng không? Em vừa chốt màu trắng size L cho chị nào đấy? Chị Quanh Nguyễn à, chứ không phải chị Tuyết Nguyễn à? Ok, em chốt cho chị Quanh Nguyễn màu trắng size L. Bây giờ em chỉ còn màu trắng một chiếc size M và một chiếc size XL thôi. Chị Ninh Nguyễn hình như không chốt được cái sao ấy ạ.
Chị Ninh Nguyễn em không đã, em chưa thấy đọc được tên chị Ninh Nguyễn, có thể nó bị comment bị ẩn đấy chị ạ. Có thể comment nó bị ẩn rồi các chị ạ. Comment nó có thể nó bị ẩn. Rồi màu trắng sẽ XL cho chị Phương Thi luôn này. Trắng XL cho chị Phương Thi. Vậy là em còn một trắng thay mờ nữa này em hết nha. Rồi, tiếp theo hộ em. Da coco nha. Da coco, mỗi cái còn nẻ thôi. Áo da coco này, toàn bộ chỗ này em có bằng này cái thôi. Mấy cái thôi, tặng lốt cho các chị. Quá đẹp luôn ạ. Cái này có 2 chiếc em không biết là size gì đây. Rồi. Chị nào lấy này, tiếp theo hộ em. Chị Hương Trần, em chị còn mỗi một chiếc size M thôi. Em còn mỗi M trắng thôi ạ, cho chị nào 54 cân đổ về em chốt đơn. Em còn mỗi một chiếc size M trắng nhá. Chị nào 54 cân đổ về em chốt đơn. Áo của hàng da coco này. Đây. Đẹp ngất ngây nhá. Em có một chiếc màu đen size M. Một chiếc màu trắng size M. Một đen M, một trắng M ạ. Áo này chị nào 60 cân đổ về em chốt đơn. Ghi hộ em là T5 nhá. T4 là quần short chị đang mặc đây. T4 là quần short, T5 là áo chị đang mặc. Bây giờ là T6. T6 cho em Nga, em có một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Hàng của Da Coco các chị nha, em tặng cho các chị là 199.000 được chưa ạ? 199.000, comment hộ em đúng cú pháp, 60 cân đổ về em chốt đơn. Cái áo này 60 cân đổ về em chốt đơn nha. Chất của hãng Da Coco. Chị nào lấy thì chốt đơn dùm em nha. Đây ạ. Ghi hộ em là 60 cân. Đây ạ, đẹp xuất sắc. Các chị ngắm dùm em này. Đây ạ. Họa tiết của nó nha, toàn bộ chỗ này là đá, đá cườm luôn các chị nhá, nổi cườm luôn. Đấy ạ. Và có một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng, 60 cân đổ về em chốt đơn. 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. T5 em còn duy nhất một chiếc màu trắng size M. T6 có một, có màu đen một chiếc size M, màu trắng một chiếc size M, 199.000. Chị nào lấy T6 lên tay chốt đơn ạ, 60 cân em chốt đơn nhá. T6 là 60 cân đổ về em chốt đơn. T6 cho chị gì đấy ạ? Chị Võ Thị Nhung không cho em màu rồi. Màu đen cho chị cố gắng thật nhiều màu đen này. Chị Mai Nghĩa màu đen ở chế độ dự phòng mất rồi. T6 này, một chiếc màu đen cho chị cố gắng thật nhiều này. Rồi ạ, chị Mai Nghĩa màu đen ở chế độ dự phòng này. Chị Võ Thị Nhung không thấy cho màu nên em không chốt được. Em có một chiếc màu trắng nữa, chị nào lấy màu trắng đấy ạ. Chị Quang Vũ T6 màu trắng em chốt đơn này. 199 nhá. Chị Quang Vũ một chiếc màu trắng em chốt đơn. Chị cố gắng thật nhiều khách mới cho em xin chiều cao cân nặng đi ạ. Chị cố gắng thật nhiều cho em xin chiều cao cân nặng nhá. Chị cố gắng thật nhiều cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Rồi ạ, tiếp theo hộ em. Đây, chị bỏ cái áo này ra đây nhé. Này, gấp vào luôn cho các chị. Nói chung là cái áo này này, sau khi em bung ra rồi, đây này, em để thì nó chỉ có một chiếc thôi. Em bung ra thì nó như này này, nên là nhiều khi nó bị mất cái độ xịn của cái áo của em đi. Chứ còn nếu mà cái áo này các bạn gấp vào, nếu mà các bạn để nguyên những cái này vào cho các chị nhận hàng, các chị sẽ biết nó xịn sò hết nước luôn. Đối với những cái áo này. Rồi, đây các chị nhá, áo này của em Nga, em có như sau. Em nhìn xem nó có cùng mã không ạ. Các chị nhá. Rồi, em hết T6 nhá. Chị cố gắng thật nhiều cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Đấy, các chị nhìn áo xịn chưa ạ. 199.000 cho em T7 này. T7 cho em tí xíu ạ. Đấy ạ, các chị nhìn nó xịn chưa. Ôi, áo này. Đến cái trang thiết bị của nó cũng đã thấy gọi là toàn đầu hè mà các chị được tặng như thế này nhá. Em chỉ có một chiếc màu trắng size M và một chiếc màu đen size M. 47 cân cũng được mà. 47 cân thì phải mặc hơi thoải mái đấy chị ạ. 47 cân thì nào nhỉ? Chị Quang Vũ ơi, 47 cân là mặc rộng đấy, mặc kiểu mặc hơi mặc thoải mái đấy chị ạ. Nói chung là cái áo đấy thì em chốt từ khoảng tầm 48 cân cho đến 60 cân ok. Nhưng chị 47 cân là chị phải chấp nhận mặc rộng đấy nhá. Chấp nhận mặc hơi rộng rộng một chút xíu. Bởi vì cái áo đấy là kiểu phong cách áo. Cái áo này em đang bán này là phong cách mặc free, mặc thoải mái chứ không phải mặc ôm bó. Cho nên là áo đấy mà em chốt từ 48 cân cho đến 60 cân mà chị 47 cân là hơi rộng. Nên nếu mà chị có thay đổi thì chị báo em nhá. Còn nếu chị vẫn lấy thì chị ghi ok vẫn lấy hộ em. Đấy ạ. Nếu mà chị vẫn lấy thì chị ghi ok vẫn lấy hộ em nhá. T7 hộ em 199.000 em chốt đơn. T7 199.000, 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Từ 48 cân cho đến 60 cân em chốt đơn. Từ 48 cho đến 60 cân này em nhìn thấy chị gì ạ? Chị Mai Nghĩa màu đen size M này. T7 nhìn thấy màu đen chị cho chị Mai Nghĩa này. Màu đen size M rồi này. Chị một tiếp theo nữa T7 chị nào lấy ạ? Màu trắng ạ. Chị Mai Nghĩa màu đen size M này. Màu trắng đi cho chị nào đi ạ.
Màu trắng chị nào từ 48 cân cho đến 60 cân các chị mặc được cho em nga size M áo này. Em còn một chiếc màu trắng nữa, 199.000. Chị Mai nghĩ em chốt được màu đen rồi nhá. Chị nào lấy trắng chốt đơn trắng 199. Em chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Mã của em là T7 ạ. T7 chị nào lấy trắng ạ? Chị nào lấy trắng đây, chị Tuyết Nguyễn lấy màu trắng em hết luôn trắng này. Chị Tuyết Nguyễn lấy màu trắng em hết luôn trắng. Đấy, trắng đen T7. T7. Đúng rồi, đấy T7 em cấp 2 với T7 chị ạ. Cái đấy là T6. Hai cái đấy là T6. Hai cái đấy là T6, cái kia T7. Rồi. Đây là T8. Đúng luôn đấy. Đây là T8 các chị nhá. Ủa ơi, T8 đẹp chưa? Có mỗi chiếc T8. T8 199.000, 60 cân đổi với em chốt đơn. Một chiếc duy nhất. T8 ạ, 199.000, duy nhất một chiếc 60 cân đổi với em chốt đơn. Chị nào lấy T8 nhanh tay chốt đơn. Ghi hộ em T8 ạ. Chị nào T8 nhanh tay ạ. Chị Võ Thị Nhung T8 luôn này. Chị Võ Thị Nhung T8 đây. Đẹp ngất ngây. Trời ơi các chị nhìn hộ em. Đẹp chưa các chị? Mà chất của hàng Zacoco thì không phải nghĩ luôn. Ok, T8 lên trước cho chị Võ Thị Nhung. Em hết luôn T8 nha. Tiếp theo hộ em. Tiếp theo hộ em. Ủa ơi, cái này hình như là em còn một chiếc thôi, em cứ còn. Hả? Từ đây. T8 lên hộ em. T9 này có một chiếc này. Cái này cơ nãy chắc em sót. Ôi đẹp thế mà em sót. Rồi T10. Đẹp minh minh. T10 199.000, 60 cân, 48 đến 60 cân em chốt đơn. Màu vàng các chị nhá, nhưng mà đẹp lung linh cho em nga. Các chị nhìn hộ em, nó chính là tống, nó vừa xong nó giống là T6 đấy ạ, nhưng mà em bị sót. Đây, một chiếc em màu vàng. 199.000. 199.000 ghi hộ em là T9 đi ạ. 60 cân đổ về em chốt đơn, đẹp ngất ngây. Dáng kiểu suông suông nhá, áo này là mặc. Các chị ơi lưu ý hộ em những cái dáng áo Zacoco, nó không phải là dáng áo ôm. Chị em mình mặc suông suông thoải mái hộ em. Đây để em mặc cái màu vàng này cho các chị nắm. Em bỏ qua cái áo này, em mặc lên một mẫu để cho các chị nắm. Vì nhiều chị không biết dáng Zacoco là dáng gì. Nhiều chị mà không biết dáng Zacoco là dáng gì đấy ạ. Cho nên em phải mặc mẫu lên một chiếc nhá. Đây, giá áo em mặc cái này, đẹp chưa các chị? Nó không phải là cái thuộc tip ôm bó các chị nhá, mặc xinh chưa đằng sau này. Đẹp lắm luôn các chị ạ. Ôi, đẹp lắm luôn. 60 cân đổ về là các chị mặc đẹp luôn cho em nha. Áo này, mặc nó sẽ kiểu hơi như thế này. Đấy, rất là đẹp, 199.000. Đấy, các chị sơ vin cũng được, buông cũng được, làm cái gì cũng được của em. Được chưa ạ? Tiếp theo của em nha. Nên của em, tiếp theo áo này. Đây ạ, à, chị nào vừa xong hỏi em những cái áo đây, có lúc tốt. Áo em đang mặc là 199 nhá. Cho chị gì đấy ạ? 199 cho chị Bùi Minh Hằng đúng không? T9 ấy. T9 có phải chị nhìn thấy Bùi Minh Hằng không? Vân Nguyên T9 trước ạ. Chị nào trước? Vân Nguyên ạ. Chị Vân Nguyên T9 trước à? Ok, chị Vân Nguyên T9 trước, phải là chị Bùi Vân Hằng, chị Bùi Minh Hằng ở chế độ dự phòng sao mất rồi. Ô, sao chị nhìn thấy? Em nhìn thấy chị Vân Nguyên hay là chị Bùi Minh Hằng trước? Em check lại đâu chị đó. Máy của chị đâu? Máy đâu nhỉ? Em nhìn thấy chị Vân Nguyên hay chị Bùi Minh Hằng? Vân Nguyên. Chị Vân Nguyên thì ok, chị Vân Nguyên em chốt chị Vân Nguyên. Rồi T9 em chốt chị Vân Nguyên nhá. Bây giờ lên hộ em T10. T10 mỗi cái có một chiếc một màu, tặng luôn cho các chị này. T10. Đây ạ. Rồi em cứ cho chị Vân Nguyên đi. Chị Vân Nguyên, chị Bùi Minh Hằng ở chế độ dự phòng ghi hộ chị nào biết Bùi. 50 cân có vừa không? Cái áo này á, 50 cân vừa. 50 cân mặc kiểu như cái này mặc không mặc ôm bó nhá chị Vân Nguyên nhá. Chị Vân Nguyên khách mới. Đây ạ. Chị Vân Nguyên khách mới cho nên là em phải nói luôn nhá, bởi vì hàng em là hàng tặng rồi, chất thì không phải nghĩ rồi, bởi vì chất liệu, cái chất liệu áo này 199.000 dưới cả giá em nhập rồi. Em nói thật sự đây là dưới cả giá em nhập, mà dưới em giá em nhập không phải là dưới giá em nhập ít đâu nhá, bởi vì ai mua hàng Zacoco các chị biết giá của hàng Zacoco là bao nhiêu tiền. Cái riêng cái áo Zacoco em nói hãng là các chị biết, ai mua hãng Zacoco các chị biết đấy là bao nhiêu tiền. Nhưng hôm nay em tặng các chị là 199.000, nhưng chị Vân Nguyên khách mới là có 50 cân. Là đây ạ, như em đang mặc là em 53-54 cân là em mặc thoải mái. Chị cái áo này chị giống như kiểu mặc theo phong cách là mặc free, mặc thụng ấy. Mặc thoải mái, mặc thụng cho em nhá. Nếu mà chị đồng ý thì chị lấy, còn nếu không em sẽ chốt xuống luôn cho chị Bùi Minh Hằng. Bởi vì chị em nhớ chắc chắn chị Bùi Minh Hằng 57 cân là vừa. Đấy ạ, cho nên là chị lấy thì chị báo em nhá. Đấy ạ, bởi vì những khách mới mà chưa đi mà em giá em tặng rồi mà em lại lỗ lắm rồi.
Tức là những cái hàng mà em đã ghi chữ T ấy, có nghĩa là em nỗ dưới giá nhập. Đây không phải là những cái mặt hàng mà em ôm được sale, em nói luôn này. Mặt hàng em ôm sale, em bán cho các chị giá sale là chuyện bình thường, bởi vì em bán vẫn còn lãi, đúng không ạ? Bởi vì em ôm sale, em bán sale, đúng không ạ? Nhưng những cái mặt hàng mà em đã phải dùng cái chữ là em ghi chữ T tặng ấy, có nghĩa là em bỏ tiền túi của ra để em tặng các chị. Đấy, em bán với giá tặng, chứ cũng không phải là tặng không đồng, đúng không ạ? Nhưng mà có nghĩa là em tặng các chị dưới cả cái giá em nhập rồi. Chính vì thế cho nên em muốn là cái tiền em bỏ ra đấy, em muốn tặng cho đúng người, đúng không ạ? Em đỡ mất công, đúng không ạ? Em đỡ mất công một lần nay, em nói thật sự vậy. Bởi vì em cũng không mấy khi được lên như thế này để tặng các chị, không phải nên thường xuyên, không giống như người ta là ngày nào người ta cũng có sale để lên các chị đâu, mà là em tranh thủ thôi, bởi vì em hàng mới rất nhiều. Đấy, cho nên là lúc nào mà em tranh thủ được là em nên tranh thủ đấy, và em bỏ tiền túi ra em tặng. Đấy, ví dụ áo này em nhập vào đắt cực kỳ, đấy, em phải tặng cho các chị với mức giá có 199 thôi đó, nên các chị lưu ý hộ em nha. Rồi, T5 màu trắng còn không nhỉ? T5 là cái áo ấy đúng không, cái áo mà có cái áo này đúng không nhỉ? Cái này là T5 đúng không? Ừ. Cái này T5 màu trắng em còn một chiếc size M đấy chị Ngọc Hà. Chị Ngọc Hà ơi, em còn một chiếc T5 màu trắng size M em vừa bỏ ra đấy. Chị Ngọc Hà lấy thì báo em nhé. Em còn một chiếc T5 đấy ạ. Rồi, T10 là chị lên chưa nhỉ? T10 chị chưa lên đúng không? Bây giờ em sẽ lên T10 nhá. Đấy, đấy ạ. Nên là chị vì vừa rồi em vừa tư vấn ấy, là chị báo em nhé. Tiếp theo hộ em này, T10. Ngọc Hà T5 size M. Ok chị Ngọc Hà T5 size M em chốt đơn. Đây ạ, à, T9 là vừa xong chị gì nhỉ? Chị gì em tư vấn mà. Chị 50 cân mặc thoải mái cho em nha. Chị vẫn ok thì chị báo em nha. Chị Vân đúng không? Chị Vân Nguyên mà vẫn ok thì báo em nhá. Còn nếu không em chốt xuống cho chị cho chị gì đâu. Chị Bùi Minh Hằng ạ. À. Rồi. Em để T6 cho khách đi đổi mẫu khác. Chị Quang Vũ là đổi để T6, tức là chị Quang Vũ bỏ T6 nhá. Em ghi vào đấy là chị Quang Vũ bỏ T6 của chị. À, cái này em chỉ còn cái size như sau. Theo lại luôn của ai? T6 à, đây gì? Cái này T6 chị Quang Vũ này. Rồi. T6 này em xin phép được dơ ra luôn. T6 giống T vừa xong ạ. À. T6 là chính giống T vừa xong các chị nhá. T6 giống T9 vừa xong, màu trắng. Chị nào mà chưa lấy báo em, Jacoco nhá. Áo của Jacoco T6 ạ, chị nào vừa dưới 60 cân đổ về các chị chốt đơn cho em nha. Nói chung 57-58 cân. Áo này là mặc free size, mặc suông, mặc thoải mái, không phải mặc ôm bó. Đây các chị nhìn dáng của nó là dáng suông suông như thế này rồi. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn hộ em 199.000 ghi hộ em là T6 màu trắng ạ. Đấy ạ, T6 ạ. Chị Bùi Minh Hằng T9 vừa. Không, chị Bùi Minh Hằng chị mặc chắc không vừa đâu em. Sao T9 chị Bùi Minh Hằng là 57 cân mà sao không vừa nhỉ? Hay chị nhớ nhầm? Chị Bùi Minh Hằng là 57-58 cân mà. Chị lại nhớ nhầm mà. T6 cho chị Tài Nguyễn này. Rồi T6 cho chị Tài Nguyễn. 6, cái này là 60 cân đổ về mà. Size M. Hàng của Jacoco thì size M bao giờ cũng tầm 58, 59, 60 cân đổ về. Còn size L là 65 cân thôi các chị ạ. Cho nên các chị yên tâm nhá. Đấy ạ. Chị Bùi Minh Hằng 57, 58 cân thì phải mờ, vừa mờ chứ nhỉ. Cảm thấy 60 càng vừa luôn. Áo da coco là nó dài. Cái áo 60 cân size L thì cái này là mờ mà. Thì cái này là mờ là chị vừa mà. Rồi, ok, thế nếu mà chị em chốt vậy thì chốt cho chị Tài Nguyễn T6 màu trắng rồi. Chị Tài Nguyễn là vừa đúng không? Chị Tài Nguyễn là vừa T6 đúng không? Có rất nhiều chị đang chốt T6 này. Em nhìn xem chị Tài Nguyễn là T6 vừa không? Vừa cân thì chốt chị Tài Nguyễn không? Ok, chị Tài Nguyễn, em chốt cho chị Tài Nguyễn luôn ạ. Rồi ạ. Đấy, vì T6 rất nhiều chị chốt đang chốt T6. Chị Hương Nguyên T9 ở chế độ dự phòng của em. Rồi, sang của em T10 nhá. T10 em có tất cả em đều có size M. Em có một chiếc màu đỏ này. Em có một chiếc màu đỏ size M. Em có một chiếc màu đỏ size M, một chiếc màu đen size M, một chiếc màu cam size M và một chiếc màu trắng như em đang mặc size M. Size M này cho chị nào khoảng tầm em chốt size M này cho chị nào khoảng tầm 58 cân đổ về đi. Em chốt 58 cân đi.
mặc cho em nha. Chị nào khoảng tầm 58 cân đổ về chốt đơn cho em áo này size M, em có 4 màu, một đỏ, một đen, một cam, một trắng ạ. 99.000 em chốt đơn. 99.000 em chốt đơn ạ. Ghi hộ em là T10. T10 58 cân đổ về em chốt đơn nhá. Quá đẹp luôn. Một đỏ mặc thoải mái ạ, không mặc ôm bó. Nói chung cái này thì 60 cân cũng mặc được. Nhưng mà em chốt 58, 59 cân thôi. Em chốt tặng rồi 99, em cứ chốt an toàn. Em chốt size an toàn các chị nhá. 99.000, thật sự các chị đúng không ạ? Nỗ rồi mà đi đơn xong rồi nhiều khi các chị phải bảo rộng với chật với gì đấy, nên là thôi em chốt an toàn, cứ 58 cân. Tầm các chị cứ từ khoảng chị nào cứ từ 50 cân đến 58 cân các chị chốt đẹp cho em nha. 50 cân đến 58 cân như em đang mặc đây. Chị nào lấy chốt đơn giùm em Nga. Mức giá cho em Nga là 99k em chốt đơn. 99.000 ví dụ em là T10 em chốt đơn ạ. 99.000 ạ. 4 màu T10 cho chị Thu. Chị Thu Trần này. Chị Thu Trần một T10 này, màu trắng này rồi. Em hết trắng rồi, em có mỗi một chiếc màu trắng các chị ơi. Lấy đỏ, cam và hồng, đen đi ạ. Em hết trắng luôn nhá. Trắng chốt cho chị Thu Trần. Màu trắng chốt cho chị Thu Trần ạ. T10 50 cân mặc thoải mái. Tại dòng này nên dòng mặc thoải mái chứ không phải mặc ôm bó. Màu đỏ cho chị Ly Nguyễn này. Đấy, chị nào chốt nhanh các chị được. Chị Ly Nguyễn một chiếc màu đỏ này, 99k không phải lý ạ. Một chiếc màu đen và một chiếc màu cam. Đấy ạ, 99.000. Em còn một đen một cam ạ, 99.000 em chốt đơn nhá. Từ 50 cân. Đấy ạ, từ 50 cân cho đến không có size S ạ, size M này nhỏ nhất ạ. Em còn một chiếc màu đen và một chiếc màu cam nữa các chị ơi. Một đen một cam 99.000. Chị nào lấy nhanh tay ạ. Một đen một cam các chị nhá. Một đen một cam. Em còn một đen một cam này, 99.000. Rồi em cầm sang cái mã quần tiếp theo này. Em còn một chiếc màu đen, một chiếc màu cam. Nói chung chị nào cứ 58, 59 cân đổ về em chốt đơn. Áo này thì từ 50 cân các chị mặc được. 50 cân mặc như em mặc luôn thôi. Bởi vì em là 53 cân nhưng mà em là người 55 cân nhưng mà vai trên em tương đương với người 53 cân, 53 cân rưỡi. Nhưng mà nhiều chị có những chị 50 cân ấy, vai các chị tương đương với vai em. Đấy ạ, vai và ngực của các chị. Bởi vì người trên của em Nga vai rất nhỏ và ngực rất là nhỏ. Thế mà nhiều khi các chị 50 cân là tương đương với em mặc thôi. Đấy ạ, em mặc thoải mái luôn nhá các chị nhá. Cái này không mặc, không phải là dáng kiểu mặc ôm bó cự vào người. Đấy ạ, nó không quá ngắn. Em còn một màu đen và một chiếc màu cam nữa, 99.000. Đen cho chị Nguyễn Hồng Nhung này. Đen cho chị Nguyễn Hồng Nhung này. Ok, chị Nguyễn Hồng Nhung một đen này. Chị Nguyễn Hồng Nhung một đen này. Vậy là em còn một chiếc màu cam cuối cùng. Chị nào lấy cam chốt đơn cam ạ. Em còn một cam cuối cùng. Đen màu cam cho chị Vân Nguyên luôn này. Chị Vân Nguyên dồn đơn, nhìn thấy chưa? Chị Vân Nguyên. Màu đen vừa xong là chị chốt cho chị. Chị vừa đọc chị gì đấy nhỉ? màu cam chị chốt cho chị Vân Nguyên. Khổ máy cho chị nó nhảy nhanh như gì luôn. Nên bây giờ không tìm nhìn được cái chị vừa đọc nữa. Vừa xong màu đen chị đọc cho chị nào. Chị Nguyễn Hồng Nhung màu đen. Rồi ạ, màu cam em chốt cho chị Vân Nguyên. Chị Kim Vân ở chế độ dự phòng của em rồi nhá. Đấy ạ, rồi tiếp theo của em. Trời ơi, áo này. Trời ơi, áo này. Rồi, tặng luôn này. Có một chiếc nọ, một chiếc kia. Rất là đẹp luôn. Áo này các chị mà mua quá đẹp luôn các chị nha. Rồi, lên cho em áo này là size L. Em có một chiếc size L và một chiếc màu trắng size XL. Cho em tí xíu nha, em mặc với đã. Em mặc để cho các chị nhìn dáng. Tất cả có một chiếc thôi. Xin cho chị một cái áo bra đây đi. Để chị mặc áo bra, chị đứng đây chị thay luôn cho nó nha. Cho chị một cái bra. Rồi ạ. Em qua cái mã áo em đang mặc nhá. Em qua mã áo em đang mặc. Em hết luôn. Áo này em đang mặc nó là size L này, size L. Cái này là form thoải mái các chị nhá. Chị nào ít nhất từ 55 cân, 55 cân cho đến 60 cân, 60 ạ, 55 đến 60 cân, 61 cân thật ra các chị vẫn mặc được rồi. Chốt đơn rồi em. Rồi. Chị nào mà lấy nhá. Cho chị cái đen đi. Cho chị nào đây em đang mặc áo này là size L này. Size L cho chị nào từ 55 cân đổ lên cho đến 60, 61 cân chốt đơn cho em nha. Chị nào từ 60 cân cho đến 65 cân chốt đơn cho em áo này. Em tặng áo này các chị yêu là 199.000. Lên đơn hộ em đúng cú pháp là T11 ạ. T11 199.000 em chốt đơn. T11 nhá, một chiếc màu xanh size L và một chiếc màu trắng size XL. 199.000 chất đẹp gọi là mỹ mãn luôn. Áo này chắc chắn nhiều chị gọi là đã
đã biết áo này rồi, mặc sướng vô cùng, mát nịn tim, họa tiết và màu của nó cực kỳ đỉnh. Đây ạ, cái mác của nó là mác này này. Chị nào mua mác này rồi các chị biết này. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn giùm em nha. Em tặng các chị là 199.000, cơ hội có 102. Đấy ạ, 199.000 màu trắng ạ, cho chị Nguyễn Thị Hảo T11 này. Màu trắng chị Kiều Trang ở chế độ dự phòng mất rồi. Chị Nguyễn Nguyễn trắng. Chị Nguyễn Nguyễn màu trắng thì chỉ có XL thôi. Còn màu xanh của em Nga là size L. Em đang mặc xanh là size L. Chị Nguyễn Thị Hảo bao nhiêu cân em ơi? Ở đây có 3 chị chốt màu trắng này. Chị Nguyễn Luyến chắc chắn là vừa trắng size XL này. Nhưng mà còn lại hai chị là chị Nguyễn Hảo chốt trước và chị Kiều Trang chốt trước nhưng chị không biết cân nặng. Đấy, em chốt tặng nha, em tặng cho chị nào vừa nhá. Rồi, chị Ly Nguyễn màu xanh T11, em hết luôn T11 màu xanh này. Còn màu trắng đi. Còn màu trắng báo xem là màu trắng chị nào vừa thì tặng luôn cho chị đi nào. Rồi, màu trắng có một chiếc, có 3 chị chốt nên là để em nhìn xem cân nặng chị nào vừa em chốt liền cho nhá. Màu xanh thì chốt luôn cho chị Ly Nguyễn. 199.000. Rồi còn quần đây ạ. Tặng luôn quần này. Quần này có 3 chiếc. Quần này có 3 chiếc em xin phép. Rồi, quần này ạ. Quần đây các chị nhá. Quần nhà em nhưng mà cái quần này này, nói chung là quần này này, nó có hàng rẻ, nhái rất là nhiều, có hàng rẻ. Quần này của em Nga thì nó là hàng cao cấp, hàng đắt, hàng xịn. Đấy ạ, cái lớp nót ở bên trong nó cũng khác các chị nhá. Có những cái mã mà các chị nhìn bên trong các chị thì tưởng cái lớp nót của nó giống như mà lớp nót của nó bên đây nó là lụa. Bên trong của nó sẽ có những cái lớp nót, hàng của nó là hàng nhái ấy, thì nó sẽ khô hơn. Đấy ạ, khô hơn ơi. Màu trắng. Em 11 là size như nào? Màu xanh là cho chị Ly Nguyễn rồi này, là 60 từ 55 cân cho đến 60-61 cân là chốt đơn được này. Màu trắng là từ màu trắng thì phải tầm 65-66 cân là chốt được. Chị nào trong ba chị vừa màu trắng thì em chốt. Chị Nguyễn Luyến thì chị nhớ chị Nguyễn Luyến là tầm 64 cân thì chị ok. Nhưng mà chị Nguyễn Luyến là đang chốt sau cùng. Không biết chị Nguyễn Thị Hảo với chị Kiều Trang có cân nặng vừa không? Nếu mà chị Nguyễn Thị Hảo và chị Kiều Trang có cân nặng thì chị Nguyễn Thị Hảo 60 cân, ok. Chị Nguyễn Thị Hảo 60 cân em chốt chị Nguyễn Thị Hảo vừa. À, chị Nguyễn Thị Hảo yêu cầu chuyển khoản thế em cũng không chốt được. Thế chị Kiều Trang? 67. Chị Kiều Trang 67 cân thì không vừa. Vậy thì em chốt cho chị Nguyễn Luyến nhá. Em chốt màu trắng cho chị Nguyễn Luyến, em chốt cho người vừa cân nặng nhất. Rồi ok ạ, chị Nguyễn Luyến chốt cuối cùng nhưng mà em chốt cho chị Nguyễn Luyến vừa cân nặng nhất. Chị Nguyễn Thị Hảo chốt thì yêu cầu chuyển khoản cơ ạ. Chị Kiều Trang 67 cân thì không vừa. Em sợ nó hơi bị ô một tí xíu nên em chốt cho chị Nguyễn Luyến ạ. Rồi ạ. Ok các chị nhá. Nga ơi, chị áo màu xanh em đang mặc. Chị Hương Cát ơi, áo màu xanh chị comment chậm quá. Em chốt cho chị Ly Nguyễn mất rồi. Em chốt cho chị Ly Nguyễn mất rồi. Áo này đẹp đúng không ạ? Áo này đẹp. Em chốt chị Ly Nguyễn mất rồi. Đây các chị ơi, nên các chị đừng bỏ like của em bảo rồi. Tiếp theo hộ em nhá. Đây thôi không. Đấy ạ, để cho nó được nhiều này. Để cho các chị được nhận nhiều này. Em cái quần này em có 13 chiếc thôi. Em có 3 chiếc, một chiếc màu nâu size M. Một chiếc màu nâu size M này, một chiếc màu xanh size M, một chiếc màu đen size L. Các chị nhá, em mặc là phải mặc size L. Nói chung quần này chị nào khoảng tầm 52 cân, 52 53 cân đổ về chốt đơn cho em size M, chị nào khoảng tầm 56 57 cân chốt đơn quần này cho em size L được chưa ạ? Em mặc quần này là size L. Đấy ạ, chị nào khoảng tầm 52 53 cân đổ về mặc M, M thì em có một chiếc màu nâu, một chiếc màu xanh. Em tặng luôn các chị 150.000 được chưa ạ? Gọi là sốc luôn đấy ạ. Quần này các chị nhận về 150.000 các chị nhá. Rồi, em tặng sâu đậm luôn đấy ạ. 150.000. Đen này, có duy nhất một chiếc size L. Chị nào bằng size em, các chị chốt. Chị nào khoảng tầm từ 53, trên 53 cân. Nói chung là vòng eo đợi tí. Em mặc là phải mặc size L mới vừa. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn dùm em nha. Comment hộ em đúng cú pháp. Chị nào 52, 53 cân đổ về ạ. 52, 53 cân đổ về mặc cho em quần này size M. Chị nào khoảng tầm từ 53 cho đến 56 cân thì mặc quần này cho em size L nhá. Đấy ạ, chốt đơn dùm em nha. 150.000, đen là size L, xanh và nâu là size M. Đấy ạ, comment hộ em là M12. Được chưa ạ, M12 ạ. M12 cho chị Nguyễn Tĩnh này. Màu xanh cho chị Kim Vân này. À đâu, chị Hà Tuấn không vừa. Chị Nguyễn Tĩnh màu đen này. Đây ạ, một chiếc màu đen cho chị Nguyễn Tĩnh này, 150. Chị Nguyễn Tĩnh một chiếc màu đen này. Một chiếc màu xanh cho chị Kim Vân này. Một chiếc màu xanh cho chị Kim Vân này. Một chiếc màu nâu cuối cùng. Em còn một chiếc màu nâu cuối cùng. Chị nào vừa chốt đơn hộ em.
Em có một chiếc màu nâu cuối cùng ạ. Màu nâu cho chị Nguyễn Oanh. Chị Nguyễn Anh vừa thì chốt cho chị màu nâu. À đâu, chị Hoàng Huế Hoàng trước. Chị Hoàng Huế Hoàng trước, trước chị Nguyễn Oanh. Chị nhầm ạ, chị Huế Hoàng là chị nhầm. Chị Hoàng Huế Hoàng là không lấy đúng không? Vâng. Ok ạ, à, vậy thì chốt cho chị Nguyễn Oanh. Rồi em chốt cho chị Nguyễn Oanh M12, em chốt đơn và em hết luôn nhé. Em chốt cho chị Nguyễn Oanh. Rồi ạ, à, em hết luôn quần đấy 150.000. Chị nào mua được quần đấy em nói thật sự, em chúc mừng các chị luôn ý. Tại vì quần đấy của em là quần xịn. Quần đấy là quần chuẩn luôn nhá. Rồi, em qua luôn nhá các chị. Áo em đang mặc em cũng qua luôn này. Tiếp theo dùm em nha. Lên đơn tiếp theo dùm em. Bây giờ các chị phải sang tặng những cái gì ạ? Thôi, em tặng tất. Mới được cái gì em tặng? Rồi, quần jean. Short jean luôn. Có ai mang tặng như em không? Rồi, bê tất đống quần jean ở phía kia lên đây. Chị tặng hết. Đây, xong này, bê chị toàn bộ, từ cái chỗ này ở đây. Giá nào hôm nay mình tặng các chị luôn cho nó sướng. Đấy, chị đây đây, góc này. Đấy, 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 đấy. Đúng rồi, đấy, toàn bộ chỗ đấy luôn. Cái này chút, cái này. Cái bê này hết rồi. Thiệt rồi, nó rơi rồi. Chị nào? Chị Kim Vân mà. Chị Kim Vân chốt sau á? Chị nào chốt trước? Chị Hoàng Linh chốt trước à? Thế thì màu xanh em chốt cho chị Hoàng Linh nhá. Em chốt cho chị Hoàng Linh. Cái phần này là phần gì đấy nhỉ? Ôi trời ơi, đây rồi, lên hết. Lên hết đây đi. Rồi hôm nay em tặng cho các chị nha, toàn quần short xịn này. Các chị bắt đầu lên này. Các chị chuẩn bị nhá. Các chị nhanh tay bấm này, toàn short xịn thôi. Nhanh tay bấm. Quần này nói thật là bây giờ em cũng không chọn ra được mã đâu. Cho nên là tay em dơ được cái nào, cái này em không chọn được mã. Cho nên là tay em dơ được cái nào thì em cứ tạo nó thành một mã thôi. Có thể là mã nó sẽ trùng mã. Bây giờ em không thể nào em biết được. Nên là các chị em không có thời gian em chọn nó rồi. Cho nên là bây giờ em... Tại vì là trong quá trình em like nên là em tự dưng em nghĩ là em tặng các chị thôi. Chứ còn thật ra em cũng chưa định, chưa tặng cái này đâu. Nếu mà tặng em đã bỏ ra em soạn rồi. Nhưng mà thôi em tặng luôn. Đây rồi, một chiếc duy nhất nha. Chị nào lưu ý hộ em nha. Những cái quần này các chị biết rồi. Nếu mà các chị mua bây giờ đang là bao nhiêu ạ? Đúng không ạ? Khoảng tầm 450 một cái quần short đúng không ạ? Tầm 450 là ít nhất một cái quần short jean các chị nhá, các chị nhá. Đấy ạ, và cái quần này đều là những cái hãng mà nhà em Nga bán này. Đấy ạ, và đây là hàng em tặng. Giá đây là giá em tặng nhá. Tặng thì các chị đừng quan tâm về là ngày xưa Nga bán bao nhiêu, sau nay Nga rẻ thế. Em phải dùng từ trước, bởi vì cái này là em tặng rồi. Cho nên là lúc đấy các chị lại cứ bảo là ngày xưa Nga bán bao nhiêu, sau hôm nay rẻ thế. Cái này hôm nay em không bán ạ, đúng không ạ, mà em giá tặng. Cho nên các chị đừng băn khoăn em là trước nay là bao nhiêu, trước là em bán. Bán thì đương nhiên em phải có lãi. Còn hôm nay em tặng, đúng không ạ? Tặng thì là do tùy tâm của em thôi. Em muốn tặng nó sâu đến bao nhiêu, đấy là do tâm của em. Em muốn cái sản phẩm này em tặng các chị được đến bao nhiêu là em tặng, đúng không ạ? Nên các chị lưu ý hộ em nha. Không băn khoăn. Còn ngày hôm trước em kể cả, các chị biết rồi đúng không ạ? Ngày hôm trước em vừa bán một cái quần mà em bảo là em ôm sale, em bán sale cho các chị. Mà hôm đấy em đã sale cho các chị rồi đúng không? Vừa sale mà vừa bán sale lại rồi đúng không các chị? Nhưng hôm nay này, em còn tặng các chị sâu đậm hơn, bởi vì là tự tặng mà. Còn hôm trước nó vẫn là sale ạ, đúng không ạ? Rồi, nên dùm em nha. Mã này size 26. Size 26 em chốt đơn quần này. Em chốt cho các chị nào khoảng tầm từ... Chị nào 55-56 cân em chốt đơn đi. 55 cân. Có một chiếc duy nhất nha. Tay em cầm một chiếc duy nhất 55 cân đổ về em chốt đơn. Quần có kèm thắt lưng, hàng này hàng. Đấy ạ, chị nào lấy này, em tặng quần một chiếc tặng đầu tiên cho các chị nào. Chị nào lấy lên đơn hộ em, quần này em tặng là xin xịn các chị nha. Một chiếc duy nhất 250.000 em chốt đơn đi. 250.000 chiếc này. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Comment hộ em đúng cú pháp là T bao nhiêu nhỉ? Jean mềm, các chị nhìn thấy jean không ạ? Jean nó mềm, mềm sụn. Thôi em tặng luôn này. Em tặng toàn bộ chỗ này em không biết là bao nhiêu nha. Xin phép tặng luôn 200.000. Tí em dơ chiếc nào các chị chốt được chứ được ạ? Em cứ dơ, em đọc sai, em đọc màu. Em nói luôn nha, toàn bộ chỗ jean này các chị thấy em thưa, vừa tặng vừa mồm vừa nói 200.000, 250.000 đúng không?
xin phép được tặng toàn bộ chỗ zin, tí em lên toàn bộ chỗ zin này, đồng giá hết toàn bộ 200.000. Đấy ạ, nhưng em rơi chiếc nào size gì, màu gì nên các chị bắt đầu các chị chốt nha, hộ em được chưa ạ? Giá em nói luôn như vậy rồi, các chị không cần phải nghĩ về giá nữa, bây giờ chỉ cần em lên màu và lên được size, lên được mẫu dáng các chị thích, các chị chốt thôi, được không ạ? Giá đồng giá 200.000, toàn bộ nó đều là zin xịn của em nha. Em không biết là cao thấp như thế nào, em đồng tặng đồng các chị 200 được chưa ạ? Đấy ạ, nói luôn là tặng nhá, ghi hộ em cái này là T bao nhiêu? T13 em sửa luôn lại thành 200.000 đi. T13 một chiếc ạ, chị nào vừa size 55 cân đổ về em chốt đơn. Chị nào vừa size ạ, 200.000 một chiếc duy nhất. T13, chị nào đầu tiên đây ạ? Đấy ạ. T13 chị Hà Nguyên size 6 ok này. T13 size 26 cho chị Hà Nguyên em chốt đơn. Được chưa ạ? Rồi ạ, tiếp theo T14 các chị nhá. T14 này cũng size 26, em không biết cái này là bao nhiêu, cái nào em nhập lên là em chốt thôi nha. T này chị nào khoảng tầm, cái này chị nào khoảng tầm 52, 53 cân đổ về em chốt đơn, cặp 3 quy hộ em. T14 ạ, 52, 53 cân, 52, 53 cân các chị chốt đơn cho em nha. Comment hộ em T14 cũng là size 26, nhưng cái quần này nó là cặp 3 quy, em phải mặc quần này size 7. Em cứ chốt cho các chị 52, 53 cân. Ghi hộ em là T14 ạ, T14 cho chị nào vừa này. Em thấy T14 có chị Hằng Trần và chị Hồng Lê. Đấy ạ, chị Hằng Trần và chị Hồng Lê, chị nào vừa. Đấy ạ, thì em chốt chị Hồng Lê thì chắc chị Hồng Lê thì có vẻ là vừa này, nhưng mà chị Hằng Trần chốt trước đầu tiên thì em nhìn hộ chị Hằng Trần xem có vừa không. Đấy ạ, là T. Chị Hằng Trần khách mới cho em xin chiều cao cân nặng đi chị Hằng Trần ơi. Chị Hằng Trần khách mới cho em xin chiều cao cân nặng đi. Cái T14 này xem còn cái màu nào, còn chiếc nào không nhỉ? Đấy ạ, không còn chiếc nào. Rồi, tiếp. Chị Hồng Lê 48 hả? Hồng Lê 48 cân. Chị Hồng Lê 48 cân vừa. Chị Hồng Lê chị Hằng Trần là bao nhiêu cân đã? Chị Hồng Lê thì chắc chắn vừa rồi, nhưng mà chị Hằng Lê cao 1m50 là 49 cân. Chị Hằng Trần vừa. Chị Hằng Trần chốt đầu tiên, chốt chị Hằng Trần khách mới, nhưng mà chị chốt đầu tiên và chị có cân nặng vừa, cân sai này, em chốt liên cho chị Hằng Trần nhé. Chị Hồng Lê ở chế độ dự phòng của em vậy. Đấy ạ. Rồi ạ, tiếp theo của em nha. Ôi, hôm nay các chị vớ bẫm luôn. Cho em một nút chia sẻ đi các chị. Các chị ơi, em tặng khủng khiếp như này, các chị cho em một nút chia sẻ đi ạ. Đây ạ, toàn những quần này. Các chị thấy đỉnh chưa ạ? Đây là toàn bộ là giá em tặng nhá. Em tặng. Em phải dùng từ tặng. Đấy ạ, cho nên là chị nào may mắn thì được quà tặng to khổng lồ, còn chị nào vừa cũng may mắn vừa thì được quà gọi là tặng vừa đúng không ạ? Cho nên là các chị lưu ý hộ em nha. Rồi, mã này em đang thấy ở đây em có hai chiếc, một chiếc 25 và một chiếc 27. Một chiếc 25, một chiếc 27 này. Chuẩn bị em chốt size đã. Em cân size cho đúng mã không đã. Rồi nhá. Kia, màu xanh kia là T14 nha em nhá. Là chốt chị Hằng Trần kìa. Đấy là T14, chốt chị Hằng Trần. Chị Hằng mà 50 cân mà 49 khách mới á. 50 cân và 49 khách mới nhá. Rồi. Rồi ạ, à, tiếp theo cho em. Rồi, quần này đẹp chưa các chị? Quần này em mặc size 26. Rồi. Ôi, quần này 200.000. Quần này 200.000, các chị thấy mỹ mãn chưa các chị? Em thề em không biết em lỗ bao nhiêu tiền đối với cái quần này luôn. Rồi, cả lô này đã nói rồi đúng không? Đã nói rồi nên các chị cho em một nút chia sẻ đi các chị. Quần này mà em nhìn thấy chị nào có chia sẻ là em phải ưu tiên đấy đúng không ạ? Rồi bây giờ nhá, quần này em phải. Thế rồi, máy này của em sắp hết pin, chờ em tí xí. Cái máy kia của chị đâu nhỉ? Bán cho chị mượn máy cả. Chờ em tí xíu ạ, chờ em tí xíu. Máy kia của chị nó đi đâu mất tiêu rồi. Em ăn luôn công lắm không? Em cũng không biết vứt máy kia của em đâu mất tiêu rồi. Thôi để cái máy kia của chị đi đâu rồi. Không thấy nhá. Sao chị mượn tạm một cái máy này để chị đặt đi. Rồi máy bắt đầu. Cái này để ưu tiên chị nào có chia sẻ nhá. Rồi. Tiếp theo chị đi. Rồi, chờ tí vậy. À, rồi cho đi.
Rồi, tiếp theo của em T bao nhiêu rồi em nhỉ? T15 đúng không? Đây là T15 đúng không? Đúng rồi. Rồi, đây là tiếp theo của em là T15 nhá. T15 em có một chiếc size 25 và một chiếc size 20. Một chiếc 25 và một chiếc size 27. Size 25 cho chị nào dưới 50-51 cân chốt cho em, quần này size 25. Chị nào khoảng 50-51 cân chốt 25, chị nào khoảng tầm 60-61 cân chốt cho em quần này size 27. View em là T15 ạ. Em chốt T15 nha. Đấy ạ, bắt đầu em chốt T15 này. T15 cho em nha, 200.000. T15 nha các chị nhá, em chốt đây ạ. Bắt đầu em chốt, ưu tiên chị nào có chia sẻ em chốt đơn. Đấy ạ, em nhìn thấy này. T15 chị nào đây ạ? T15 em nhìn thấy chị Thơm, chị Trần Thơm. Chị Trần Thơm này, T15 size 25 này. Chúc mừng chị Trần Thơm một chiếc T15 size 25 này. Chị nào đây ạ? Chị gì đây ạ? Chị Nguyễn Mến này, T15 size 27 này, ok ạ. Chị Nguyễn Mến có chia sẻ em chốt đơn. Chị Nguyễn Mến, chị Vương Thị ở chế độ dự phòng của em T15 size 27 mất rồi, chị Vương Thị Kỳ ơi. Chị Vương Thị Kỳ ơi, rồi ạ, tiếp theo hộ em nha. Tiếp theo hộ em tiếp này. T16 nha các chị, bắt đầu T16. T16, trời ơi, nó đẹp mỹ man luôn. T16 ạ. T16 có duy nhất một chiếc, chị nào khoảng size này size 26 nhưng bao vừa cho chị nào khoảng tầm 52 cân. 52, 53 cân đổ với em chốt đơn. 52, 53 cân đổ với em chốt đơn cả 3 quy quần sóc. Cái này phần này lật, các chị thích lật chốt đơn hộ em. 200.000 view em là T16 ạ. Một chiếc T15 em chốt chị Thơm Trần rồi, một cái là size 17 chốt cho chị Nguyễn Mến, chị Vương Thị Kỵ ở chế độ dự phòng. Đấy, T16 cho chị Thu Căn Minh này. T16 cho chị Thu Căn Minh em chốt đơn, em hết luôn T16 này. 52 53 cân em chốt đơn T Thu Căn Minh. Đấy ạ. Chị Thu Căn Minh T16, chị Thu Căn Minh đợt này bao nhiêu cân nhỉ? Như eo chị Thu Căn Minh nhỏ đúng không? Thu Căn Minh nhỏ đúng không? 53 cân. À. Đúng em 53 cân, chắc chị Thu Văn Minh nhỏ đây. Chị Thu Văn Minh ơi, eo đợt này chị bao nhiêu cân ạ? Nhiều lắm, các chị cứ yên tâm. Các chị cứ yên tâm, em lôi hết ra đây cho các chị là các chị biết rồi. Quá là xịn sò luôn. Tí mà thiếu em lại lôi tiếp cho các chị. Nhưng mỗi tội nó chỉ còn nẻ thôi. Trời ơi, tiếp theo. Một chiếc quần tiếp theo dùm em. Đẹp mỹ man như thế này. Tiếp theo của em nha, cái này của nó, T của nó là T27 nhưng em thấy form của nó khá là nhỏ, chờ tí xíu. Chắc em phải đào lại size. T này chắc chị nào khoảng tầm T này chị nào khoảng tầm mà em phải xem cái quần, em thử phát cả. Nhìn cái form nó hơi lệch phát là em phải thử cả. Quần này vừa xong nó là quần sót này. Này quần sót size M. Đây em mặc vừa luôn này. Chị nào 60 cân, chị nào 59 cân đổ về em chốt đơn. T cái này là size 17 ạ. Đẹp chua, mỹ man luôn. Em mặc thoải mái luôn các chị nhá. 200.000 view em là T bao nhiêu? T17 ạ. T17 ạ. T17 size của nó là 27 ạ. Chị nào khoảng tầm 58-59 cân đổ về các chị mặc như em. Chị nào cứ từ khoảng tầm 55 cân cho đến 58-59 cân các chị chốt đơn cho em nha. 200.000 có kèm thắt lưng nha các chị nhá. Có kèm thắt lưng xịn như thế này luôn. Chị nào lấy ghi hộ em ạ. Đấy ạ, chị nào lấy ghi hộ em 58-59 cân đổ về em chốt đơn. Ghi hộ em là T27 ạ. T27. À T17. T17 cho chị nào đây. Chị Lê Thị Thúy Kiều có phải là chị nhìn thấy đầu tiên không? Chị đang nhìn thấy chị Lê Thị Thúy Kiều đầu tiên này. Có đúng không? Hoàng Hà đầu tiên. Chị Hoàng Hà đầu tiên à? Em cho chị Hoàng Hà, ok ạ. Em cho chị Hoàng Hà, vậy là em hết luôn nha các chị. Em cho chị Hoàng Hà. Một em này màu trắng này. Rồi ạ, em cho chị Hoàng Hà T17 ạ. Bây giờ nên hộ em T18 ạ. T17 nên bây giờ nên hộ em T18 nhá. Trời ơi. T18 ạ, bằng size em ạ. Chị nào bằng size em. Trời ơi, quá đẹp luôn, 200.000, không phải nghĩ luôn. Quần quá đẹp luôn ạ, cạp của nó 2 khuy, quần này thì gọi là đẳng cấp đỉnh cao luôn rồi. Chị nào lấy nhá, chốt đơn cho em nha, quần này chị nào khoảng 55 cân, 55 cân ạ, 55-56 cân đổ về chốt đơn được cho em quần này. Nên đơn hộ em quần này là T18 ạ, size của nó size 17 ạ, nhưng mà bằng em Nga về thôi. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em nhá, cạp 3 khuy, T này, hả? Màu đen chị đang mặc đây rồi, T17 chị đang mặc.
T18 dùm em. T18 ạ, chị T18 chị Phạm Cúc mặc hơi thoải mái tí. Chị Phạm Cúc đợt này bao nhiêu cân nhỉ? Chị Phạm Cúc mặc em sợ T18 chị Phạm Cúc mặc hơi thoải mái tí. Chị Thu Căn Minh vừa ok. Em cho chị Thu Căn Minh thêm luôn này. Chị Phạm Cúc chị mặc cái T18 này chỉ say em nhớ không là chị Phạm Cúc nhỏ người có 4 mấy cân luôn. 52 cân. Hả? 54 52 cân. À đợt này chị lên 52 cân rồi ạ. À? À chị 52 cân thế thì chị Phạm Cúc vừa đấy chị Phạm Cúc nhá. Nói chung là cái eo này nó dễ mặc luôn. Đấy ạ, em cho chị Phạm Cúc. Nói chung là chị mặc nó cũng hơi thoải mái tí xíu thôi. Cái quần này là của cái quần T17 nhá. Cái cặp thắt lưng này em ghi T17 vào đây. Đây là cái quần chị đang mặc. Đấy. À, còn cái này cho vào cái túi cho chị thôi. Này chị không biết túi nào. Ok, vậy em vẫn cho chị Phạm Cúc luôn ạ. À. Rồi, em cho chị Phạm Cúc nha. Em cho chị Phạm Cúc, chị Thu Văn Minh ở chế độ dự phòng của em. Tiếp theo T18 ạ. Ngày xưa chị giờ chị em nhớ chị Phạm Cúc 48 hay 4 mấy cân. Đây ạ, ôi dồi, cái này siêu xinh. Toàn quần xinh thôi. Các chị cứ yên tâm mà chốt. Mà nhà em Nga thì toàn quần xịn thôi, đúng không? Đã nói đến jean. Nhà em Nga mà đã sản, em đã tặng jean thì các chị không phải nghĩ về về hàng jean nữa. Bởi vì toàn quần đắt tiền thôi nhá. Riêng về đồ jean thì toàn quần đắt quyền tiền thôi. Bởi vì quần riêng quần jean em không bao giờ về những quần rẻ tiền. Đấy, em toàn về quần đắt thôi. Mà em đã tặng như thế này, các chị không phải nghĩ về giá. Chị nào có chia sẻ cho em nước chia sẻ này. Quần này size 26, chị nào khoảng tầm 54-55 cân đổ về em chốt đơn. 54-55 cân đổ về em chốt đơn. Ví dụ em là T10 mấy? 19 à? T19 hộ em ạ. Nên hộ em là T19 ạ. Vâng, ok chị Phạm Phúc. T19 ạ, có kèm thắt lưng nha. T19 ạ, hình như mạng có vấn đề. Nhiều quá. Hả? Chị sao chị cứ bị đứng hình nhỉ? Sao máy chị bị đứng hình nhỉ? T19 ạ, T19 chị Nguyễn Anh comment đầu tiên có vừa không nào? Còn nếu không chị Mai Hoa có chia sẻ này. Em chốt chị Mai Hoa luôn. Chị Nguyễn Anh em nhìn thấy đầu tiên nhưng mà không nhìn thấy chị Nguyễn Anh chia sẻ cho em nha. Nên em nhìn thấy chị Mai Hoa chia sẻ, em chốt chị Mai Hoa mà chị Mai Hoa ghi hộ em là 53 cân. Em chốt chị Mai Hoa T19 nhá. Đấy, em ưu tiên chị nào có chia sẻ cho em nha. Có nghĩa là em tặng các chị Mai Hoa khách mời nhưng chị Mai Hoa có chia sẻ. Ok chị Mai Hoa 53 cân em chốt T19. Hả? Chị nào dự phòng? Chị Mai Hoa chốt đầu tiên này, chị Mai Hoa chia sẻ nhá. Em chốt chính cho chị Mai Hoa. Chị Liên Phan T19 ở chế độ phòng hoặc chị Nguyễn Anh ở chế độ dự phòng. Tức là em cứ nhìn thấy chị nào mà chia sẻ ấy, là ưu tiên chốt trước đầu tiên. Đấy ạ. Đấy là các chị tặng em đúng không? Các chị tặng em thì em tặng các chị phải ưu tiên các chị. Dù các chị chốt sau em vẫn tặng. Đúng không ạ? Có qua có lại. Đúng không? Bởi vì hôm nay em tặng khủng khiếp như thế này đúng không ạ? Có qua có lại các chị chia sẻ cho em cơ mà. Rồi ạ, tiếp theo nha các chị. Tiếp theo hộ em. T19 rồi đúng không ạ? Tiếp theo T20. T20. Ôi lại cái quần này em đang mặc các chị ạ. Nhưng mà size của nó để em xem có mấy chiếc nha. Cái quần em đang mặc ạ. 26. Còn một chiếc quần em đang mặc, nhưng quần này chị nào khoảng tầm 50 cân đổ về em chốt đơn nha. Size 25, em đang mặc đây 27. Còn đây là size 25. Chị nào khoảng tầm 50 cân giống quần em đang mặc này, nhưng ghi hộ em là T20. Có kèm thắt lưng các chị ạ. Có kèm thắt lưng nha. T20 50 cân đổ về em chốt đơn. 200.000 T20 ạ. T20 các chị ơi, T20. T20 có một chiếc 200.000. Quần đi xì quần em đang mặc có kèm thắt lưng. Xịn chưa? Đấy ạ, cái này các chị nào mình nhận cái quần này 50 cân đổ về em chốt đơn. Size 25. Size 25 dưới 50 cân tính theo chiều cao 1m6 các chị nhá. Đấy ạ, cạp 2 phi. Em đang mặc đây là size 27. Em đang mặc đây là size 27. Người em chỉ mặc 26 hoặc 27 thôi. Đấy ạ. Chị nào mà dưới 50 cân chốt đơn cho em T20. Dưới 50 cân chốt đơn cho em T20. T20 chốt đơn cho chị gì đây? Chị nào đầu tiên đây? Chị Hà Nguyên có chia sẻ này. Chị Hà Nguyên 48 cân đúng không? Chị Hà Nguyên 48 cân đúng không? Chị Hà Nguyên hoặc chị Trần, chị Tuệ Thơm đều vừa. À chị Trần Thơm đều vừa. Hà Nguyên cao 1m50 hoặc chị Hà Nguyên là cao 1m50 nhưng là 48 cân đúng không? Chị Hà Nguyên đấy, eo chị bao nhiêu chị Hà Nguyên? Chị Trần Thơm cũng 48 cân đấy. Hai chị đấy em xem hai chị đấy. Chị nào vừa? Chị Hà Nguyên ơi, chị eo chị bao nhiêu ạ? Eo chị bao nhiêu? Bởi vì cặp này cặp khuy. Eo chị khoảng tầm bao nhiêu? Eo chị mặc khoảng tầm 70 đổ về. Eo chị khoảng tầm 70-71 đổ về là chị mặc được cái quần jean đấy cho em size 25. Nhưng nếu eo chị trên thì chị báo em nhé để em chốt xuống cho chị Trần Thơm.
Đấy, tại vì nó là size 5 nhưng em muốn chốt cho chị nào vừa cân ấy. Đấy, đỡ tiếc, đỡ phải mất công em đi này nọ. Đấy ạ. Thế cái quần đấy thì eo chị khoảng tầm 70-71, chị cao 1m50 mà nặng 48 cân nhưng eo chị 70-71 thì chị báo em nhá. Còn nếu không em chốt cho chị Tuệ Thơm, à chị Trần Thơm. Đấy ạ, như ví dụ em như vậy. Dạ Nguyên eo 70 thì ok, nếu eo 70 thì chốt cho chị. Rồi, tiếp theo hộ em này. Rồi cái quần này em có size 27. Quần này em có 27 này, em có size 26 và size 27 quần này. Rồi tiếp theo hộ em. Ok chị Hà Nguyên, vậy em chốt cho chị Hà Nguyên bây quần này. Các chị sang cho em quần này, quần nào cũng đẹp. Riêng gồ jean nhà em Nga, em chốt được. Trời ơi, quần trên cũng đẹp, quần này cũng đỉnh. Em chúc mừng các chị yêu. Cái này là ngoài dự định của em đấy. Cái này là ngoài dự định đấy các chị nhá. Em có một chiếc 26 này, một chiếc 26, chị nào 53, chị nào 53, 54 cân, chị nào 53 dưới 54 cân, thôi em chốt 53 cân đi, 53 dưới 54 cân chốt cho em quần này size 26. Chị nào tầm 57 dưới 58 cân chốt đơn quần này cho em size 27. Em có 126, 127 các chị nhá. 126, 127 các chị nhìn xin chưa ạ? 200.000 ghi em là T. Bao nhiêu? 21 ạ. Ví dụ em là T21 ạ. T21 các chị nhá. Em có một chiếc 26, một chiếc 27. T21 cho chị nào chia sẻ. Chị Nguyễn Mến chia sẻ không? T27 chị Nguyễn Mến này, ok ạ. Chị Nguyễn Mến này, T27 một chiếc 27 này. Em còn một chiếc 26 cho chị nào dưới 53-54 cân em chốt đơn. Cơ hội có 102. Chị nào mà hôm nay khách mới mà ngày mai không gọi được việc chốt đơn thì em tiếc, em nghĩ là các chị tiếc ngẩn ngơ luôn. Chị Nguyễn Mến em chốt T21 rồi. Chị Đặng Hương có vừa size 26 không em nhỉ? Chị Đặng Hương có vừa không? Chị Đặng Hương. Chị Mỹ Lệ này, à chị Út Nữ này, size 26 được không nhỉ? Chị Đoàn Bích ạ. À. Chị nào? Đoàn Bích size 26. Chị Đoàn Bích vừa. Ok, chị Đoàn Bích này chốt trước này. Chị Đoàn Bích này. Ok, em cho chị Đoàn Bích size 26 này, ok ạ. Rồi, em cho chị Đoàn Bích nha các chị nha. Rồi, em cho chị Đoàn Bích. Tiếp theo hộ em. Tiếp theo hộ em, nên hộ em T22. Ôi, toàn quần đẹp thôi. Nhưng mà cái quần, cái size này hơi nhỏ một tí xíu. Chị nào 48-49 cân, cao 1m60 này. 48-49 cân, cao 1m60, có kèm thắt lưng các chị nhá. Ghi hộ em là T. Cái này hộ em là T20. Mấy nhở? T22 ạ. Chị nào 48-49 cân em chốt đơn, form hơi nhỏ một tí xíu ạ, 48-49 cân các chị chốt đơn hộ em quần này. Nên hộ em quần này là T22 em chốt đơn nhá, có kèm thắt lưng luôn. T2 chị nào 48-49 cân chốt đơn hộ em. Đấy ạ, eo 70 các chị đổ về, các chị chốt đẹp luôn cho em nha. Ghi hộ em là T22. T22 dùm em ạ. T22 chị Phạm Linh. Không nhìn thấy chị à, chị Hương Bùi ấy, em nhìn thấy chị đây rồi. Khổ tại vì comment nó bị ẩn đấy ạ. Comment nó nhảy nhanh và nó bị ẩn. Nên có thể sao chốt mãi không được, không phải đâu. Em nhìn nó cũng bị ẩn đây này. Đây ạ, đây giờ đọc được của chị đây nhưng mà không biết chị chốt cái gì luôn. Chị Phạm Linh, đây nhìn được mỗi chị Phạm Linh chốt T22 nhưng em đoán là nó đang nhảy comment T22 cực kỳ nhiều nhưng em không đọc được nhìn ai. Nhìn được đúng chị Phạm Linh này. T22, chị Phạm Linh vừa sai không chốt cho chị Phạm Linh. Đấy, em thật sự luôn ạ. À. Nên là nhiều khi em cũng không biết làm cách nào được. T22 em chốt chị Phạm Linh. Có thấy bây giờ thấy được chị Trần Thơm chốt T22 nữa, em xem như thế nào. Chị Mai Hoa bên mình phí ship sao vậy em? Bên em là phí ship là bên em là Hà Nội là 20.000, ngoại tỉnh là 30.000. Chuyển khoản thì được miễn phí ship nhưng mà trong cái like mà em sale tặng kiểu sốc như thế này rồi ấy thì các chị chuyển khoản không được miễn phí ship đâu nhá. Ví dụ như cái quần này mà em mà đã tặng là 200.000 rồi ấy thì các chị vui lòng là chuyển khoản thì các chị cộng cho em nha. Ví dụ như các chị ngoại tỉnh ấy thì các chị cứ cộng cho em khoảng 20.000 đi, đúng không? Thì có nghĩa là các chị cũng chỉ mất đến 220 thôi. Còn nếu như các chị muốn em đi ship code cũng được nhưng các chị sẽ phải mất 230. Có nghĩa là em chỉ cố gắng được cho các chị như thế thôi chứ không thể nào mà em free ship được nữa các chị nhá, bởi vì em tặng sâu lắm rồi. Em nói thật sự em tặng cái này là em lỗ cực kỳ nhiều luôn ấy ạ. Mỗi một cái quần các chị cứ nghĩ là em hôm nay các chị nhìn em như thế này thôi nhưng mà các chị tổng kết cả một ngày hôm nay là em tặng các chị là hàng bao nhiêu tiền. Mỗi một sản phẩm các chị nghĩ là em chỉ tặng cho các chị nhá, có sản phẩm em tặng các chị 20.000, 30.000, 50.000, tức là từ gối em. Có những sản phẩm em tặng các chị hẳn 100.000 một sản phẩm. Thì các chị nhân lên cho em bao nhiêu sản phẩm nên là ngày hôm nay em đang tặng cho các chị là khoảng bao nhiêu tiền trên một like rồi. Đấy á, nên các chị thông cảm giùm em nhá. Đấy á, lưu ý hộ em.
Như ví dụ em, tức là hôm nay em tặng các chị cực kỳ nhiều luôn nhá. Các chị nghĩ nhận một sản phẩm là ít, nhưng mà khi mà em đang như thế này là cực kỳ nhiều. Chia sẻ cũng có chốt đâu, có chốt mà chị Hương Nguyễn. Sao không nhìn thấy nhỉ? Em nhìn thấy mà. Nhưng mà chị chốt chậm tay hơn người khác ấy các chị ạ. Các chị chốt chậm tay hơn ý, em không biết làm nào cả. Các chị chốt chậm tay hơn. Đây rồi, bây giờ nhá. Đây. Màu tím này em có tận 3 chiếc được chưa? Màu tím này em có tận 3 chiếc. Ôi đây nhá, em nói thật sự nhá, giá của em này, giá quần của em này 400.000 này. Em tặng 200.000 mà em đố các chị biết là em làm sao mà em bán em lãi gọi là một gấp đôi đúng không các chị? Rồi đây quần màu tím này. Em chốt như sau nhá, đây em có 3 chiếc, chị nào nhanh tay này, em có 1 chiếc 26, 1 chiếc 27, 1 chiếc 28. 26 cho chị nào 51, 52 cân đổ về mặc 26. Size 27 cho chị nào khoảng tầm, chị nào khoảng tầm 55, 56 cân mặc cho em 27, 60, 61, 60 cân đổ về mặc cho em quần này size 18 được chưa? Quần này nhá, chị đây là size 26 tay em cầm này, có kèm theo thắt lưng được không ạ? Màu tím nhá, em có 3 chiếc. Đấy, những chị nào vừa rồi thắc mắc em, các chị nhanh tay comment em có 126, 127, 128 đi ạ. Và em ưu tiên chút chia sẻ, đương nhiên em phải nhìn thấy các chị. Và các chị phải comment nhanh. Đấy ạ. Tại vì nhiều khi có những chị khác comment nhanh hơn các chị. Đây, size 26, chị nào 51, 52 cân đổ về mặc 26 này. Chị nào 55, 56 cân đổ về mặc cho em quần này size 17. Chị nào 60 cân đổ về mặc quần này cho em size 18 được chưa ạ? Mức giá là 200.000, mã là T23. Mức giá là T23. Đấy, T23. Mức giá là T23. T23, bắt đầu em nhìn T23 nhá. T23 em nhìn đầu tiên này, chia sẻ này. Chị nhìn thấy chị Nguyễn Mến chia sẻ đầu tiên này, T23 size 27 này cho chị Nguyễn Mến này. T23 cho chị Nguyễn Mến chia sẻ này. Chị T23 cho chị Nguyễn Mến rồi kia. Rồi, chị gì đây ạ? Size 26 cho chị Hà Nguyên, lưu ý nhá các chị. Em nói luôn này, em mà đã chốt, ví dụ như chị Hà Nguyên, em nói luôn nha, vì từ nãy giờ em chốt chị Hà Nguyên khoảng tầm 2-3 cái quần. Nếu như trong quá trình live mà em, đây là em đang nhìn thấy chị em chốt, vì chị có chia sẻ nên lúc nào em cũng ưu tiên. Nhưng ví dụ trong quá trình em chốt cho chị là khoảng 3 cái quần, sau đó nếu mà chị từ chối cái quần nào chị phải báo em luôn. Còn sau khi mà kết thúc live mà chị bảo là cho chị thả ra cho chị một cái quần là em xin phép em hủy toàn bộ cả đơn đấy của chị luôn. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Trên đây rất nhiều các chị đang comment em mà em đang không chốt, đúng không ạ? Sau đó kết thúc live chị lại lựa chọn. Ví dụ như chị chốt được 3 cái quần mà chị bảo là thôi chị lấy 2 cái quần thôi, em xin phép hủy toàn bộ đơn. Em cứ phải nói thẳng thừng như thế luôn, đúng không ạ? Nên nếu như chị muốn cái quần nào không muốn lấy nữa, chị bảo em, bảo em luôn, đúng không ạ? Mình phải fair play như thế luôn, đúng không ạ? Em nói thật sự mình fair play cho em Nga một tí xíu, đúng không ạ? Đấy, bởi vì sao? Em hết công hết sức với các chị rồi, đúng không? Em tặng các chị như thế rồi. Đấy, em phải nói luôn, vì từ nãy giờ em đọc chị Hà Nguyên, à chị Hà Nguyên thì em đọc ít nhất là 3 lần. Em ít nhất là như vậy nên em cứ phải nói luôn nhá các chị nhá. Còn các chị tự ái với em Nga hay là không tự ái thì nói chung là chị em mình buôn bán thì chị em mình kinh doanh, các chị mình ấy như vậy với em luôn, đúng không ạ? Đấy ạ, rõ gì rõ với em như vậy luôn, không cho nó, cho nó công bằng với những chị mà không được chốt, đúng không ạ? Rồi, em còn một chiếc 28 nữa này. Chị Hà Nguyên em chốt cái quần này 26. Rồi, em chốt chị Hà Nguyên size 26 này. Và chị Hà Nguyên em chốt một chiếc 26, một chiếc 27 em cho chị Nguyễn Mến. Vậy là em còn một chiếc 28 cho chị nào 60 cân. Em còn một chiếc 28 cho chị nào 60 cân nhá. Cái này có kèm thắt lưng. Đấy ạ. Đấy, ok chị, một chiếc 28 em chốt cho chị gì đây? Em thấy chị nào có chia sẻ này. Chị Niên Phan đúng không? Chị Niên Phan. Ok, một chiếc 28 cho chị Niên Phan này. Chị Niên Phan chốt từ lãi đến giờ không được này mà em có chị có chia sẻ này. Ok, em chốt chị Niên Phan rồi, ok ạ. Chị Niên Phan em chốt nha. Em cho chị Niên Phan, vậy em hết quần đấy màu tím nha các chị. Nên hộ em tiếp theo. T tiếp theo là T bao nhiêu nhỉ? T24 ạ. T24 cho em Nga. Trời ơi, một chiếc màu đỏ. Ôi, bây giờ mà kiếm được quần đỏ là hơi hiếm. Em nói thật sự luôn, mua quần sóc jean mà các chị nhiều lúc cần quần đỏ cực kỳ hiếm luôn. Cái này của em là T26. Chị nào khoảng tầm 50 cân đổ về em chốt đơn. T26 có kèm thắt lưng ạ, 200.000. Ghi hộ em là T26. Chị nào 50 cân chốt đơn được em quần này. Quần này cực kỳ đẹp luôn. Nó là hàng Prada ấy. Chị Nên Phan mặc 28 có hơi thoải mái không chị Nên Phan? Chị Nên Phan 54 cân mặc 28. Nói chung chị Nên Phan mà lấy 28 là hơi thoải mái đấy chị Nên Phan nhá. Nói chung là chị Nên Phan đang lấy là chấp nhận mặc hơi thoải mái của em đấy ạ.
Nếu mà chị Liên Phan ok thì báo em nhé. Còn nếu không em sẽ chốt xuống cho chị trên nữa là chị cái gì, chị Trang ấy. Chị Thu Trang. Đấy ạ, à, nếu mà chị Liên Phan mà có 54 cân mà chị đang chốt là size 28 là chị hả? Trước mấy thứ ba thứ đều chị đều rộng chị đổi. Cho nên là chị Liên Phan mà hơi rộng thì em chốt xuống cho chị Thu Trang nhé, chị Thu Trang vừa đúng không? Thế thì em chốt chị Thu Trang đi, chị Thu Trang vừa hơn, em chốt chị Thu Trang nhé, chị Liên Phan nhé, chị Liên Phan tìm hộ em sang cái mã ở phía sau đi. Bây giờ sang màu đỏ hộ em này, 200.000 mã này là ghi hộ em là T24 cho chị nào khoảng 49-50 cân đổ với em chốt đơn. Chị nào thích quần sóc jean màu đỏ cực kỳ hiếm, đẹp ngất ngây. Đỏ này của em Nga nhá, đỏ này của em Nga là Prada cơ. Chị nào lấy thì chốt đơn này. Đấy ạ, hiếm vô cùng. Đấy ạ, chị nào mà vừa được size này chốt đơn liền cho em Nga. Màu đỏ ạ, màu đỏ nhá, các chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Đấy ạ, chị nào lấy thì comment hộ em là ghi hộ em là T2448 cân cho chị Tuyết Nhung màu đỏ. Quá vừa luôn, 48 cân. Rồi ạ, 48 cân em chốt cho chị Tuyết Nhung, T24 em chốt đơn nhá. Đấy ạ, em chốt đơn cho T24 cho chị Tuyết Nhung. Ok ạ, rồi tiếp theo dùm em này. Còn quần sóc nữa không? Đây còn một tập quần gì đây? Ôi, đây còn một tập quần này nhá. Cái này của em Nga nó là quần sóc, nhưng mà của nó, quần này của em Nga nó là quần này, chị nào mà chốt được gọi là đỉnh luôn này. Rồi đấy, hứa với các chị rồi cho nên là tặng hết 200.000 tặng hết luôn đây này. Cái này là có bao nhiêu chiếc này. Rồi, cái này nên cho em Nga size của nó đánh sẽ là SML. Size của nó SML tương đương với 65 cân đổ với em chốt đơn nha. 200.000 mã này các chị chuẩn bị lên này. Cái này của em Nga nó là tóc thô ấy. À cái này của em nó là chất gì? Nó không phải là jean hẳn đâu các chị nhá. Từ từ đã. Đây ạ, chất của nó siêu đẹp luôn. Nói chung là quần này có kèm thắt lưng. Chị nào mà mặc size S nhá, chị nào size S khoảng tầm 54 cân dưới 55 cân đổ về mặc S. Nói chung em cứ chốt này, 54 cân đổ về mặc S, từ 55 đến 59 cân mặc M, từ 60 cân cho đến 64 cân, 6 dưới 65 cân mặc L em. Cái này cạp của nó có cạp chun. Quần này thì quần siêu thích luôn rồi. Đấy ạ, và nó có kèm thắt lưng cho em Nga, màu hồng sen em có 1S, 1M, màu cam, màu hồng đất này. À màu hồng sen em có 2S, 1M, màu cam đất, toàn màu đẹp đi chứ này. Còn em nói thật sự luôn. Tặng gọi là em cũng sốc nhiệt vì tặng mất thôi. À màu hồng đất em có, màu hồng cam em có 2S 1L, hồng sen có 2S 1M, màu cam đất em có 2S 1L. Size S cho chị nào 54 cân đổ về, size M cho chị nào từ 55 đến 59 cân, size L cho chị nào từ 60 cho đến dưới 64 65 cân. Cạp của nó có cạp chun, 200.000, ghi hộ em là T25. T25 các chị nhá, T25 em chốt đơn. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn cho em quần này. Quần này 200.000 không phải nghĩ luôn. Đẹp sang xịn, có kèm thắt lưng, hai màu đều rất là xinh. Ghi hộ em bắt đầu T25 ạ. T25 em chốt này. Em nhìn thấy bắt đầu chị Nguyễn Oanh hồng sen size S này. Hồng sen em cũng mặc quần này size S được ạ. Hồng sen cho chị Nguyễn Oanh một chiếc size S này. Chị Kim Vân lấy size S nhưng màu gì ạ? Hồng sen cho chị Hoàng Vân một chiếc hồng sen size S nữa là hết hồng sen này. Hồng sen các chị phải cho em đúng cú pháp em chốt nó mới nhanh. Hồng sen cho chị Hoàng Vân rồi này, chị Hoàng Vân này, rồi này, Hoàng Vân một chiếc này, chị Nguyễn Oanh một chiếc hồng sen này rồi này, đấy em chốt này, hồng cho chị Hà Tuấn say mờ nữa hết hồng luôn này, hồng cho chị Hà Tuấn say mờ này, chị Hà Tuấn đi bóc vào trong trang nhưng chuyển khoản cơ chị Hà Tuấn ơi, chị Hà Tuấn này phải chuyển khoản em mới chốt đơn cho nên là chị phải chuyển khoản luôn ý thì em mới chốt được đơn, còn nếu không em sẽ chốt cho người phía sau. Chị Hà Tuấn là ở trong chế độ chuyển khoản thì phải lưu ý chuyển khoản luôn cho em Nga nhá. Chị Vũ Nhàn, các chị cho em, chị Thúy Hà cho em size S nhưng không cho màu. Chị Hoàng Huế Hoàng, hồng đất này, size S này, các chị phải cho em màu em mới chốt được chứ ạ. Chị Hoàng Huế Hoàng một chiếc hồng đất size S này, nhìn thấy không em? Chị Hoàng Huế Hoàng, vậy là em vẫn còn size M. Size M em không có màu cam đất ạ, màu cam đất em không có size M rồi. Chị Vũ Nhàn đợt này là lấy size L đúng không ạ? Chị Vũ Nhàn cam đất này size L này. Mấy ạ? Màu cam đất size L cho chị Vũ Nhàn này. Đấy ạ, chị Vũ Nhàn cam đất size L này. Chị Liên Phan em đây, chị Liên Phan em đây. Chị lấy sang hồng, chị lấy sang màu hồng đất cái mã em đang mặc đi. Tại vì chị Hà Tuấn lấy màu hồng.
Hồng Sen, chị Hồng Tuấn, chị Hà Tuấn là phải yêu cầu chuyển khoản em ơi, chốt đơn nên em sẽ ưu tiên chốt đơn cho khách ở trên đây luôn. Nếu mà chị chỉ có bây giờ chị chuyển khoản luôn thì em mới chốt lại cho chị thôi. Đã. Cho nên là chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em trong những cái like như này thì đấy, những trong những cái like như này, những chị nào mà trong chế độ yêu cầu chuyển khoản các chị rất là thiệt thòi. Em phải nói như vậy bởi vì rõ ràng, cái này phải rõ ràng với nhau luôn từ đầu đúng không các chị? Đấy ạ. Cái này phải rõ ràng với nhau luôn từ đầu. Rồi ạ, một chiếc chị Vũ Nhàn, thế thì chị Vũ Nhàn này chuyển xuống màu hồng sen. Thế thì màu cam đất chuyển sang cho chị Hiền Trần Thị màu cam đất nhá. Em chuyển này, chị hồng sen em chốt cho chị Vũ Nhàn, size M. Chị Vũ Nhàn thì hay mặc ôm. Cho chị Vũ Nhàn hồng sen size M, chị Hiền Trần Thị là màu cam đất size L, được chưa? Màu cam đất size L, màu cam đất em không có M mất rồi chị Hương Bùi ạ. Chị Hiếu Thảo một chiếc màu cam đất size S nữa là hết. Được không? Đủ 6 chiếc không? Chốt đủ 6 chị chưa? Rồi, em chốt đơn nha. Tiếp theo em chốt này, hết. Là còn bao nhiêu quần sóc nữa? Đang quần sóc xịn chốt tặng các chị 200.000 chốt hết đi nào. Chỗ này còn không em? Còn nữa thì bên nốt lên đi. Chờ em tính xíu nhá. Rồi tranh thủ chờ các bạn ấy kiểm tra em tiếp tục em dơ tiếp cái này các chị này. Cái này là em có một cái áo gì đây? Em có một cái áo gì đây em tặng nốt này. Chờ các chị chờ em tí nhá, để em chờ em chuyển xem như thế nào phát ạ. Rồi em lọc hết rồi, em còn đây, bê hết lên đây đi. Xem còn sót nữa thì tặng hết luôn các chị. Đúng rồi đấy. Úi dồi ôi, này sót nhà em cứ gọi là limit luôn. Rồi các chị vẫn chờ em tí tí đây. Tiếp. Hôm nay tặng các chị gọi là đúng kiểu cuối tháng luôn đúng không ạ. Rồi hết luôn. Đúng không? Tôi dưới rồi à, tôi chưa, chị lấy còn vẫn còn nhiều mà. Để hết lên đây. Để lên đây. Đấy, dưới luôn. Để hết đây. Tặng hết đi cho các chị. Đằng nào hôm nay đã gọi là. Đấy, rồi. Tiếp theo các chị nhá. Rồi. Ok, chị Hiếu Thảo em chốt rồi các chị nhá. Em chốt rồi. Hôm nay cuối tuần. Đúng không ạ? À, chị Hà Tuấn phải chuyển khoản em mới chốt được cơ ạ. Chị chốt quần tím, chị này nha, chị Linh Phan là chốt quần tím cái gì nhỉ? Quần tím 28 hôm nay. À quần màu tím nhưng mà chị Linh Phan không vừa nên em chốt xuống cho chị Thu Trang mất rồi. Đây ạ. Cái áo này này, có một chiếc này, chị nào lấy này, tặng các chị này 149.000, chị nào lấy thì nhanh tay comment luôn em áo này đi, không phải nghĩ luôn ạ. Cái này nhá, cái này nói chung cái này nó hơi thu một tí xíu nhẹ nhẹ, nhưng mà cái hàng này hàng VIP của em nha. Chị nào lấy ghi hộ em size này size M, 55 cân đổ với em chốt đơn. 55 cân đổ với em chốt đơn. Áo này các chị mặc với cái thời tiết nó hơi xe như hôm nay này, nó ok này. Chị nào lấy ghi hộ em cái áo này là ghi hộ em là T bao nhiêu nhỉ? T26 giùm em. T26 giùm em đi ạ. T26 đi các chị ơi, T26 hộ em. T26 nào các chị ơi. Máy của em bị đơ mất rồi. T26 à, có một chiếc 55 cân đổ về. 55 cân T26. Em nhìn thấy chị nào đây ạ? À, xem có cái quần jean nào chị vừa tặng chị một cái nữa. Ok chị Hiền Trần Thị chờ em chút xíu đây. Chị Hương Bùi Nga ơi chốt cho chị cái nào, chốt mãi không được buồn. Đây chị Hương Bùi ơi, hình như chị comment hơi chậm ý, chờ em tí xíu nhá. Em không biết. T26 chị Trịnh Huế và chị Ngọc Hà, chị nào chị Trịnh Huế vừa thì chốt chị Trịnh Huế, còn nếu không thì chốt cho chị Ngọc Hà nhá. T26 149.000 thôi. Rồi, em có một chiếc này. Đấy, có hai chị đấy. Em chị nhìn thấy hai chị. Máy của em khổ quá máy. Chị nào? Ok, em cho chị Huế vừa luôn. Đấy, chị Ngọc, chị Ngọc Hà chế độ dự phòng của em một chút xíu rồi. Nhiều khi hôm nay các chị cũng hơi thông cảm của em một chút xíu. Đấy, em mang hết ra, em cố gắng tặng quà cho các chị cũng cực kỳ nhiều đấy. Nhưng mà nhiều khi comment các chị nó bị ẩn ấy các chị. Comment các chị bị ẩn ấy. Nên là nhiều khi em không nhìn thấy ấy, các chị thông cảm của em. Tại vì các chị biết rồi, máy đang nhảy cực kỳ nhanh mà. Máy em đấy. T26 em nghĩ là nhiều chị chốt mà em chỉ nhìn được hai chị thì các chị biết rồi đấy. Chị Nguyễn Hương chưa chốt được cái nào đây. Em tiếp tục đây ạ. Rồi, tiếp theo của em, cái này em có mấy chiếc đây ạ. Ở cái này mỗi cái nó chỉ có được một chiếc, hai chiếc chứ em không có nhiều. Tại vì hàng em tặng mà em tặng cho nên là các chị mà bảo em mà có nhiều em tặng thì chắc em chết luôn. Đây là mỗi cái là một mẫu của nhà em Nga đấy. Nên các chị biết là nhà em Nga nhiều mẫu như thế nào. Mà các chị biết rồi là em mang một mẫu của em ra, từng mẫu một em tặng thôi. Chứ còn nếu mà một mẫu mà em có đến
hàng 50 cái hoặc là 30 cái, 40 cái như họ ấy thì chắc là em nghĩ chắc là em ngất luôn, đúng không ạ? Rồi. Cái quần sóc này cho em Nga nhá, chị nào này, size 26 này, size 6 nhưng form này nhỏ các chị ạ. Cái này chị nào mà size 26, chị nào khoảng 50 cân đổ về mặc cho em quần này size 26. Chị nào khoảng tầm dưới 58 59 cân mặc cho em quần này size 28 nhá, em chốt đơn. Chị nào 50 51 cân mặc cho em quần này size 26 200.000 lên hộ em quần này là mã M bao nhiêu nhỉ? Mã T27 ạ. T27 hộ em. T27 hộ em các chị nhá. Nó em có 126 và 128. 126 và 128 toàn quần em xuân thôi. 126 và 128 chị nào lấy thì chốt đơn hộ em 200.000. 200.000 cho một chiếc quần như thế này ạ. Đây, toàn hàng cao cấp này. T26 dùm em nha. T26 ạ. Đây ạ, một chiếc 26 và một chiếc 28. 28 cho chị nào 59 dưới 60 cân và chị nào khoảng tầm dưới 50 cân mặc 26 ạ. Đây là tay em cầm là 28. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em T26. À T27. T27 hay T bao nhiêu nhỉ? 27 chị Hương Bùi 53 cân ạ. 53 cân không vừa, 53 cân mặc 27 cơ. Chị Nguyễn Hương 59 cân. Chị ôi chết rồi, máy của chị bị đơ sao nhỉ? Chị Nguyễn Hương à, ok chị Nguyễn Hương T28 em cho chị Nguyễn Hương một chiếc này. 1m54 59 cân. Ok chị Nguyễn Hương cao 1m54 nặng 59 cân này. Eo 82 cơ chị Nguyễn Hương ơi, em sợ cái này này không vừa mất rồi chị Nguyễn Hương ạ. À. Cái này mà eo chị 82 em sợ hơi ôm chị Nguyễn Hương ạ. À. Em cho chị Ni Nguyễn ạ, à. Em cho chị Ni Nguyễn nhá. Chị Nguyễn Hương ơi, chờ em mã sau đi, tại vì cái quần này chị mà eo chị 82 thì chị sẽ hơi bị ôm. Rồi em cho chị Ni Nguyễn size 18 này, còn một chiếc size 26 dưới 50 cân chốt cho ai em ơi. Một chiếc em cho chị Ni Nguyễn rồi. Khổ cái máy. Ngọc Hà. Chị gì? Ngọc Hà. Ok em cho chị Ngọc Hà, vậy là em hết luôn nhá. Em cho chị Ngọc Hà em hết luôn. Rồi. Tiếp theo của em cho chị Ngọc Hà em hết này. Tiếp theo hộ em này, đây để em nhìn xem cái nào size to thì đây, size này 28, đây có một chiếc màu xanh này size 28 này. Một chiếc màu xanh này 28 em nhìn phát em cho nên trước luôn này. Ôi, cái này không phải. Cái này từ đã, cái này nó là sóc giả váy, từ cái riêng sóc giả váy này em phải bỏ riêng ra chút xíu. Từ đã, sóc giả váy. Đây. Quần này size 28 đây. 28 màu đen luôn này. Rồi. Nó lại là cái sóc giả váy các chị ạ. Ồ, từ từ ạ. Sóc giả váy thì phải từ từ lên cho các chị mẫu sao đây. Đến đây là nó bị lẫn rồi đấy các chị ạ. Rồi. Hai tám này, hy vọng cái này đây. Đây chị Nguyễn Hương mà lấy cái này em chốt cho chị Nguyễn Hương cái này. Cái kia em chốt chị Đinh Nguyễn rồi. Ưu tiên chị Nguyễn Hương cái này này. Chị Nguyễn Hương đồng ý phát này em ok chị Nguyễn Hương này. Đấy ạ, vì chị Nguyễn Hương vừa nói là giảm cân cho nên là em ưu tiên chị Nguyễn Hương luôn này. Đấy nhá, đấy là em tại vì em rất là công bằng luôn. Chị Nguyễn Hương mà ok cái này kêu em là T bao nhiêu nhỉ? Cái này là size 8 luôn đây. T28 luôn này. T28 luôn này, chị Nguyễn Hương. Size 28 size chị luôn, nếu mà chị giảm cân rồi chị chốt luôn cho em con này. Đấy ạ, là em chốt liền cho chị con này luôn. T28 ưu tiên chưa? Đấy ạ. Rất là công bằng luôn nhá, chị Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Hương mà ok thì báo cùng em. Chị Hoàng Nghĩa. Chị Hoàng Nghĩa sao bây giờ mới vào chị Hoàng Nghĩa ơi? Hay là chị Hoàng Nghĩa chấm đi đâu rồi? Trời ơi, hôm nay em tặng khủng khiếp như thế này mà chị Hoàng Nghĩa. Đây ạ. Cái này quá đẹp luôn rồi. Chị Nguyễn Hương mà ok thì bảo em. Chị ok đấy. Ok chị Nguyễn Hương này. Quần này chị tặng. Quần này em tặng chị là chị ấy ạ, à, chị phải cho em nút chia sẻ nhá. Rồi tiếp theo em, nên tiếp theo em mã này, quần này màu nâu. Quần này em có 3 chiếc đều size 26, em đọc size trước. Đấy đây đây đây. Túi ạ, túi ạ, em cho tặng cái này được. Cho tặng cái này đi. Đến, còn những túi nào lấy sau. Đây. Quần này em đều còn size 26. Ủa ôi, quần này của em là quần cạp 3 khuy mà nó là 6 khuy cơ. Cái này hách eo kinh khủng luôn. Nhưng em còn toàn size nhỏ các chị nhá. Hách eo kinh khủng mà còn toàn size nhỏ đây ạ. Em có 2 chiếc màu be. 2 chiếc màu be. 2 chiếc màu be này. Em có 2 chiếc màu be và à cái này màu đen này là hơi khác một chút xíu. Rồi. Màu be, em có 2 chiếc màu be đi. Em có 2 chiếc màu be.
Con này size 26, em chốt cho chị nào size 26 cho chị nào khoảng tầm 53 cân. 53 cân đổ về em chốt đơn. Chị nào cứ khoảng tầm 53 cân đổ về chốt cho em quần này size 26 siêu đẹp luôn. Em chốt 53 cân đổ về đi. Hết eo vô cùng, size 26 nhá. Trời ơi, không còn một điểm gì để che luôn. Cái mã này là T29 á, em có mỗi 2 chiếc T29, 2 chiếc 26. Chị nào lấy nhanh tay em chốt đơn T29. Ôi, hôm nay chị nào cũng sướng. Em nói thật sự, T29, chị nào lấy nhanh tay em chốt đơn ạ. T29, chị nào cứ 53 cân đổ về em chốt đơn siêu đẹp. Quần này, chị nào mà lấy được quá đẹp luôn. Bây giờ kiếm được quần 6 khuy mà nó như cái bản gen như này là cực hiếm luôn. Đấy ạ, T26 nhá. T26 thì ngày xưa là trước eo em khoảng tầm 74 này, em mặc được T26 đấy, là size 26 đấy. Còn bây giờ em eo em 76 thì em phải mặc quần này size 17 thôi. Đấy ạ, cho nên là chị rất là dễ mặc, form có co giãn. T29 là chị gì? Chị Mỹ Lệ ở vừa không? Toàn quần đẹp mà không có size của chị, tiếc quá. Thế á, chị Tân Đào là size cực to ạ. Nga không chốt chị nữa là thoát luôn. Em lại dối em à? Khổ quá, không vừa, em biết làm sao em chốt được. Bây giờ chị phải chốt cho em cái size vừa chứ. Đấy ạ. Đây là em còn chả nhìn thấy cái gì đấy, khổ quá em. Đây ạ. Bây giờ em cũng có biết làm thế nào được đâu. 54 cân, nếu mà 54 cân chị có vòng eo khoảng tầm 73-74 là ok chị Elisa nhá. T29 chị nào đây ạ? T29 chị Liên Phan này, T29 này. Ok, chị Liên Phan T29 đây. Chị Liên Phan T29 53-54 cân là các chị mặc được. Đấy ạ, quần này ạ, 54 cân. Nhưng tại vì em bao giờ em chốt sale nên em cũng chốt giảm xuống 1 cân. Cái này thật ra 54 các chị cũng mặc được. Nhưng mà 54 cân thì có các chị có vòng eo khoảng tầm 73-74 cho em Nga là ok. Tầm 73-74. Đấy nhá, eo của các chị là tầm 73-74 cân ấy. À eo Liên Phan 1m50-54 cân cho vòng eo bốc chí bảo chị to đấy. Chị Liên Phan là có mắc vừa không? Đấy, em chốt cho các bạn, em chốt cho chị đấy. Nhưng mà các bạn đang bảo này, chị cao 1m50, chị nặng 54 cân, vòng eo và bụng chị to, thì cái này chị mặc được không? Chị chắc chắn không. Đấy, đến lúc em chốt cho chị xong không vừa, chị lại mắng em, đúng không? Chị em mình đi lại mất lòng nhau, đúng không ạ? Đấy ạ, chị Kim Vân một chiếc size 26. À, chị Như Quỳnh Đỗ ở phía trên. Chị Như Quỳnh Đỗ ở phía trên trước này. Em chốt chị Như Quỳnh Đỗ một cái, chị Liên Phan chốt một cái. Mà chị Liên Phan, chị xem lại giữa cân nặng và chiều cao nhá. Nhiều khi đừng cố chốt. Em biết là cái này em đang sale cho các chị rất rẻ. Bởi vì thật ra những quần này các chị đang mua ít nhất là 450 hoặc 480 một cái quần. Đấy là các chị còn mua trên like ấy. Còn nếu mà các chị mà vào các shop nhá, có những chị phải mua những cái quần mà từ lãi giờ em like ấy. Có những chị phải mua cái quần này khoảng 500-520 đến 550 một quần shop jean. Em không nói sai một tí nào đâu ạ. Các chị mà ra cửa hàng ấy, là các chị mua khoảng tầm từ 450 đến 550 là bình thường. Còn các chị mà mua trên Nike, các chị cũng phải mua những cái quần này của em Nga với mức giá khoảng tầm 450 rồi, đúng không ạ? Mà em đang tặng các chị có 200.000 dưới giá nhập của em, kinh khủng luôn. Em lỗ cái này, riêng quần jean này em lỗ cực kỳ nhiều. Nói chung là hôm nay em không em nên là các chị biết rồi nên nhiều chị cũng thông cảm cùng em Nga. Bởi vì em mỗi cái em chỉ có một chiếc thôi. Đấy ạ, cho nên là em tư vấn rất là kỹ. Bởi vì thật ra các chị nào cũng muốn là, đúng không, nó tặng nhiều như thế, chẳng mấy khi em tặng nhiều như thế, nên là đương nhiên chị nào cũng muốn lấy. Nhưng mà em hy vọng là các chị lấy nhưng đúng sai của các chị, đúng không ạ? Không chốt cố. Còn đấy, không chốt cố. Bởi vì sao cố đi không vừa? Lúc đấy nhà em Nga, lúc đấy giống như em ấy, em nói trên đây rồi, đúng không ạ? Không vừa tặng sang người khác, đúng không ạ? Còn để cái sau tí nữa em vừa có chị thì em sẽ ưu tiên cho chị. Đấy ạ, ví dụ như vậy. Chị nên van bỏ thì xuống thôi. Chốt cho chị Trần Thơm à. Em chốt cho chị Trần Thơm, ok, à, rồi. Chị Trần Đoàn Bích trước, chị Trần Thơm à. Chốt chị Trần Đoàn Bích trước à? Ok, em chốt chị Trần Đoàn Bích ạ, à. Đấy. Các chị, nói chung em biết là đẹp nhưng mà mình không có khó đi rồi. Nó không vừa, nó tiếc ra. Em nói thật sự ấy, em không tiếc gì các chị đâu. Bởi vì trên đây khách nào em cũng yêu quý hết. Các chị mua cho em Nga, ủng hộ cho em Nga. Mặc dù em đang nói em tặng các chị nhưng các chị ủng hộ cho em đã là một niềm vui của em rồi, đúng không ạ? Nhiều người người ta, em nói thật sự nhá, nhiều người người ta có khi bảo là tặng cho không, nhiều khi các chị còn không yêu quý, các chị còn chả thèm mua nữa cơ mà, đúng không? Mà em Nga lại được các chị nhiệt tình như thế này, em nói thật sự với các chị là em cảm ơn các chị rất là nhiều. Đầu tiên cảm ơn các chị rất là nhiều. Nhưng em chỉ muốn là làm thế nào mà đi
chị em mình nhận được quà tặng của em, nhưng nó phải ý nghĩa, mặc về đẹp luôn, diện luôn, xinh luôn. Xong đến ngày hôm sau đến bảo đây này, cái Nga đây này, shop này này, cái Nga này nó tặng cho chị này, có 200.000 chị mua nó đây này, đẹp lắm, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng tặng vậy đâu, nhưng mà hôm đấy chị mua được cái này tặng, nhưng chị mặc đẹp không, thế là em mới sướng, các chị sướng, em mới sướng, đúng không? Nhưng mà ví dụ các chị về các chị cố, đúng không, sau đó thì ngày hôm sau các chị mặc không đẹp, các chị bảo trời ơi chị mua của nó rẻ lắm đây này, đúng không ạ, nhưng mà đẹp lắm chị mặc không mua, đúng không ạ? Em cứ nói vui vậy nhá, các chị nghiến răng với em, đúng không? Đấy, đúng không? Nói vui vậy thôi. Rồi tiếp theo em cái này tiếp theo của em cái này nhá các chị nhá, cặp này của em là cặp 3Q, cặp 3Q ghi hiệu em là T30 dùm em nha, T30 dùm em đấy ạ, T30 dùm em. Cái này của em là size 26, chị nào khoảng tầm 52-53 cân đổ về em chốt đơn T26 nhá. T29 em chốt cho chị Trần Đoàn Bích với lại một chị ở phía trên nữa, chị gì nhỉ, chị Trần Bích, Bích Đoàn với một chị với một chị Như Quỳnh Đỗ nhá. Còn cái này là T30 cũng size 26 cho chị nào 52-53 cân đổ về em chốt đơn, ghi hiệu em là T30, mức giá cho em Nga là 200.000 đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn dùm em nha. Comment hộ em đúng cú pháp là T30, có đúng một chiếc thôi ạ. T30 cặp 3Q nó rất là hách giá. Để em nhìn cái nào mà có size của chị nào, em ưu tiên nào, cái nào có size của chị. Rồi cái này rất là đẹp, cái này của hàng của SG cơ nha, cái này hàng của Echo cơ. Chị Lan Hương treo yêu à? Chị nào? Chị Lan Hương à? Ok chị Lan Hương em chốt đơn này, chị Lan Hương một cái quần T20 em chốt đơn chị Lan Hương nha. Rồi cái quần này, quần này size S nhưng 54 cân đổ về em chốt đẹp. Cái này chị Liên Phan mà lấy em ưu tiên luôn chị Liên Phan này, từ nãy đến giờ đúng không, ưu tiên luôn chị Liên Phan. Quần này của em là short nhưng mà nó là jean của Echo, các chị biết hàng thương hiệu Echo rồi, Echo rất là đắt, chị nào lấy chốt đơn hộ em. Đây cái này của em Nga nó là đá luôn nhá các chị nhá, có short đúng một chiếc duy nhất của Echo. Cái này là cặp chun luôn đấy, cặp chun này thì không phải nghĩ luôn đấy, chị Liên Phan mà lấy em tặng luôn cái này, vì từ nãy giờ em biết là hai cái chị trượt, hai cái chị đều chốt trúng, tức là chị đều là người đầu tiên chốt trúng và có chia sẻ cho em Nga, nhưng đều là hai cái không vừa nên em đều nhường cho người khác, nên cái này xin phép mà có size vừa chị em ưu tiên trước này, nếu chị Liên Phan lấy em chốt chị trước luôn 200.000. Comment hộ em đúng cú pháp là T30 đấy, còn nếu không lúc đấy em sẽ nhường cho người khác. Rồi à, T31 nhá các chị nhá, đây hàng của hãng Echo. T31 quần quần cái này là của nó là shop kiểu thô ấy, kaki thô, nó không hẳn là jean đâu, nó không hẳn là jean, nhưng nó có hãng Echo, các chị không phải nghĩ luôn về hãng. Đấy, thì chị lấy thì chị ghi hộ em là T31 được chưa? Ok, chị T31 cho chị Liên Phan em chốt đơn. Rồi T31 nha. Tiếp theo em T32. Nên hộ em T32 này, đây T32 có hai cái đèn trước này. T32. T32 dùm em. T32 dùm em nha. T32. T32 rồi, T32 đẹp chưa? T32 đấy chị ơi, hình như T32 có được hai cái cơ ạ. Chị nào khoảng 50 cân đổ về mặc size 25, chị nào khoảng tầm 54 cân đổ về, 49 50 cân đổ về thì mặc cho em size 25. 54 cân đổ về mặc cho em quần này 26 nhá, 54 55 cân đổ về mặc quần này size 26. Cái này có kèm theo thắt lưng. Nên của em là T30 mấy nhỉ? T32 à? T32 các chị nhá, T32. Cái này nó có kèm theo cái thắt lưng này nữa. Quần này của em Nga nó là quần jean nhá. Màu của nó là xanh bạc ấy, xanh bạc này hơi hiếm này. Chị nào thích xanh sáng này là hơi hiếm này. Có khuy của nó này, các chị nhìn khuy này. Khuy là hai khuy nó khuy nối như thế này cơ. T32 à. Size gì? Chị có một chiếc 25 và một chiếc size 26. Chị 57 cân đi ông, 80. 57 cân không vừa. 57 cân không vừa, em chốt từ 54 cân đổ về thôi ạ. Chị Hương Phạm không vừa, 59 cân không 59 vừa. Cân không vừa. Chị Nguyễn Oanh T32 à? Chị Nguyễn Oanh T32. Chị Nguyễn Oanh size gì? 49 cân eo 72. 49 cân eo 72 á. Size 25 này được không nhỉ? Từ từ đã nhá, chờ em tí xíu. Em giả quần này cho ai? Em mặc thử 25 đây. Trang size 25 à? Rồi chị Nguyễn Trang 25 đúng không? Vâng. Rồi à, thế thì chị gì mà eo 72 thì mặc 26 nhá. Chị này size 26 ạ, Nguyễn Oanh ạ. Rồi,
Ok ạ, 125, 126 này. Chị Nguyễn Trang size 25. Chị Nguyễn Trang size 25 bởi vì cái eo này chỉ nhỏ hơn thôi. Và một cái 26 cho chị vì em phải mặc 26 mới vừa, em mặc 25 không được. 26 cho chị đấy. 26 cho chị Nguyễn Trang, cái này nó có dây đấy. Em buộc dây vào cho các chị. Rồi, tiếp theo của em này. Tiếp theo của em, đây còn quần này. Và chia cái này nữa này. Quần này ạ. Tiếp theo của em nha. Ôi, còn toàn size 2, còn toàn size nhỏ thôi các chị ạ. Cái này, à đây có một chiếc này size này, không biết là size bao nhiêu. Cái này size L, cái này có một chiếc duy nhất. Cái này nó hơi khác mã một cái xíu. Cái này cho chị nào khoảng tầm 55 cân đổ về em chốt đơn này. 55 cân đổ về em chốt đơn. 200.000, ghi hộ em là T30 33 T33 nhá, có duy nhất một chiếc T33, chị nào khoảng 55 cân. Chị nào 55 cân ạ. 55 cân nhá, cái này size ở đây nó đánh không đúng đâu. Cái này size không đúng, các chị cứ lấy theo size em tư vấn nhá. 55 cân cái quần này. Quần này là 55 cân, em vừa mới bóc size của nó đi. Tại vì cái này là size của nó đánh nhầm size. Trên tay của em cầm thôi. Chị nào 55 cân đổ với em chốt đơn quần này. Chị nào 55 ghi hộ em là T33, có một ghi một chiếc có kèm theo thắt lưng ạ. T33, 200.000. Chị Hoàng Huế Hoàng T33 này, hết luôn T33 này. T33 có kèm thắt lưng nha. Rồi T34 này, T34 này thì chị nào khoảng tầm 48-49 cân thôi, có kèm thắt lưng. T34 này nó gần giống đấy. T34 này chị nào khoảng tầm 40 cân. Chị nào người nhỏ này, chị nào cứ người nhỏ chốt đơn cho em nha. Con gái có thích mặc cái này, nhà con gái vừa đấy nhỉ. Chị nào khoảng tầm em có 2 chiếc ạ, em có 2 chiếc. Có 2 chiếc nha các chị nhá. Chị nào khoảng tầm 40 cân mặc được, 40 cân cho đến nhá. 40 cân cho đến khoảng tầm 48 cân đi. Cái này nó hơi bé. Con này em thấy hơi bé. Eo của nó cũng khá bé. Nói chung chị nào cứ tầm 40 cân ấy, 40-47 cân. 47-48 cân các chị chốt đơn cho em quần này 200.000. 40-47-48 cân chốt đơn cho em quần này 200.000. Comment của em đúng cú pháp là T34. T34 form của nó hơi nhỏ một chút xíu. Rồi, em qua mã T34 nhá, nên tiếp theo của em này. Nên tiếp theo của em này các chị. Từ em xem một cái gì nữa nhá. Rồi. T34 nhiều lắm, cũng còn. T34 cho chị Hiếu Thảo này. T34 cho chị Hiếu Thảo. T33 chị Nhân Phan đang bảo là chốt nhanh thế mà T33 là chốt cho ai nhỉ? T33 có chị khác còn nhanh hơn chị sao nhỉ? T33 vừa xong chốt ra. Chị Hoàng Huế Hoàng chốt nhanh hơn chị chị ạ. À. Chị Hoàng Huế Hoàng chốt nhanh hơn chị. Chị Hiếu Thảo T34. Ok, chị Hiếu Thảo T34 này. Có kèm thắt lưng. Chị nào cứ người nhỏ chốt được cho em cái tên này. Rồi. Đổi mã tí đi các chị nhỉ? Em đổi mã các chị nhá. Đổi jean nha các chị nhá. Tặng bằng đấy jean tạm thời nhá các chị. Em đổi mã nha các chị, sang cho em mã tiếp theo này. Em đảo mã nha các chị. Đảo mã nha các chị ơi, em đảo mã nha. Rồi em tặng bằng đấy jean được chưa ạ? Nếu mà ấy được chị chân muộn thì... Vì em tổng kết cuối tháng em tổng kết luôn. Em cho chị Yếu Thảo rồi nhá. Ok ạ. Nên giả váy đi. Chị Mỹ Nệ, chị Trần Thơm vừa thì chốt là chị thêm cái chị Trần Thơm cái 3T34 nữa. Nếu mà để xem cháu có ấy không. Rồi ạ, chờ em tí xíu nhé. Máy của em đơ quá. Chia đều đi em. Chia đều đấy chị. Chia đều đấy.
Rồi. Tiếp theo này các chị. Đây, quần tiếp đây. Giàu à? Giàu nghèo à? Vẫn cộng nghèo à? Ok ạ, à, thế chị Trần Thơm, cái chị Trần Thơm eo khoảng bao nhiêu này? Chốt cho chị Trần Thơm với T34 này. Chị Trần Thơm. Em chốt chị Trần Thơm với T34 ạ. À. Em chốt chị Trần Thơm với T34 chốt chị Trần Thơm. Rồi, tiếp theo nha, sang quần này. Rồi, quần này chốt tặng các chị này. Các chị nghe em chốt luôn này. Em chốt tặng các chị quần này có 2, 4, 5. Ôi. Chốt quần này ạ, à, em tặng bao nhiêu đây? Em chốt quần này nhá. Sóc đuôi. Em tặng các chị 129.000 đi. Em tặng 129.000 nha các chị nha. Em có mỗi 5 cái thôi. 129.000. Em có size L và size XL. Size L và size XL 66 cân đổ về em chốt đơn chưa chưa? 129.000. Màu cam này em có này, màu vàng này nha, em cứ gọi là màu vàng nhá. Màu vàng em có 2 chiếc size L. 2 chiếc size L, 1 chiếc size XL. Màu trắng em có 1L, 1XL. 129.000 shop nha các chị nha. Quần em đang mặc nó là shop, em có size L và size XL thôi. 129.000 shop đúng hiệu em. Hiệu em đặt T35. T35 shop đúng ạ. T35 nhá các chị nhá, 129.000, hôm nay em phá đảo luôn rồi ạ. Em có này màu vàng. Em gọi là màu vàng 2 chiếc size L, 1 chiếc size XL, màu trắng có 1 size L, 1 chiếc size XL. Chị nào lấy nhanh tay em chút đâu. Chị Nguyễn Mến màu trắng size L. Một chiếc màu trắng size L cho chị Nguyễn Mến này. Cái này là đũi nhá, mát nịn tim. Các chị nhìn cái chất của nó này. Em nói thật sự bây giờ, các chị, đây là em tặng mấy nữa mà em về em bán thì chắc chắn lúc đấy các chị lại phải mua giá khác. Sau lúc đấy các chị phải nhớ là hôm đấy các chị phải quên đi cái ngày hôm nay đi các chị nhá. Hôm đấy làm sao mà em phải lên cho các chị làm sao mà ngày hôm nay. Chị nào? Niên Phan xanh mờ trắng. Làm gì có mờ trắng, chỉ có L và XL thôi mà. Chị Niên Phan không có mờ trắng, chị Niên Phan là em chỉ có L và XL thôi. Em có một chiếc size L em chốt cho chị nào này. Chị Nguyễn Mến một chiếc size L. Size L cho chị nào 60, 61 cân mặc size L, size XL cho chị nào từ 65, 66 cân. Đấy ạ. À, sau hôm nay là các chị nhớ là các chị quên lãng quên luôn các chị nhá. Sau hôm nay là các chị phải lãng quên luôn. kết thúc nay là chị em mình kiểu như kiểu bị mộng du xong rồi bị lãng quên ấy, mất trí nhớ các chị nhá. Nhớ là sau khi tối nay nay xong. Chị Huế không vừa, em chốt cho từ 50 năm cân đổ lên em chốt đơn. Chị Nguyễn Mến là lấy 2 chiếc ạ, à, hay là lấy 1 chiếc? Chị Nguyễn Mến báo lại em đi ạ. Chị Nguyễn Mến là lấy 2 chiếc hay 1 chiếc ạ? À? Màu vàng, màu cam này này. Màu vàng hay màu cam, các chị cứ gọi là vàng được, cam cũng được, bởi vì em chỉ có 2 màu thôi. Chị Nguyễn Thị Mến size XL trắng. Chị Nguyễn Thị Mến này là khách khác à? Hai chị khác nhau đúng không? Chị Nguyễn Thị Mến này size XL màu trắng. Là từ 55 cân cho đến 60, 61 cân chốt đơn cho em size L. Từ 60 cân cho đến 61 cân cho đến 65, 66 cân chốt đơn cho em XL. Màu trắng em chốt được 2 chiếc em hết rồi. Em chốt cho chị Nguyễn Mến một chiếc size L màu trắng và chị Nguyễn Thị Mến một chiếc size XL màu trắng. Còn lại là chị Nguyễn Mến mà lấy thêm một chiếc màu vàng size L thì các chị báo em nha. Sau ngày hôm nay là chị em mình coi như là mất trí nhớ các chị nha. Hả? Ok, chị Nguyễn Mến một vàng một trắng ạ. Các chị nhớ nhá, hôm nay em like xong như này là sau ngày hôm nay là chị em mình mất trí nhớ, cùng mất trí nhớ các chị nhá. Các chị đừng nhớ về giá hôm nay nữa các chị. Phải mất trí nhớ. Phải sau ngày hôm nay là chị em mình mất trí nhớ giống nhau. Màu vàng em còn 1L, 1XL nữa các chị ơi. Còn đúng ma lắm luôn. Ai? Chị Thu Dung à? Chị Đỗ Dung 1L vàng này. Em còn 1XL vàng nữa. Em còn 1XL vàng nữa. Em còn 1XL nữa các chị nhá, em còn 1XL nữa. Em còn 1XL vàng nữa. Sau ngày hôm nay mà các chị không mất trí nhớ đi thì chết em. Rồi em còn 1XL vàng nữa nhá, 129.000, 129. Tiếp theo dùm em này. Em nhìn xem còn quần nào nữa nên nốt trước này. Mỹ Đặng 1XL vàng. Ok chị Mỹ Đặng 1XL vàng em hết nha. Tiếp theo dùm em. Rồi quần này là quần gì đây? Gọi là chốt, gọi là hôm nay em phá đảo luôn rồi đấy ạ.
Quần này có màu đen, quần này em có đúng 3 chiếc. Nói chung là nó gọi là trên tầng cây số. Em có 2 chiếc XL màu đen 65-65 cân đổ về em chốt đơn. Cũng quần sóc núi này, màu trắng có 1 chiếc size L. Màu trắng có 1 chiếc size L, màu đen có 2 chiếc size XL. Chị nào 60 cân đổ về mặc cho em size L, chị nào 65 cân đổ về mặc cho em XL. Nên hộ em mã này là T36 129.000, T36 á. T36 129.000 có mỗi 3 chiếc thôi. T36, đây này các chị nhìn quần của em, toàn quần đây này, túi xịn khủng khiếp như thế này, 129.000. Em nhập vào cũng không được. Em nói thật sự em nói điêu những quần này mà em cũng nỗ đến 100.000 hoặc hơn 100.000 một cái, em không nói sai thì xíu nào luôn các chị nhá. Đấy ạ. Đen XL T36 cho chị Mỹ Đặng này. Em nói thật sự luôn ấy ạ. Vì những cái quần đũi này nhưng mà chất xịn ấy, mà hàng loại 1 ấy, bao giờ giá nó cũng rất là đắt. Các chị, đấy, mà em tặng các chị có 129.000. Thế nên em bảo các chị là sau tối nay là chị em mình phải cùng bị thôi miên, mất trí nhớ luôn. Rồi em còn một trắng size L và một chiếc màu đen XL. Trắng size L cho chị nào dưới 60 cân và màu đen size XL cho chị nào dưới 65 cân, 129.000. Nên hộ em là T36. T36 á, còn một trắng size L và một đen size XL nữa thôi. T36 trắng L. Trắng L. 55 cân, 655. Được. Trắng L. 1m6 55 cân mặc được, đúng size của đúng đầu size luôn. Còn một chiếc màu đen size XL nữa. Em còn một chiếc màu đen size XL cuối cùng. Màu đen size XL. Chị Niên Phan trắng L chế độ dự phòng, chị Hoàng Hà trắng ở chế độ dự phòng rồi. Em còn mỗi màu đen XL ạ. Đen 56 cân ạ, đen 56 cân bị rộng ạ. Đen 56 cân bị rộng mất rồi. Đen 56 cân bị rộng ạ. Đen 56 cân bị rộng ạ. Đen 56 cân bị rộng nhá các chị nhá. Đen 56 cân bị rộng. Có chị gì nhỉ? Chị Thuyết Nông này. Chị Thuyết Nông màu đen size XL. Chị Thuyết Nông nhìn thấy không? Chị Thuyết Nông. Chị Thuyết Nông màu đen size XL. Rồi, để em tặng đồng giá tất tần tật những cái áo này đi. Cho các chị nào. Rồi, em nên chung hết cái này các chị nhá. Em nên đồng mã luôn cho các chị đi cho nó nhanh. Chứ không thì chốt này lâu quá. Rồi, em chốt có cổ trước này. Có cổ em không phân biệt mã các chị nhá, được không ạ? Miễn là em chỉ chốt mã có cổ thôi, được không ạ? Em tặng các chị có cổ, em chỉ báo màu và báo size. Còn đây ạ, em gộp hai cái mã này. Em gộp hai mã này chung là một. Các chị nhá, em gộp hai mã chung là một, chốt cho nó nhanh. Đấy ạ. Còn lại là tí cái mã này nó hơi có chữ, em chốt sao, được không các chị? Đó. Em chốt đấy, cái này, dụ hai cái này nó cùng là kiểu trơn màu này. Em xin phép được gộp chung vào, em chốt cho nó nhanh các chị nhá. Em chốt luôn cho nó nhanh. Giá này 149.000 một chiếc, được chưa ạ? Và em xin phép được mặc tạm một mẫu. Rồi em xin phép được mặc tạm một mẫu này. Em mặc tạm một mẫu, hai cái này là hai mẫu nhá các chị nhá. Hai mẫu, em nói luôn là em tặng, nhưng mà hai mẫu nó gần giống nhau, nó gần na ná giống nhau, được không ạ? Nên là các chị không chọn mẫu, chỉ chọn đầu em thôi. Áo này chị giả cho chị nào này, mượn của chị nào lâu quá rồi này. Đấy, rồi. Đổ này. Đấy, các bạn ấy đang muốn về hết với các chị đây. Rồi ạ, cái này em đang mặc nhá. Chị nào 53 cân, 54 cân đổ về mặc cho em size M, áo phông nhá các chị nhá. Em có màu tím này, nẫn mã luôn các chị nhá. Không chốt lệch mà không chốt theo mã, em chỉ chốt theo màu thôi. 149.000 em chốt đơn. Màu đây ạ, màu tím này. Màu tím này em có một, em có 2M1L. Màu tím có 2M1L nhá. Cái này thì nó hơi kẻ theo một cái này hơi khác một tí xíu này. Đây em giơ cho các chị để các chị nhìn hai mã nó như thế nào. Một mã là như em đang mặc, vào một mã ơi. Không, chuẩn nâu lắm, chốt nâu lắm, bây giờ chị chốt màu thôi. Cứ 149.000 đây nha. Các chị nhìn này, hai mã của em đây, một mã của em nó như thế này. Đây em nói trước này. Một mã của em nó như thế này. Một mã của em nó như thế này. Và em chốt theo màu, không chốt theo, em không chốt theo kiểu, được chưa ạ? Và màu tím này em sẽ nói luôn là em có hai chiếc màu tím size M, một chiếc màu tím size L. Đấy ạ. Và em cứ, các chị nào mà đồng ý chốt, các chị chốt, đúng không ạ? Và em cứ bỏ ra theo màu và theo màu và theo size thôi. Chứ em không thể nào mà em chọn là chị lấy logo này với lại, hoặc là chị lấy logo này nhá các chị nhá. Đấy, hộ em một tí xíu vậy. Đây,
Em đang chốt này, màu tím em có 2M, 1N, size M, tầm 53, 54 cân đổ về mặc M, tầm 58, 59 cân mặc N, 64 cân đổ về em chốt size XL được chưa? Em báo trước như vậy, màu tím em có 2M, 1N, màu trắng em có này, một chiếc size L, một chiếc size XL, màu trắng có một size L, một chiếc size XL, màu xanh cổ vịt có 1M, 1N, hai chiếc size L, màu xanh cổ vịt có 1M, hai chiếc size L, một chiếc size XL, một chiếc size XL. Màu đen em có 1M. Màu đen có 1M, 1L, 1XL. Màu đen có 1M, 1N, 1XM, màu vàng có MN, XL. Có 1M, 2N, 1XL. Đấy ạ. Em có này, đen này, trắng này, xanh cổ vịt này và màu tím. Màu vàng có 4 màu. Chị nào lấy bắt đầu em chốt đơn có MLXL, comment hộ em đúng cú pháp đánh chốt đơn. Lẫn màu nhá, 149.000. Size đánh là MLXL, em đang mặc là size M. Size M 53 54 cân đổ về mặc M, 58 59 cân mặc N, 63 64 cân đổ về mặc cho em XL. Mức giá cho em Nga là 149.000 em chốt đơn. Rồi em bắt đầu em chốt nhá, có 4 màu: trắng, vàng, tím, cổ vịt và đen. Đấy ạ, 1 2 3 4 5 màu, có 5 màu. Đấy ạ, size như em vừa đọc nhá, bắt đầu em chốt ạ. Chị Minh Bình là mờ tím trước ạ. Chị Minh Bình à? Vâng. Mờ tím đúng không? Vâng. Chị Minh Bình mờ tím ok này. Chị Bảo Minh là L tím ạ. Chị là Bảo Minh L tím này, ok này. Chị Thảo Thúy Hà là mờ tím ạ. Chị Thúy Hà mờ tím, vâng. Em hết tím luôn ạ. XL cổ vịt ạ. XL cổ vịt này, XL cổ vịt có một chiếc này. Rồi, chị là vừa màu tím và vừa XL cổ vịt đúng không? Vâng. Em hết tím luôn này, em hết tím luôn, rồi. Em hết tím luôn, hết XL cổ vịt. XL cổ vịt, à xanh cổ vịt bây giờ còn M, L nữa thôi. Màu xanh cổ vịt còn M và L. Tiếp theo đi em. Chị Huế là N trắng ạ. Chị Trịnh Huế à? Vâng. Chị Trịnh Huế L trắng này, ok này. Chị Trịnh Huế L trắng này. Hoàng Huế Hoàng M đen. Chị Hoàng Huế Hoàng M đen à? Vâng. Chị Hoàng Huế Hoàng M đen này. Chị Hoàng Huế Hoàng M đen này. Chị Hoàng Huế Hoàng M đen, ok này. Chị Hoa Phạm đen, chị Hòa Phạm lấy size L nhé, chị Hòa Phạm lấy size L được, chị Hòa Phạm mặc hơi thoải mái tí đi chị Hòa Phạm, em chốt chị Hòa Phạm size L nhé, em sell rồi chị Hòa Phạm lấy L cũng được chị Hòa Phạm, cái này dễ mặc mà chị, size L nhé chị Hòa Phạm nhé, em hết màu đen size M rồi, nên là chị mặc size L đi cũng được. Mai Hoa màu trắng. Chị nào? Mai Hoa màu trắng. L trắng á, à, hết L trắng rồi, bây giờ còn mỗi một chiếc XL trắng thôi. Tu L đen trắng. L đen, XL, size L đen, hết L đen. Bây giờ còn mỗi XL trắng một chiếc, XL đen một chiếc. Bình thường đen, xanh cổ vịt, size N. Đen hết N, nên chốt được cho chị một chiếc màu xanh cổ vịt size L này. Chị Tân Đào là XL đen ạ. XL đen cho chị Tân Đào này. Chị Hoàng Hà mặc trắng XL hơi thoải mái tí đi, chị Hoàng Hà có lấy thì báo em nha. Rồi ạ, chị gì á, chị Tân Đào XL đen ok rồi ạ. À, màu trắng còn một chiếc size XL, màu xanh cổ vịt còn 1M, 1L. Màu vàng mơ còn 1M, 1L, 1XL. Chị Hoàng Dũng là xanh cổ vịt size L. Chị Hoàng Dũng một xanh cổ vịt size L này. Chị Hoàng Dũng một xanh cổ vịt size L này. Chị Võ Huyền My đã chốt được chưa? Thấy chị Võ Huyền My vẫn chưa chốt được. Chị Võ Huyền My em chưa chốt được chứ chị Võ Huyền My rồi chị Võ Huyền My ạ. Màu trắng thì có không có một cái. Màu trắng có một một cái size L em vừa vứt ra rồi cái gì? Một cái dự phòng. Đây có chị nào vừa lấy một cái màu vàng này, chị Phạm Hằng một cái màu vàng size M này. Chị Phạm Hằng một cái màu vàng size M này. Nhìn thấy không? Chị Phạm Hằng ấy. Màu vàng size M. Đấy, chị nào đặc biệt phát là em chốt liền luôn như vậy này. Chị Phạm Hằng một cái màu vàng size M. Bây giờ em chỉ còn như sau thôi ạ. À. Xanh cổ vịt size L, chị Võ Huyền My em không chốt được rồi. Chị Võ Huyền My ơi, em còn mỗi một xanh cổ vịt size M thôi. Xanh cổ vịt em còn mỗi một chiếc size M em đang cầm này. Xanh cổ vịt còn mỗi một chiếc size M. Xanh cổ vịt size M nữa cho chị Minh Bình này. Em nhìn thấy không? Chị Minh Bình một cái xanh cổ vịt size M. Chị Phạm Hằng là một cái màu vàng size M. Chị Võ Huyền My em chưa chốt được. Chị Võ Huyền My ơi, em còn màu vàng được không ạ? Em còn màu vàng. Vàng này vàng mơ nhá, rất đẹp. Màu vàng, hai cái size L, một chiếc size XL. Màu trắng còn một chiếc size XL. Em còn màu trắng một chiếc size XL ạ. Em còn một chiếc màu trắng size XL. Chị nào đây ạ? Màu trắng, chị Hương Trần 58 cân, chị mặc XL được không ạ?
mặc hơi thoải mái tí, nói chung là 58 cân các chị mặc L cũng được, mặc XL cũng được, nói chung hơi thoải mái. Bây giờ em hàng sale rồi em cũng không còn size, tức là không còn size chuẩn của các chị thôi. Nhưng mà thật ra cái áo này các chị mặc hơi thoải mái tí vẫn mặc được. Nói chung là 58 cân thì mặc L cũng được, mặc XL cũng được. Nếu chị chấp nhận mặc thoải mái thì chị báo em. Đấy ạ, bởi vì em không còn đúng size của chị. Đấy ạ, chị Hương Trần đấy thì báo em. Chị Hương Bùi, em một cái nhưng chị Hương Bùi lấy cái màu gì đấy ạ? Chưa có màu. Chưa có màu, chị Hương Bùi ơi, cho em màu đi. Chị Hương Bùi cho em màu đi, em chưa thấy có màu. Bây giờ em chỉ còn như sau nhá các chị. Đây, em còn đúng 4 chiếc này. Chị nào lấy nữa thì các chị báo em này. 149.000. Em còn duy nhất một chiếc màu trắng size XL. Duy nhất một chiếc màu trắng size XL này. Màu vàng mơ em còn 2 chiếc size L và 1 chiếc size XL. Đấy ạ, chị nào lấy ghi lại đúng cho em, đúng cú pháp em chốt đơn 149.000 em chốt đơn nha. 149 giá không phải nghĩ luôn ạ. Chị Hương Trần XL trắng, ok. Chị Hương Trần XL trắng, nói chung là dễ mặc mà. Cái này dễ mặc lắm luôn ý. Cái này dễ mặc lắm, bởi vì bản thân em là em có vai em nhỏ, nhưng mà em mặc M cũng được mà em mặc L cũng được. Thích ôm thì lấy M, à thích thoải mái thì lấy L, kiểu như thế. Đấy ạ, bây giờ em còn mỗi vàng mơ. Rồi em còn mỗi vàng mơ nha, em mặc cái vàng mơ cho các chị nắm màu vàng này. Em còn 2L và 1 chiếc XL. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Comment hộ em. Chúng ta chốt đơn. Hả? Chị Hương Trần XL trắng màu tím size M cho chị nào. NDN vừa xong chị Phạm Hòa đấy. À chị cái gì, chị Hòa Phạm hay sao ấy? Chị Hòa Phạm mà em bảo chị là chị lấy L được không ấy? Chị Hòa Phạm là kiểu người chị Hòa Phạm người ngang ngang em thì chị mặc thoải mái tí chị lấy L được mà. Chị Hòa Phạm lấy L đen nhá, chị Hòa Phạm nhá, vừa xong em chốt. Chị đây mà các bạn nhà em đang hỏi lại đấy. À chưa thấy chị ok nên các bạn ấy còn đang à chị ok rồi. Ok đấy. Đây là em đang mặc L đây các chị này. Em đang mặc L đây này. Cái áo này dễ mặc lắm luôn. Đây em mặc L này các chị thấy này. Nó cực kỳ dễ mặc luôn ạ. Đấy em mặc L này, màu vàng đẹp chua. Các chị chốt đi, thể thao rồi đẹp mắt nhãn luôn ấy ạ. Chị nào lấy chốt đơn nhá. Em còn duy nhất hai vàng size L và một chiếc màu vàng size XL thôi. Đẹp mất ngay có 149.000. Đấy ạ. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Màu tím phai môn cái đai size M nó chốt chị nào đấy. Đây rồi. Ok rồi đúng không? Rồi. Một chiếc màu vàng mơ. Một chiếc màu vàng mơ cho chị Lê Thị Liên, màu vàng mơ size L đúng không? Lê Thị Liên màu vàng mơ size L, ok này. Lê Thị Liên màu vàng mơ size L em chốt đơn. Đấy ạ. Một chiếc màu vàng mơ size L cho chị Lê Thị Liên. Đây ạ, 1m53 59 cân. Thế thì em chốt chị size XL chị Lê Thị Liên ạ. Chị Lê Thị Liên em lấy size XL cho chị nhé, chị Lê Thị Liên nhé. Em chuyển sang XL. XL cho chị Lê Thị Liên. Rồi, em còn hai chiếc màu vàng mơ. Mỗi cái là có một mã đấy, chị nào lấy vào mã nào thì vào mã đấy nhá. Vì em nói rồi, hai cái này em ghép vào cùng một mã. Cho nên là em không phân biệt mã đâu. Đây. Hai cái này vàng mơ. Đấy ạ, mã nào cũng đẹp, mã nào cũng giống nhau, 149.000. Vàng mơ này, đấy. Cái nào họa tiết TB cũng đẹp mà họa tiết cầu nông này cũng rất là xinh, đều là theo hết. Đó. Chị nào lấy phải cái nào thì các chị báo em nhá. Vàng mơ chỉ còn mỗi size L nên em đang mặc nhá. 58 cân các chị đổ về các chị mặc đẹp cho em nhá. Form quá đẹp, 149 nhá. Rồi em qua mã này. Nên tiếp theo cho em mã này này. Mã này nó hòa họa tiết này. Bao nhiêu cái đẹp dành hết cho các chị luôn. Chị Niên ơi, chị 59 cân chị lấy XL đi. Em sợ là chị lấy size L chị mua tặng ai à? Em sợ là hay là đợt này chị xuống cân không ạ? Bởi vì size L em đang mặc cái này em sợ chị nó 59 cân mà vai chị đậm ngực chị đậm nữa là chị không mặc đùa vừa đâu. Chị 59. Chị Võ Huyền My không được. Chị Võ Huyền My nhảy sang mã này đi. Có sai chị không? Chị Võ Huyền My nhảy sang cái này đi. Chị Võ Huyền My ơi. Hả? Cắt hàng là L vàng. Chị nào? Cắt hàng. Chị Phạm Hằng một cái L vàng nữa này. Em hết L vàng. À một cái chị Phạm Hằng một cái L vàng này. Chị Phạm Hằng một cái L vàng này. Vậy nên em còn một chiếc L vàng cuối cùng. Chị Phạm Hằng một cái L vàng. Màu xanh lá nhé. Màu xanh lá để em xem có sai chị không ạ? Chị Võ Huyền My xanh lá. Cây này nhưng mà size XL có được không? Nếu mà XL mà được thì chị em ưu tiên chốt cho chị luôn này. Nhưng cái này là XL. 149.000. Đấy ưu tiên chị rất ưu tiên luôn nhưng mà nó lại size XL nhá. Đấy chị nhòm được luôn mà em ưu tiên đây. Nhưng XL được không? Nói chung hơi thoải mái tí có chấp nhận không ạ? Đây. Ôi đẹp chưa? Rồi cái áo này đẹp chưa? Các chị chuẩn bị chốt nhá. Em đang mặc còn duy nhất một chiếc nên tiếp theo cho em áo này.
Áo này này, màu trắng em có 1M, 1XL. Áo tay em đang cầm nhá. Em đang cầm rồi em mặc này. Cổ nhà em bắt em mặc lên. Không có nhầm mã, rồi em mặc màu vàng đi. Em mặc màu vàng nhá. Rồi đây. Chị Lê Thị Liên thì báo lại nhá. Chị Lê Thị Liên báo lại xem là chị lấy N hay XL, bởi vì chị vẫn còn đang có một cái N. Chị có Huyền Vi là XL xanh lá đấy ạ. Ok, chị có Huyền Vi XL xanh lá. Đấy, còn chị Lê Thị Liên thì hỏi lại xem là lấy L hay XL. Đấy, có một cái vàng, có một L, một XL đấy. Rồi xanh lá cho chị có Huyền Mi luôn này. Cái XL thì có Huyền Mi, rồi bỏ luôn cái mã đấy. Nên là em mã này là M bao nhiêu chứ nhỉ? M bao nhiêu chứ nhỉ? T38 các chị nhá. Màu vàng này, vàng mơ này, em có 1M, 1L này. 1M, 1L này, trắng có 1M, 1XL này. Màu đỏ em có duy nhất một chiếc size XL. Đấy, em có mỗi bằng này trước thôi. Vàng nếu có cho chị luôn. Đây chị Võ Huyền My thêm một vàng L nữa này. Chị Võ Huyền My một xanh size L, một vàng size X, à một xanh XL, một vàng size L nhá. Đấy, xanh chị phải chấp nhận hộ em, bởi vì xanh em không có size của chị, nên xanh này em chốt XL, còn vàng em chốt cho chị size L. Rồi ạ. Màu vàng em còn một cái size M như em đang mặc này. 54 cân đổ về em chốt đơn. Màu đỏ em còn một chiếc size XL. Trắng còn 1M, 1XL, còn 4 chiếc ạ. Vàng còn một chiếc size M. Đỏ còn một chiếc size XL, trắng còn 1M còn và một chiếc XL. 149.000, view em là T38 à, đúng không? T38 các chị nhá, T38. T38 cho chị màu trắng cho chị màu trắng cho chị gì đây? Chị Minh Bình màu trắng size M trước này. Chị Minh Bình màu trắng size M em chốt đơn này. Chị Phạm Hằng màu trắng ở chế độ dự phòng của em mất rồi. Chị Ly Nguyễn màu đỏ size chị Ly Nguyễn lấy XL màu gì đấy ạ? Chị Niên Phan cho XL đỏ này. Chị Niên Phan lấy XL đỏ này. Chị Niên Phan lấy tận XL cả. Chị Niên Phan 54 cân đúng không? Chị Niên Phan 54 cân lấy tận XL đỏ cơ chị, hay là chị mua tặng đấy ạ? Nói chung là rộng nhá chị Niên Phan nhá, chất lượng rộng thì báo em nhá. XL đỏ. Chị Ly Nguyễn là XL đỏ à? Chị Niên Phan là XL trắng đỏ. Em chốt cho chị Ly Nguyễn là màu đỏ cho XL đã này. Màu đỏ cho chị Ni Nguyễn cho XL này. Màu trắng em chốt cho chị Niên Phan cho XL. Nhưng em nói luôn là chị Niên Phan XL trắng chắc chắn mặc rộng nhá. Và chấp nhận được em nhá. Mà em chốt. Bây giờ em còn mỗi một chiếc màu vàng nữa. Chị ok thì chị báo em. Đấy. Bởi vì là chị Ni Nguyễn chỉ sai chuẩn. Em chốt cho chị Ni Nguyễn một chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng cho chị Niên Phan đi. Đấy ạ. Còn chị Nguyễn Thị Hảo trắng XL chế độ dự phòng của em nhá. Chị Phương Chu XL đỏ chế độ dự phòng của em mất rồi. Chị Niên Phan T38. Đấy ạ, chị Niên Phan lấy XL trắng thì ok lại dùng em nhá. Mặc là phải chấp nhận rộng nhá. Chị Giật là Hoàng Bảo là màu vàng size M đúng không? Màu vàng size M đúng không? À, về chip vào cũng được mặc đúng rồi. Chị Võ Huyền My chuẩn đấy ạ. Vì nó rẻ cho nên là về các chị hơi rộng, các chị mặc nó, các chị về các chị chít vào tí cũng được. Còn nếu không các chị mặc nó kiểu hơi thoải mái tí nó cũng xinh mà. Thật ra cái áo này rất là dễ mua. Không mua phí nóng, chuẩn luôn. Chị nào? Chị Niên Phan có lấy XL đỏ hả? Ờ, thế thì chị Niên Phan chốt. Nhưng mà chị Ni Nguyễn chốt đầu tiên, sau đó đến chị Niên Phan. Cho nên là chị mới chốt cho chị Ni Nguyễn size XL. Còn chỉ chốt được một chiếc trắng cho chị Niên Phan thôi. Vì chị Ni Nguyễn là chị comment XL đầu tiên ấy. Đấy, cho nên là chị mới chốt. Đấy, tròn lại trắng thì chị chốt cho chị Niên Phan. Em chốt chị Niên Phan được một chiếc màu trắng. Còn một chiếc màu vàng này em chốt cho chị gì đây này. Đấy á. Chị Hương Bùi màu vàng size L chế độ dự phòng của em mất rồi. Đây ạ, tiếp theo này. Tiếp theo của em đúng là hôm nay không mua quá phí luôn. Em nói thật sự. Ôi trời ơi. Cái này có đúng một chiếc. Cái này có đúng một chiếc. Màu gì đây? Nói thật sự cái này có đúng một chiếc. Cái này có đúng một chiếc này các chị. Em mở màu vàng còn. Màu vàng đây có một chiếc đây này. Trần Thơm. Chị không, vừa xong có một chị gì ở phía trên ý. Chị ghi nhưng mà chị không ghi rõ. Chị Giật nào Hoàng Bảo ấy. Chị Giật nào Hoàng Bảo có phải đúng sai chị không mà khách cũ không? Khách mới. Chị Giật nào Hoàng Bảo khách mới mà không cho em số cân nặng mà không cho em ấy. Thì thôi em chốt luôn cho chị Trần Thơm. Em đỡ đau đầu. Tại vì chị
50 cân ạ. À chị 50 cân, ok, thế chị giặt nào Hoàng Bảo? Em cho chị giặt nào Hoàng Bảo màu vàng. Ok ạ, chị 50 cân chuẩn luôn. Không phải nhé, tại vì chị không cho em số điện thoại, nhưng các bạn đã tìm ra chị là khách cũ rồi. Ok, chị giặt nào Hoàng Bảo, em chốt đơn luôn cho chị giặt nào Hoàng Bảo. Cái áo này nhá, là cái cuối cùng. Em chốt chị giặt nào Hoàng Bảo này, em hết luôn này. Tiếp theo của em này. Trời ơi, có một chiếc đẹp mỹ man luôn mà có mỗi một chiếc. Mỗi một chiếc chốt cho chị là 58 cân ạ. 58 cân đổ về, các chị chốt đơn cho em ạ. Nói chung là 50 cân cũng mặc được. Nói chung chị nào cứ 50 cân đến 58 cân thì chốt đơn cho em ra đi. Cái này có phải đúng là size L không nhỉ? Cái này đúng size L. Cái này em mặc là size L. Em chốt từ 50 đến 58 cân đi cho nó dễ nhá. Chị nào lấy thì chốt đơn này. Em tặng các chị này 139.000 được chưa ạ? Có một chiếc thôi nên tặng luôn là 139.000. Chị nào lấy ghi hộ em là T39. T39 các chị nhá. T39 chốt cho chị nào đi. T39. Chị Phạm Hằng em chốt chị Phạm Hằng rồi, ok. Em chốt chị Phạm Hằng T39 có một chiếc T39 rồi. Đây em chốt tiếp này. Em chốt tiếp T39 đây, em chốt đồng luôn này. Không có mũ, không có này, em chốt này, toàn váy đẹp đi nha. T39 em chốt chị Phạm Hằng, ok. Rồi, tiếp theo của em. Đây ạ, à, ghi hộ em này. Ghi hộ em T40 nha. T40 cũng 139.000, em chốt đơn này. Em có này, màu hồng, duy nhất một chiếc size M, một chiếc màu hồng size XL, một chiếc màu vàng size L, một chiếc màu vàng size L, một chiếc màu xanh size 2XL. Chị nào lấy ghi hộ em là T bao nhiêu nhỉ? T40 ạ. T40 các chị nhá, T40 là cái áo màu em đang mặc đây này, à cái áo tay em cầm này. Hồng có một chiếc size M, một chiếc size XL. Hồng có một M, một XL, màu xanh. Màu xanh có đúng không nhỉ? Màu xanh khác mã các chị ạ, màu xanh không phải mã của nó. Em nhầm, có mỗi 3 chiếc thôi. Em có mỗi 3 chiếc thôi, màu vàng có một chiếc size L, màu hồng có một M và một XL. Size M chị nào 53 cân, 54 cân đổ về mặc M. Nói chung là 53 cân mặc M, từ 54 cân cho đến 57, 58 cân mặc L và tầm 63 cân mặc cho em áo này cho XL. Em có mỗi 3 chiếc 139.000. Chị nào lấy ghi hộ em là T40 ạ. Chị Nguyễn Oanh size M màu hồng này. Chị Nguyễn Oanh size M màu hồng này. T40, chị Nguyễn Oanh size M màu hồng. Còn một chiếc màu hồng size XL, một chiếc màu vàng size L. 139.000. Màu Phan màu hồng size L. Màu hồng không có L, chỉ có màu vàng có L và màu hồng size XL thôi. Hồng em có L, các chị chốt cho em đúng size đi ạ. Vàng, chị nào lấy vàng size L, chấp nhận mặc thoải mái nhá. Thì các chị, nếu mà chết, ấy chị nào mà trên size của các chị ấy không đúng size, bởi vì ví dụ như chị Phạm Hằng là thường chỉ mặc M thôi. Nhưng mà chị chốt trên size của chị thì chị nhớ ghi hộ em là size L vào đấy. Thì có nghĩa là em biết là chị đang chấp nhận size rộng. Đấy ạ, thì em sẽ chốt liền luôn. Còn nếu không thì em sẽ chốt đúng size. Chị Nguyễn Hương là size gì? L vàng. L vàng cho chị Nguyễn Hương. Đấy, em chốt như vậy cho dễ ạ. Màu hồng em còn một chiếc size XL ạ. Hồng còn một chiếc size XL. Hồng còn một chiếc size XL. Hồng còn một XL. Cái màu xanh này này, chốt cho chị Hoàng Huyền bánh tét. Nhưng mà chị Hoàng Huyền bánh tét nhá, cái màu xanh này 2XL, nó là mã này nhá chị nhá. Em còn duy nhất một chiếc màu hồng size XL thôi ạ. Chị Hoàng Huyền bánh tét cái này size 2XL đây. Nếu mà chị lấy nó là hình này, chị lấy thì chị ok dùm em này. Chị lấy thì chị ok dùm em một chiếc này. Chị ok dùm em một cái thì em chốt cho chị luôn, bởi vì nó là hình hơi khác. Em vừa bị lẫn nó vào đấy. Đấy ạ, cho nên là chị Hoàng Huyền bánh tét ok thì báo em nhé. Có một chiếc này size 2XL thôi. Chị Hoàng Huyền bánh tét ok. Có một chiếc duy nhất size 2XL lẫn vào đây, tầm 67 có 8 cân là chị vừa phải nhá. Hoàng Huyền bánh tét, em còn một chiếc màu hồng size XL. Màu hồng. Tâm Phạm, Tâm Phạm màu hồng XL. Chị Tâm Phạm à? Dạ. Chị Tâm Phạm màu hồng XL, em chốt đơn. Em hết luôn nha. Chị Tâm Phạm là XL là hơi thoải mái tí chị Tâm Phạm nhá. Ok thì báo em. Chị Tâm Phạm là màu hồng. Nói chung là các chị nào mà mặc trên size các chị thoải mái hơn tí, các chị cứ ghi đánh size vào đấy cho em cái để em chốt cho nó chuẩn.
Rồi một chiếc duy nhất này. Size này là size M cho chị nào khoảng tầm 56 57 cân em chốt đơn này. 56 57 cân em chốt đơn. Từ 50 cân cho đến 56 57 cân em chốt đơn áo này 139.000 em chốt đơn duy nhất một cái. Cái này siêu đẹp luôn, nơ của em. Hoa của em nha các chị này. Rất là xinh. Một chiếc duy nhất 139.000 em chốt đơn. Nên hộ em mã là T40 ạ. T41. Cái ngang mặt còn không em hết rồi chị Hương Trần ơi. Đấy ạ, màu hồng size XL chị mấy 57 cân. Nói chung 57 cân các chị đều mặc được mà. Những cái áo này đây này, em mặc M cũng được mà em mặc N đây. Ví dụ như các chị mà 57 cân nhá. Đây này em tư vấn những cái áo này một chút xíu nhá. Đây này em đang mặc N này. Em mặc M cũng được mà em mặc N thì nó hơi thoải mái như này. Thì những chị nào mà 57 cân bình thường các chị mặc size L thôi. Nhưng mà các chị mặc XL thì giống như em đang mặc size L như thế này. Đấy, các chị chấp nhận được cái việc các chị mặc hơi thoải mái một chút xíu. Bởi vì em sale tặng mất rồi. Cho nên là các chị chấp nhận được thì các chị nhớ chốt ở phía sau và ghi rõ size hộ em như vậy. Đây, cái này là T41, chị nào lấy chốt đơn 139. T41 có một chiếc thôi. T41 em chốt chị Phương Chu này. Từ bây giờ có 2 người sinh than của chị chị hồ hai nó sinh than có một chị cái gì chị Hoàng gì đấy em vừa đưa đấy à em, anh bảo trên kia ok cái này chị đồng ý lấy đây chị Hoàng Hà bánh tét gì ấy. chị gì chị Hoàng Hà bánh tét gì à, chị gì bánh tét đi chị quay mất comment của chị rồi đây chị Hoàng Hà bánh tét rồi đấy màu trắng chốt cho chị gì đấy vừa đọc màu trắng chốt cho chị nào đấy chị Phương Chu ok màu trắng đấy chốt chị Phương Chu vừa luôn rồi lại tiếp theo này mặt ngày chiếc nữa các chị nhá yên tâm luôn đấy hôm nay em chơi cực lớn với các chị luôn rồi ấy rồi ạ à. Em mặc màu đỏ đi cái này cho em xin phép em mặc màu đỏ đi nha đây em mặc size M này đó em mặc màu đỏ nhá chờ em tí xíu em mặc lên màu cho nó khác áo với đã để em giả áo này cho các chị ấy. Đúng là chơi cuối tháng luôn đúng không? Nay em chơi lớn thế này mà nhiều chị mà không mua được thì thực sự là buồn. Cái này size L của một cái áo này của ai? Mã trước. Đây, 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 đổi ra đây. Đổi đây nhá. Rồi, đây size M. Rồi, áo em đang mặc đây. Được chưa ạ? 139.000 em báo giá luôn, em đang mặc M này. Chị nào khoảng tầm chốt thoải mái các chị nhá, em cứ mặc chốt thoải mái đi, 53, 54 cân vẫn mặc được thì em cứ chốt đi ạ. 53 cân chốt đơn cho em nha, size M. 53 chốt cân, 53 cân chốt đơn cho em size M từ trên 54 cân cho đến tầm 58 cân chốt đơn cho em size L, 63 cân chốt đơn cho em size XL nhá. Em chốt giảm đi 1 cân cho nó an toàn. Đấy, em đi hàng sale rồi. Nên là màu đỏ này. Màu đỏ em đang mặc em có đúng 1 dây, 1 M, 1 L, 1 XL, 63 cân đổ về các chị chốt đơn. Màu đỏ có 1 M, 1 L, 1 XL được chưa ạ? Màu đỏ có 1 M, 1 L, 1 XL. Màu đen em có 1 chiếc size M, 1 chiếc size XL. Màu xanh cây có 1 L. Màu xanh cây có 1 L, 1 XL. Màu xanh cây có 1 L, 1 XL. Đen có 1 M, 1 XL. Xanh cây có 1 L, 1 XL. Màu hồng có 1 chiếc size XL. Màu hồng có 1 M, 1 XL. Hồng có 1 M, 1 XL. Xanh cây có 1 L, 1 XL. Đen có 1 M, 1 XL. Đỏ có 1 dây, 1 M, 1 L, 1 XL. Màu vàng mơ có duy nhất 1 chiếc size XL. Rồi, em có tổng tất cả là 5 màu tất cả. Các chị nào lấy nhiều em là T42. T42 ạ, 139.000 em chốt đơn. T42 139, 139.000. Rẻ như cho đi tặng chẳng bao giờ có. Đấy ạ. Em nhập táo không có. Em nói thật sự bây giờ không ai bán được như này. Nếu không phải là tặng. Các chị mua buôn không bao giờ buôn được. Đấy ạ. Chị Trịnh Huế là gì? Chị Trịnh Huế màu gì? Hả? Xanh nờ. Xanh nờ cho chị Trịnh Huế này. Rồi. Xanh nờ cho chị Trịnh Huế này. Xong. Chị Trịnh Huế xanh nờ. Một chiếc. Tiếp tục. Chị Nguyễn Hương xanh nờ. Xanh nờ có mỗi chiếc. Xanh bây giờ còn XL thôi. Nếu Thảo không có màu của chị Minh Bình màu vàng. Chị Minh Bình màu vàng. Em cứ đọc chị nào mà có màu ấy. Em ưu tiên trước. Màu vàng nhưng mà màu vàng chỉ có mỗi một chiếc xe XL không có. Chị đọc nhá, chị đọc đi. Size L màu đen cho chị Phạm Hằng là có này. À, size chị Phạm Hằng lấy M màu đen có chị Phạm Hằng ạ. À.
Chị Phạm Hằng ơi, em có mờ màu đen, chị Phạm Hằng lấy mờ đen không ạ? Mờ đen là bằng size của chị đấy, nhưng mà em không biết là chị có lấy hay là chị nghe nhầm là chữ màu đen em có L và XL, màu đen em có M và XN. Cho nên nếu chị Phạm Hằng mà vẫn lấy cho chị mặc thì em chốt được cho chị size M nhá, nên em để lại ngoài đây. Đấy. Thúy Hà màu hồng. Chị Thúy Hà màu hồng size M này, đúng size này, chốt liền này. Màu hồng size M cho chị Thúy Hà này. Thì màu xanh không còn L ạ, màu vàng em không có M, màu vàng em có XL. Màu hồng bây giờ có XL, màu xanh có XL, đen có XL, trời ơi con toàn XL thôi. Có mỗi màu đỏ này em có một dây. Nói chung là màu đen này, màu vàng này, màu hồng, màu xanh bây giờ em còn toàn XL cho chị nào từ trên 58 cân cho đến 63 cân em chốt đơn. Duy có mỗi màu đỏ này em có 1M, 1L, 1XL. Còn màu đen này có một chiếc màu đen size M em đang chờ chị Phạm Hằng báo lại. Chị Hương Trần N đỏ. Chị không có L. À, N, N đỏ có 1m57-58 cân. Rồi, chị Hương Trần đúng không? N đỏ cho chị Hương Trần, ok. Chị Hương Trần L đỏ. À, chị Phạm Hằng mua hộ cho nên không có rồi. Chị Phạm Trần chị Hương. Nguyễn Oanh M đỏ. Chị Nguyễn Anh M đỏ. Chị Nguyễn Anh M đỏ, vậy thì em vẫn còn M đen nhá. Chị Phạm Hằng mua hộ nên không có, nên là em không chốt được mất rồi chị Phạm Hằng ơi. Không còn chị sai. Chị Nguyễn Thị Mến XN đen này. Chị Nguyễn Thị Mến XN đen. Màu đỏ em đang mặc. Chị Liên Phan chốt sâu mà chị Liên Phan. Áo kẻ bên cạnh đây chờ tí ạ. Có, em có lên. Cái này có lên. Cái này còn toàn size M đấy. Tí em có lên. Có lên chị nhá. Chị Minh Bình màu đen size M em chốt đơn. Rồi ạ, bây giờ em chỉ còn toàn bộ là size XL. Chị Niên Phan có lấy XL không? Bởi vì em có làm gì có size L của chị đâu. Chị có mặc XL không thì chị báo em thôi, chứ còn bây giờ em làm gì có size L đâu. Nên là em có làm gì có size của chị đâu mà em chốt được. Em có mỗi một chiếc size màu đỏ size L thì chị không chốt được vào nó, bởi vì là chị có chốt size đấy đâu. Bây giờ em chỉ còn màu hồng một chiếc size XL, màu xanh một chiếc size XL, màu đỏ một chiếc size XL và màu vàng mơ một chiếc size XL. 4 chiếc đều ship XL. Lê Thị Liên đỏ XL. Chị Lê Thị Liên đỏ XL này. Chị Lê Thị Liên đỏ XL này, em chốt đơn này. Chị Nguyễn Mến đỏ màu hồng XL. Chị Nguyễn Mến màu hồng size XL này. Chị Nguyễn Mến màu hồng size XL này. Bây giờ em còn một chiếc màu xanh và một chiếc màu vàng size XL. Một xanh một vàng size XL thôi ạ. Em còn mỗi một vàng một xanh size XL. Chị Liên Phan là đỏ xanh XL. Chị Nguyễn Mến, chị Liên Phan hay đỏ hết XL nên em chốt cho chị một xanh size XL nha. Xanh size XL. Chị Liên Phan mặc phải rộng đấy nha, chị Liên Phan nha, chấp nhận mặc rộng hộ em. Không chốt cho chị màu đen, mờ đen là chị Mộc Nam comment ở phía sau mất rồi. Chị Nguyễn Hằng cũng comment ở phía sau rồi. Bây giờ em còn mỗi một chiếc màu vàng mơ size XL thôi. Em còn mỗi một vàng mơ size XL nhá chị nhá. Một chiếc màu vàng mơ size XL rồi. Đây ạ, áo kẻ đây. Áo kẻ đây ạ. Cái này em còn toàn size M. Áo kẻ này còn toàn size M các chị nha. Chốt luôn với mức giá này. Em còn toàn size M. Mỗi màu em còn một chiếc size M. Mỗi màu một chiếc size M. Liên Phan lấy một vàng, thế là không lấy xanh. Chị Liên Phan là lấy vàng hay lấy xanh đấy ạ? Đây chị Liên Phan thấy kia là siêu chị T42 đỏ xanh XL đây đây. Bây giờ chị cân nhắc chị vừa nói là một xanh một vàng, nhưng chị bảo chị chốt màu xanh thôi. Bây giờ chị lại comment là một vàng. À tức là chị không lấy, chị lấy màu vàng size XL chứ không lấy xanh nữa đúng không chị Liên Phan? Vừa xong em chốt được cho chị một chiếc màu xanh size XL, bây giờ chị lấy vàng size XL là chị lấy cả chị ghi chữ cả vàng. Thế là một vàng một xanh. Vàng và một xanh size XL, tức là màu đỏ chị không được thì chị sang lấy sang vàng. Ok. Vâng đúng rồi, không có size của chị, đẹp lắm nhưng không có size của chị. Đẹp lắm nhưng không có size của các chị. Rồi ạ. Em tặng các chị yên tâm luôn ạ. Tiếp theo hộ em nha. Cái này mỗi cái em có một chiếc size M cho chị nào 54 cân này. 54 cân đổ về nha các chị, chốt đơn hộ em. Chị Nguyễn Mến là 57 cân mà XL là hơi thoải mái đấy. Chị Nguyễn Mến là 57 cân. Nói chung em nói rồi, cái áo này em tặng. Và các chị biết là em từ nãy giờ em nói ra giả là không chính, không nếu không đúng sai các chị, thì các chị phải nhớ comment cho em thêm chữ XL đằng sau. Ví dụ như đấy thì em mới chốt nha, không bởi vì em tặng rồi em không, sau khi đi đơn xong các chị lại cứ về các bảo Nga ơi chị mặc ơi bị rộng lắm nhá. Em nói luôn là rộng. Ví dụ như chị Niên Phan này là chị 54 cân đúng không nhỉ? 54 cân.
chị nên pha là 54 cân. Chị chỉ mặc M hoặc L thôi mà chị chốt đến tận XL là chắc chắn rộng, đúng không ạ? Chắc chắn rộng. Rộng như thế nào để em mặc cái size XL cho một chút xíu, mặc dù em biết là muộn lắm rồi nhưng em cũng vẫn phải xin phép. Để những chị nào mà 57 cân thì các chị biết đây em đang mặc M nha. Cho em mượn một cái size XL đi, em mặc chui luôn cái size XL này. Cho em mượn một cái size XL đi ạ. Nột hộ em phát. Vì size XL là sẽ, em sẽ chốt từ 58 cân cho đến 63 cân, đúng không ạ? Cho nên đương nhiên 54 cân là mặc sẽ bị rộng. Đấy ạ, mà đấy ví dụ như vậy nhá, để đến lúc mà nhà em chốt rồi, em nói ra giả rồi ạ, đấy. Đến khi em chốt xong đi đơn rồi các chị này, lúc đấy khi mà các chị nhận hàng các chị lại bảo là Nga ơi chị rộng lắm chị không nhận đâu đó. Em nói thật sự đương nhiên lúc đấy các chị, lúc đấy các chị không trách em. Nếu nhà em bảo về này thế thì lần sau em không bao giờ em chốt cho chị nữa, lần sau các chị phải chuyển khoản cho em mới đi đơn. Lúc đấy các chị không bao giờ được trách em, đúng không ạ? Bởi vì em nói rất là rõ rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Lúc đấy các chị đừng bảo là Nga ơi sao Nga khó tính thế hay Nga gì thế, đúng không ạ? Đây ví dụ đây ạ, em mặc đây ạ, ví dụ như em mặc hàng đồng hai áo nha. Đây các chị nhìn hộ em, ai mà 54 cân là sẽ mặc rộng như em đang mặc đấy, đó được chưa ạ? Đó vẫn mặc được, vẫn nhìn được nhưng nó rộng hơn so với lại của các chị đó. Đây nha các chị nha, em mặc lồng hai áo rồi được chưa ạ? Đây là size XL đấy ạ, 63 cân cũng mặc được và 54 cân cũng mặc được như vậy đấy. Là các chị kiểu mặc dáng kiểu suông suông ấy, đấy là các chị vẫn mặc phong cách suông, nhưng mà bởi vì các chị chốt lệch hơn hai size nên em vẫn phải nói qua một tí xíu để cho chị em mình đỡ mất lòng nhau, đúng không ạ? Được cái là mua sale nhưng mà đỡ mất lòng nhau, đúng không ạ? Rồi, bây giờ em tiếp theo nha. Áo này này, em xin phép được tặng luôn bằng áo em đang bán luôn, à em đang mặc luôn được chưa? 139.000. Nên đơn dùng cho em áo này 139.000 có cổ nha. Mỗi cái có một chiếc size M thôi. Size M cho chị là 54 cân đổ về em chốt đơn. Nên em chốt tất cả đều size M. Em có một chiếc này em gọi nó là màu gì nhỉ? Màu này em gọi nó là màu không không, nó hai màu giống nhau. Màu này em gọi nó là màu hồng này. Nó hơi giống nhau đấy. Mã là T bao nhiêu nhỉ? Em chốt một cái một thôi. Em chốt từng một cái một đó. Rồi em chốt từng cái một nhá. Chốt cái đấy thôi, chốt à cái này cho chốt cuối cùng đi. Rồi cái này hai cái này. Thôi em chốt hai cái này trước, hạn ba cái này trước nha. Một cái kẻ đen này, một cái kẻ nâu này, một cái kẻ này em gọi nó là, nó không phải là đỏ đâu nhá, nhưng em gọi nó là đỏ đi. Nó gọi là kiểu đỏ đất đi. Đỏ đất nhá các chị nhá, kẻ đỏ đất được chưa ạ? Nó là kẻ đỏ đất. À, em chốt T44 đúng không? À T43. 54 cân đổ về em chốt đơn 139.000 cho em nha. Em chỉ còn size M thôi. Một cái là đỏ đất này, một cái là kẻ nâu này, một cái là kẻ đen này. Thế ạ, comment hộ em T43 em chốt đơn. Chị Nguyễn Oanh đỏ M. Đây ạ, chị Nguyễn Oanh đúng không? Một cái cho chị Nguyễn Oanh này. Cân nãy chị Tuệ Thơm, cân nãy chị Tuệ Thơm bảo là dành cho chị một cái mà không biết là chị Tuệ Thơm lấy màu gì đấy chị Tuệ Thơm. Nguyễn Hàng là M đen á. Nguyễn Hàng M đen này. Nguyễn Hàng M đen này. Nguyễn Hàng M đen này. Em còn một cái màu nâu. Em còn cái màu nâu ạ. Em còn cái màu nâu. Em còn một cái màu nâu ạ. Size M thôi các chị nhá. Em còn một cái màu nâu. Một cái màu nâu. Kẻ nâu cho chị Hoàng Linh đúng không? Kẻ nâu cho chị Hoàng Linh này. Ok, kẻ nâu cho chị Hoàng Linh 139.000. Rồi ạ. Đấy là T43 nhá. Chị Ninh Nguyễn không vừa. Nhưng Nguyễn không vừa, cái này chỉ tầm 54 cân ạ. À. Em chốt 54 cân đổ về thôi. Cái này cho em Nga là kẻ hồng này. Cái này cho em Nga là kẻ hồng nhá các chị nhá. Cái này là kẻ hồng. Và cái này của em Nga em gọi nó là kẻ vàng. Em gọi nó là kẻ vàng đi. Cái này là vàng đất ấy. Cái này là vàng đất chứ không phải là nâu. Đấy ạ, cái này lên của em là T44. Nó T43 với T44 nó giống nhau đấy. Nhưng mà màu nó hơi non lá nên em phải cách nó ra một tí xíu. Đây, 139.000. Quá đẹp luôn. Đây chị nào mua cũng sướng. Hôm nay gọi là đại tiệc sale cuối năm. Sau ngày sau tối nay chị em mình bị mất trí nhớ hết nhá các chị nhá. Các chị phải mất trí nhớ thì em mới bán. Không mất trí nhớ là chết luôn em. Đấy ạ. T44 ạ. T44 này, một chiếc là kẻ này của em gọi nó là kẻ vàng, vàng nâu ấy, vàng nâu các chị nhá. Vàng đất ấy. Một chiếc kẻ vàng đất và một chiếc kẻ hồng. Một chiếc kẻ hồng. Cái này chị Trần Thơm. Nãy chị Trần Thơm dặn đấy nhưng mà em không biết là chị Trần Thơm còn đây không? Hay chị Trần Thơm đi ngủ mất rồi? Đấy T44 kẻ hồng cho chị T44 cho chị Phương Chu là kẻ vàng này. Được chưa? Và chị Dương Dương là kẻ hồng này hết luôn. Chị mặc bó tí không được à? Đúng rồi chị mặc bó quá không được chị ạ. Mặc bó quá nó phí đi chị ơi. Dạ. Túi đây T44. Đây túi đây.
Ok ạ, tiếp theo của em nha. Tiếp theo của em này. Cái này là cái gì rồi, cái này thôi rồi, cái này em cũng tặng nốt này. Nó đẹp ngất ngây luôn, em không biết là cái gì. Cái này nó có kèm thắt lưng. Ôi xinh chua các chị. Áo xinh chua các chị ơi. Em chỉ còn size gì đây. Em có màu trắng. Màu trắng size S, màu nâu size S cho chị nào 54-55 cân đổ về em chốt đơn. Mặc thoải, mặc rộng thì được. Các chị ạ, à, áo mà mặc thụng một tí thì được. Mặc thoải mái tí thì được. Nhưng mà ôm một tí thì mặc nó khó chịu. Chị Nhi Nguyễn ạ, cho nên mình chị có thể mặc thoải mặc. Ví dụ như áo về các chị mua rộng một tí các chị về bóp được. Nhưng mà mua chật về là các chị không mặc được, mà các chị không lấy được. Cho nên là không nên lấy chật. Mà nên lấy đúng size hoặc hơi rộng size cho so với mình một tí. Các chị mua đồ các chị để ý như vậy. Bởi vì bóp vào còn được chứ nới ra là không nới được. Đấy ạ. Đấy ạ các chị nhá. Rồi. Rồi chị nào muốn mua được áo này này, em tặng các chị nhá. Áo này là áo cánh tiên của em. Nói chung đây ạ. Các chị nhìn của em nhá. Cái này các chị không bao giờ sợ hở lách được chưa. Em phải rơi như này vì các chị không bao giờ sợ hở lách luôn. Đây. Đấy ạ. Chất tay của nó là tay cánh tiên. Nhưng mà cánh tiên này tay của nó tay thô. Hàng là hàng cao cấp. Nhận hàng không phải nghĩ luôn này. Em tặng các chị 150.000. Em có duy nhất một chiếc màu trắng. Màu trắng size S và màu nâu size S. Chị nào lấy thì chốt đơn của em. 55 cân đổ về em chốt đơn. 54-55 cân đổ về em chốt đơn. Có một chiếc màu trắng và một chiếc màu nâu. Mức giá cho em nghe em tặng là 150.000. 150.000 view em là T45. T45 ạ. T45 các chị nhá. T45. T45. Quần giả váy đi Nga. Quần giả váy rồi chờ tí xíu sau cái này. Cái này nó có kèm tang đấy các chị nhá. Cái này của em Nga có kèm tang này. Cái này hàng của em có kèm tang đây này. Có một cái tang xinh như này này. Nó có một cái tang xinh như này các chị nhá. Nó có một cái tang xinh như này. Đấy ạ. Chị nào lấy ghi hộ em là T45. Em chút đơn rồi. Quần giả váy. Em theo ý kiến chị luôn này. Quần short giả váy. Chờ em tí xíu quần short giả váy. Thúy Hà T45 trắng ạ. Ok chị Thúy Hà T45 trắng em chốt đơn này. Chị Nguyễn Hằng màu nâu ạ. T45 ạ. Ok rồi. Hai cái hết luôn này. Một trắng một nâu em chốt cho hai chị rồi. Em hết luôn này. Chị Thúy Hà trắng này. Chị gì nâu đấy. Rồi có một chiếc này chốt liền đã. Chị này chị nào mà nặng cân này. Áo này siêu đẹp của em Nga. Áo này á, hàng QC á các chị nhá. Áo này của em Nga hàng hãng này. Hãng này siêu thích luôn. Chất mát nịnh tim các chị mặc nha. Toàn bộ nó là kiểu chị nào mà hay mặc phông polo ấy. Mặc phông polo cho em nhá. Đây chất của nó này siêu đẹp luôn. Đấy, mỗi tội form của nó là form free size, form to thôi. Chị nào cứ khoảng tầm. Chị nào mà khoảng tầm chị nào mà thích mặc kiểu mặc theo phong cách kiểu mặc thoải mái ấy, free size ấy thì các chị sẽ mặc rất là thích. Còn nếu không các chị chốt cho em khoảng tầm 65 cân. Đấy, chị nào đây này, chị nào mà thích mặc thoải mái. Còn nếu không các chị cứ chốt cho em khoảng tầm. Đây nha, em mặc này nó rất là rộng. Chị nào khoảng tầm từ 60 cân cho đến 65 cân thì các chị mặc thoải mái cho em nha. Còn chị nào mà thích mặc kiểu nói chung cứ chốt cho em từ 60 đến 65 cân đi. Đấy ạ, 59 cân thì chấp nhận mặc hơi thoải mái hộ em tí xíu. Em tặng các chị áo này 199.000. Rẻ như tặng luôn. Đúng là tặng luôn, 199.000. Hàng của hãng QC. Chất của nó rất là mát. Nói chung là em này thì siêu mát. T46 nhá. T46 siêu mát hộ em. T46 duy nhất một chiếc. T46 T46 dùm em. Muộn quá không em ơi. Chúng ta T46 á. T46 nhá các chị nhá. Từ 60 cho đến T46 chị nào lấy nhanh tay 199.000 T46 ạ. Hôm em nghỉ muộn đấy. Vâng, hôm nay em đấy hôm nay tặng. Hôm nay chủ yếu là tặng các chị nhiều nên là em đang bảo thôi đến cuối tháng em tặng. À hay nếu mà rồi thêm ngày mai nữa nhà em đang bảo. Rồi đây đây chờ em tí xíu để em vét nốt cái kia xong rồi em lên nốt cái kia một mai mấy cái mã quần giả váy nhá các chị nhá, quần short váy jean. Em tặng nốt các chị, còn lại là còn gì nữa thì hẹn các chị ngày mai được không ạ? Ngày mai. Ok, chị Hoàng Nghĩa T46 này. Có 3 cân quá vừa luôn, quá đẹp luôn ý. Mặc mát mịn tim luôn. Cái này chất mát mịn tim luôn. Em nói thật sự, chất của nó xịn cực kỳ luôn ý. Chất này. Các chị về nhìn toàn lỗ thoáng thôi. Xuống vô cùng, hàng của QC mà. Hàng hãng luôn ý. Cái hàng hãng mà thường hàng hãng bao giờ nó cũng đắt. Vì QC của nó là cái hàng này các chị sẽ thấy là túi hãng và nói chung là chất cực kỳ mát. Form em nói thật sự là không phải nghĩ luôn.
Hôm sau cái này còn áo của ấy này, áo của Jacoco còn này. Jacoco còn sót hai cái này em tặng nốt luôn này. Jacoco nhá, chị nào lấy áo này này, chị nào lấy áo này 65 cân em chốt đơn này. Form này form to M nhưng mà 65 cân em chốt đơn nhá. Hàng này giống như mà mặc áo giấu quần giùm em. Cái này mặc giống như giấu quần giùm em nhá, 199.000. Chị nào lấy chốt đơn hộ em hàng của Jacoco. Jacoco ạ, cái này là cái này hàng giấu quần nhá các chị nhá. Đây này, mặc như giấu quần 65 cân đổ với em chốt đơn. Đây ạ. Chị nào lấy cái hộ em hàng dáng giấu quần, đây ạ. Mặc như thế này giùm em. Comment hộ em đúng cú pháp chốt đơn giùm em. Áo này là T47 đi ạ. T47 nhá, 199.000, hàng của Jacoco mắt đỉnh điểm luôn rồi. Chị nào từ 60 đến 65 cân em chốt đơn. Chị nào từ 60 đến 65 cân em chốt đơn. Nói chung là size M nhưng mà form của nó là form mặc kiểu dáng giấu quần. Nói chung chị nào 59 cân thì mặc hơi thoải mái hộ em. Đấy, ai thích giấu quần này. Nâu, thỉnh thoảng mới có được mã giấu quần thôi. Mà hàng hãng luôn. Thỉnh thoảng mới được được một cái giấu quần hàng hãng như thế này. Chị nào lấy ghi hộ em là T47. T47 nhá, T47. Tặng em cái quần với chị Nga buồn ngủ vào đây. Chị Nhí Lê ơi, T47 chị nào lấy chút đơn này. Rồi, bây giờ em lên cái này. Quần giả váy. Đây, nhưng quần giả váy chỉ có một. Hiện tại ở đây em đang thấy nó lên bằng này cái. Chị Nga, quần giả váy này. Ở đây em có một chiếc quần giả váy này màu xanh nhá. Cái này có kèm thắt lưng. Ở đây có một chiếc màu xanh này, size gì đây. Tất cả có kèm thắt lưng. Size này là size 26 này. Một chiếc quần giả quần này đều của em Nga, nó đều là short giả váy các chị nhá. Đều là jean hộ em, short giả váy dùm em Nga. Và em có tổng cộng xem là có mấy chiếc này đều có kèm thắt lưng. Ở chỗ này em có 1 2 3 chiếc thôi. Không có nhiều. Có kèm thắt lưng hết ạ. Có kèm thắt lưng. Size này, quần giả váy này của em Nga thì em phải tặng các chị là 250.000, bởi vì quần giả váy của em Nga thì bao giờ nó cũng đắt hơn quần short. Nha các chị nhá. Quần giả váy là 250. Chị nào mà lấy này, chị nào mà lấy thì chốt đơn cho em size như sau. Từ từ em tư vấn size đã. Màu xanh này size 26. Màu xanh này size 26. Size 26 cho chị nào khoảng tầm 54 cân đổ về, mặc cho em quần này size 26 đi. Chị nào 53-54 cân, 53-54 cân đổ về mặc cho em quần này size 26 nhá. Em có này, một chiếc màu xanh tràm size 26. Một chiếc màu xanh sáng size 26 được chưa ạ? Một chiếc màu xanh sáng size 26, một chiếc màu xanh tràm size 26, 53-54 cân đổ về mặc 26. Một chiếc màu xanh lá cây size 28. Và một chiếc màu đen size 28, có 4 chiếc thôi. Mỗi cái một, cái này là khác nhau. Thôi em cũng chốt là màu đen nhá các chị nhá. Đây, màu đen em cũng chốt là nó luôn này. Màu đen size 28. Size 28 thì cho chị nào khoảng tầm 64 cân em chốt đơn. 64 cân đổ về em chốt đơn, 63-64 cân em chốt đơn, được chưa ạ? Đều có kèm thắt lưng hết, giá là 250.000. Chị nào lấy ghi hộ em là T48. Chị Nguyễn Hằng T48 xanh 26 xanh sáng. Xanh sáng này, cho chị gì ạ? Nguyễn Hằng. Cho chị Nguyễn Hằng một cái xanh sáng này, có kèm thắt lưng xịn như này này, 250.000 nhá, vì đây là quần giả váy. Quần giả váy. Quần giả váy á. Giá bao nhiêu em? 250. Em tặng nốt là 250. Nói thật rồi. Xanh tràm cho chị gì? Xanh tràm cho chị. Xanh sẫm, xanh tràm đấy. Xanh tràm cho chị gì? Chị Hiếu Thảo, ok ạ. Chị Hiếu Thảo, 250.000. Quần là sóc giả váy các chị nhá. Sóc giả váy, không phải là váy mà là sóc giả váy. Cho nên siêu thích. Một chiếc màu xanh lá cây này. Và một chiếc màu đen đều size 28 hết ạ. Chị nào mà tầm, em mặc là khoảng tầm, em mặc 27 là 60, tầm từ 55 cân cho đến 59 cân đấy. Chị nào khoảng tầm từ 60 cân cho đến 64-65 cân là mặc được cho em thế này. Màu xanh cây này. Hả? Đây, không, hết rồi. Còn mỗi màu xanh lá cây size 28 và màu đen này. Màu đen này size 28 này chị nào phải tầm 65-66 cân được này. Màu đen này nó có răng tân hơn. Hả? Chị Hoàng Nghĩa. Đấy, ok, chị Hoàng Nghĩa này. Màu đen này. Chị Hoàng Nghĩa màu đen, hình như màu đen này nó không có thắt lưng à? Màu đen này không có thắt lưng chị Hoàng Nghĩa nhé. Màu đen này em thấy không có thắt lưng. Riêng màu đen này nó lại không có thắt lưng. Màu đen mã nó hơi khác tí, nó không có thắt lưng nhé. Em đang nhìn đây không có thắt lưng. Có duy nhất ba cái màu, ba cái mã giống nhau là có thắt lưng. Còn riêng màu đen của chị Hoàng Nghĩa là không có thắt lưng nhé. Em nói luôn như vậy. Có đến lúc mà về chị lại bảo em là em không cho thắt lưng của chị.
Đây, mỗi cái này nó có thân lưng. Thanh nên mai quần xanh. Ok, thanh nên mai được. Màu xanh, giả váy luôn ạ. Cái này là sót giả váy á. Đằng sau là sót này. Đấy ạ, đằng trước là váy. Đây ạ. Rồi 250.000 nhá. Đấy em chốt là T bao nhiêu nhỉ? T48. T48, chỗ này là hết quần chưa? Hết rồi. Thôi tạm vậy các chị nhỉ. Thôi tạm vậy nhỉ. Mai tiếp tục các chị nhá. Lấy còn chị nào lấy áo của em đang mặc nữa, các chị chốt nề này, 199.000 nhưng mà hàng của Jacoco chắc là mắt định tin. Cái này mà chị nào mà kiểu chị nào mà hay mặc quần check-in ấy, chị nào mà hay mặc quần check-in nhá, hoặc là các chị đây, chị nào hay mặc quần check-in ấy mà kiểu hay thích những cái áo mà dạng hơi bà ba một tí xím như này này. Xong rồi các chị mặc kiểu áo hơi thộng ấy, xong rồi dài. Em nói thật sự đây này, đúng phong cách các chị nào đấy, áo kiểu hơi bà ba tí xíu các chị mặc lên đẹp lắm luôn, mà chất nó mát mịn tim thì các chị chốt cho em áo này 199.000 thôi. Đấy ạ, mã áo này là T47 nhá, 199.000. Hình như em còn dư đúng có một chiếc này. Từ đầu like đến giờ dư đúng một chiếc này thôi. Còn lại là thôi hẹn các chị ngày mai tiếp đi. Ngày mai em sẽ là buổi cuối tuần cho nên em xin phép em sẽ nên tổng hợp cho các chị một buổi tối nữa. Em sẽ sale tặng các chị nữa nhá. T50 thì nghỉ đi em ơi. T4 mấy rồi? T48 rồi à? Thế thì T49, T50 à? Rồi, nào T49, T50 để em nhìn xem em nùng cái gì là T49, T50 nhé. Rồi ok, chị đồng ý á. Để em đi tìm T49, T50. Em tìm T49 và T50 này. Rồi, chờ em tí xíu. Em lùng T49 và T50. Em lùng T49 và T50 nha. Rồi, T49 đây ạ, xin phép được tặng cái này T49, hàng của Gansi nha. Trời ơi, tặng như cho này. Bằng này chiếc, đều của hãng Gansi luôn. Tháo T49 được chưa ạ? Rồi, T49, đây, xin phép được tặng T49, đây. Tặng đến 50 thì nghỉ rồi. T49, nhưng mà em còn như sau. Rồi, em mặc cái màu nào mà các chị cảm giác này. Thấy ấy nhất, cái áo này thì siêu co giãn luôn. Áo này em xin phép được tặng. Hàng Gansi thì không phải nghĩ luôn, chất của nó siêu sướng luôn đẹp. Hàng Gansi rất là xịn luôn. Em tặng các chị. Áo Gansi thì mặc gọi là mát định tim mà co giãn thì siêu siêu co giãn và cực kỳ thích. Đây. Xin phép này. T49. Chơi lớn tặng luôn các chị 149.000 nhá. Đây, cái màu đỏ này chốt đơn. Đây, em tặng các chị là 149.000 áo của Gansi đi. Các chị thấy em chơi lớn chưa? Bởi vì riêng áo của hãng Gansi các chị mua nhiều các chị biết rồi. Áo này em nói thật sự các chị bao nhiêu cân các chị cũng mặc được cho em nga nhá. Là cổ của nó là cổ tròn này. Chất mát mịn tim, em đang mặc đây là màu xanh các chị nhá. Đấy, chị nào lấy này comment của em, cái này nó tự đàn hồi vào cơ thể các chị yêu. Cái này là free size. Áo này free size. Nói thật là cái này là bao nhiêu cân các chị cũng vừa từ từ chờ tí xíu để em ngắm xem nào. Để em nhìn đã. Em có này. Màu. Từ. Nói chung cái áo này bao nhiêu cân các chị mặc cũng được, nhưng em cứ chốt các chị khoảng tầm. À, cái này có size. Cái này có size. Nâu no, em còn size S. 149.000 để em có size các chị nhá, có size, em vừa nhìn thấy có size. Gansi nhưng có size, em đang mặc màu xanh này, size M. Chị nào ạ? Chị nào mà khoảng tầm em chốt nhá các chị. 65 cân đổ về các chị mặc được cho em size M. Nói chung cái áo này nó tự co giãn và đàn hồi nên hoàn toàn các chị 65 cân đều mặc được cho em đến size M. Chị nào khoảng tầm 56 57 cân chốt đơn cho em size S. Nâu em có được hai chiếc màu nâu size S này. Nâu có được hai chiếc màu nâu size S này. Màu vàng này không biết là size gì, chờ em tí xíu nhá. Màu nâu có hai chiếc nâu vest. Chị màu đen. Hả? Chị mũi màu đen á? Không có màu đen. Không có màu đen ạ. À. Em chỉ có màu ghi này. Em có màu ghi, màu xanh như em đang mặc. Màu nâu và màu vàng thôi. Ghi nâu khác rồi. Ghi, đây là ghi. Ghi khác, nâu khác. Có ghi ở đâu rồi? Có cả ghi. Mỗi màu nâu là có size S này.
màu xanh em đang mặc, nói chung là em đang mặc lấy thật này. Cái này bao nhiêu cân cũng vừa. Chị Hoàng Hà màu xanh này. Vàng là size S nhá các chị nhá. Em có nâu size S, vàng size S. Nâu S, vàng size S này. Màu xanh như em đang mặc thì em có size M. Màu xanh như em đang mặc có size M, hàng của Ransi 149.000. Màu xanh em đang mặc đây ạ. Màu xanh nhá các chị nhá, xanh mát mắt vô cùng luôn. Đây ạ, siêu có giãn luôn. Màu xanh em đang mặc em chỉ có size M thôi. Màu xanh em đang mặc có 2 chiếc size M nữa. Màu ghi em cũng có size M. Màu ghi. Màu ghi có size M, còn ai mặc size S thì lấy cho em màu ai này ai mặc size S thì lấy cho em màu nâu hoặc là màu vàng. Chị Mỹ Lệ màu vàng S. Ok, chị Mỹ Lệ này, vàng S này. Mỹ Lệ đúng không? Chị Mỹ Lệ màu vàng size S này. Nói chung là co giãn đàn hồi siêu thích màu 4. Chị Út Nữ màu ghi size M. Chị Út Nữ màu ghi size M này. Ok này. Chị Út Nữ màu ghi đấy ạ, màu ghi đấy ạ. Màu nào cũng đẹp. Chị Hoàng Vân xanh M vàng S. Ok, và vàng hết rồi. Vàng hết rồi nên chốt cho chị được một cái màu xanh size M thôi. Màu ghi size M này. Đây ạ. Màu ghi đây ạ. Chị Hoàng Vân là màu xanh đúng không? Vâng. Em chốt được chị Hoàng Vân một chiếc màu xanh size M thôi chị Hoàng Vân nhá. Màu vàng hết rồi ạ. Em chốt được chị Hoàng Vân một chiếc màu xanh size M. Hàng của Ransi 149.000. Em chơi quá lớn trong cái trong lúc mà mã cuối cùng thực sự luôn. Màu ghi cho chị gì đây? Màu ghi cho chị Út Nữ. Chị Út Nữ rồi. Em còn màu nâu. Một chiếc màu xanh size M, màu nâu còn 2 chiếc size S và màu ghi còn đúng một chiếc size M. 149.000. 149.000. Không cho màu ghi này có đúng không? Màu ghi không có, màu ghi thì không có S. Màu ghi không có S, chỉ có lâu có S thôi. Ghi này thì em có M rồi sao ấy. Không còn vàng nữa, hết vàng. Hết vàng rồi ạ. Vàng có mỗi một chiếc thôi ạ. Chị Phạm Hằng S màu nâu. Chị Phạm Hằng một S nâu này. Chị Phạm Hằng một S nâu em chốt đơn. Em còn một nâu S, một xanh M và một ghi M ạ. Nói chung siêu dễ mặc, 5 cân các chị cũng mặc M được. Đây như em mặc này. Nó tự đàn hồi vào cơ thể mà các chị. Cái này nó tự đàn hồi vào cơ thể, bao nhiêu cân các chị cũng mặc được. Mặc nó nhẹ như không mặc ấy các chị ạ. Đấy, em còn đúng 3 chiếc thôi. Còn đúng 3 chiếc, một chiếc màu nâu CS. Đấy ạ, một chiếc màu nâu CS chị nào có 5-6 cân. Đấy, các chị quay về các chị chốt cho em màu nâu CS. Màu xanh và màu ghi các chị cứ chốt từ trên 5 cân cũng chốt được cho đến 65 cân vì nó co giãn siêu tốt luôn. Đấy, co giãn siêu tốt. Em vừa mới làm đứt cái mác kệ nó nha chị nhá. Phương Chu màu ghi size M. Ok ạ. Chị Phương Chu nhá, chẳng may đứt cái mác, giật mác thì cũng được. Em không may em làm đứt cái mác. Chị Phương Chu một cái màu ghi size M em chốt đơn này. Em còn một xanh M và một nâu S nữa. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn. Là mã T49 rồi đúng không? Đấy ạ. Lan si rồi T50. Nào, đến cái nào T50 đặc sắc mà chốt cho các chị này. T50. Em kiếm một cái T50 đặc sắc này. T50. Rồi. T50. Chị nào lấy comment hộ em nha. T49 em còn 2 chiếc nữa thôi. Cái nào bây giờ chưa nhìn thấy cái nào nó đặc sắc mà nó có phải có số lượng tí không, giờ nhìn cái nào có số lượng cái nhỉ. Cho em cái áo kia đi, cái áo kẻ kẻ chứ, cái này xem là cái kẻ kẻ kia nó loại cái gì này, nhìn cái gì nó có số lượng cái chốt cho các chị mã cuối cùng. T50 đây, chờ em chút xíu, em chốt cái mã cuối cùng lấy số lượng cho các chị tí. Đúng rồi. Cái kia được không? Cái này kẻ này. Đấy. Đấy. Được.
Mai muộn ra rồi. Giống nhau à? Cái đấy hơi nhiều rồi. Thôi cái đấy để mai tặng cho nó nhiều. Bây giờ không không cơ thịt được cái gì luôn nữa. Cái này là cái gì? Lào để thuê được lâu, thuê lòng mười. Rồi, T50 em chả biết, em nhìn cái này nhá, cái này nó hơi là một thu tí xíu, nhưng em xin phép em tặng này. Cái này nó là cọc hơi thu thu, em lại nhìn nó ở đây. Nói thật sự nó là nỉ. Nó là nỉ các chị nhá. Nhưng mà em nhìn ở đây nó là một cái cọc ở đây. Nó là áo nỉ các chị ạ. Nói chung là tự dưng tặng hơi mùa đông tí xíu, hơi thu thu tí xíu. Em tặng luôn 99k. Chốt cho cái cuối cùng được chưa ạ? Toàn bộ bắt đầu em dơ nhá, em dơ em báo. Em có đúng một cái cọc của chỗ này em vừa nhìn thấy nó. Nên em tặng cho các chị cái cuối cùng. Đó là T50 em tặng 99.000. Được chưa? Áo lỉ nhưng tặng 99.000. Được chưa? 99.000 nha. Chị nào ưng cái màu nào em cứ dơ lên các chị lấy thôi. Điều em là T99 là được. Mọc mãi không được thế. Một chiếc mọc mãi không được thôi. Đây T99 nha. Em chỉ còn size như sau. T99 em xem có màu gì khác mà. Toàn là size L. T99 à, T50. T50 ạ, size L này tầm 65 cân đổ với em thấp hơn. Nó là hoodie màu cam này, có 3 chiếc màu cam và có 1 chiếc màu hồng. Em nói thật sự đây. Tặng luôn áo lỉ 99k được chưa? Gọi là tặng nhá. Tặng 99.000 chị đảo vào. Chị nào mà thích bây giờ mà lấy thì các chị chốt. 65 cân đổ với em chốt đơn. Cái này nói chung là áo hoodie, kiểu áo hoodie các chị mặc thoải mái cho em cũng được. Đấy em mặc đây này, nó là em chỉ còn size L thôi. Dành cho các chị nào khoảng đến tầm 65 cân đổ về các chị cũng mặc được cho em nha. Đấy ạ, chị nào mà nếu bình thường thì các chị chốt cho em khoảng tầm từ 59 đến 65 cân. Còn chị nào mà thích mặc hoodie mà rộng rộng ấy thì 55 cân như em Nga cũng mặc được. Nhưng mỗi tội chị nào 50 cân thì mặc rất là rộng. Đấy ạ. Chị nào mà quen mặc phong cách hoodie thì các chị chốt 99k. Em có mỗi 3 chiếc màu cam size M, 1 chiếc màu hồng size L. Đấy 4 chiếc 99.000 tặng nốt cho các chị. Chị Liên Pha một chiếc màu cam nhé. Đấy ai mặc như em một chiếc đơn. Hả? Chị Phương Chu à? Màu cam. Em còn một màu cam và một chiếc màu hồng nữa. Một cam và một hồng nữa các chị nhé. Một cam một hồng nữa. Còn cái này cũng là 99k nhưng mà mã nó màu nó hơi khác tí xíu này, em xem size. Em cũng cho nó là T50 luôn. Cho nên T50 đúng cái cọc này luôn. Không hỏi nó được luôn. 99.000. Em còn một hồng một cam nữa, 99k. Ni Nguyễn một cam. Một chị Ni Nguyễn một chiếc màu cam này. Em mặc màu hồng luôn đi. Ni Nguyễn một chiếc màu cam. Cái cam này. 99.000 em tặng nốt. Cái cam này. Hết cam, em hết cam nhá. Em hết cam, em còn một chiếc màu hồng. 99.000. Quá đẹp mà rẻ. 99.000 ở lần sau nó còn thêu dữ dội như này các chị này, đẹp chưa? Các chị thấy đẹp không ạ? Nói thật là các chị mua xong mua cho mình mặc cũng được, cho tặng hay gì. Quá này. 99.000. Hồng còn đúng một chiếc. Chị Phương Chu màu hồng nữa. Chị Phương Chu màu hồng ok ạ. Rồi. Cái này thì không có mũ nha các chị. Cái này thì không có mũ, cũng thì là T50. Chị Ninh Nguyễn thôi hồng đi là thế nào? Em hết rồi, em hết. Chốt cho chị màu hồng, cho chị ấy là chị hết rồi. Phương Chu rồi. Em chốt chị Phương Chu màu hồng rồi nên hết rồi. Chị Ninh Nguyễn, thế thì chị Ninh Nguyễn bỏ cam à? Chị Ninh Nguyễn là có lấy cái cam nữa không ạ? Chị Ninh Nguyễn có lấy cam nữa không thì chị Ninh Nguyễn báo em. Chị Ninh Nguyễn có lấy cam nữa không thì báo em. Có 99.000 lấy đi chị ạ. Chả phải nghĩ nữa mà, màu cam đẹp, màu hồng đẹp. Màu gì cũng đẹp. Đây ạ, T50 này. T50 các chị ghi hộ em là T50 màu cam hình nhá, hình gấu này.
Size này là size L, đều là size L hết. Một cái màu cam hình gấu, các chị ghi cho em là T50 cam gấu. Chị Nguyễn vẫn lấy. Chị Nguyễn vẫn lấy nhá thì bảo đấy, ok. Rồi, đây ạ, cái này của em cũng size L. Size L này cho chị nào khoảng tầm chị nào 63, 64 cân cũng mặc được hộ em nhé. Đấy, nói chung là nó đều là mặc form mặc rộng hộ em này. Đấy, 99.000. Còn này chị nào lấy không cổ này, cũng là T50 nhá. Nói chung là các chị nào ghi hộ em là cam gấu cũng được, hoặc là hồng, hồng không cổ cũng được. Đấy, hồng không có cổ. Đấy, thì ghi hộ em là T50. Em chốt đơn. Hai cái màu cuối cùng là T50 đây. Đấy, một cái là cam màu gấu, một cái là hồng, hồng mặt cười. Hồng mặt cười cũng được, mà hồng không có mũ cũng được. Cái kia có mũ, cái này không có mũ, đều T50 99.000. Cái này là size L cho chị nào khoảng tầm 63, 64 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ, 50 cân thì mặc kiểu hoodie rộng thoải mái này cho em nha. 50 cân là kiểu mặc thụng nhá các chị nhá, mặc rộng, không mặc ôm bó. Đấy, hàng 99.000. Em tặng nốt các chị nào về các chị để lấy đây. Chị Niên Phan lấy màu gì? Chị Niên Phan là lấy gì? Cam mũ này hết rồi, chị Niên Phan là vừa xong chốt rồi, cho chị màu cam mũ rồi còn gì nữa đúng không? Đúng không? Chị Niên Phan cho nãy em chốt cho chị có mũ rồi ạ. Còn bây giờ là không có mũ chốt cho chị gì đây? Hồng không mũ chốt cho chị gì? Hoàng Hà nhá. Hoàng Hà một cái hồng không mũ này. Hoàng Hà một cái hồng không mũ này. Còn một cái gì đây? Không mũ là chị Cam gấu Nguyễn à, cam gấu này. Rồi, vậy là em hết nhá các chị nhá. Tạm biệt đến số 50 nhá. Còn ngày mai em hết các chị. Ngày mai em tổng kết là còn cái gì nữa em hết các chị ngày mai. Áo này tê, vậy là em còn mỗi T49. Một chiếc màu màu em đang mặc là màu xanh, size M. Và một chiếc màu gì đấy? Một chiếc màu nâu size S. Một chiếc màu xanh và một chiếc màu nâu size S thôi. Là T49, chị nào lấy nốt thì chị báo em. Đấy ạ, tổng cộng hôm nay em lên tổng đúng 50 mẫu. Nhưng mà em chỉ dư đúng có mỗi 2 sản phẩm. 50 mẫu mà dư đúng có 2 sản phẩm. Đây các chị nhìn em mặc này, màu nâu này. Đấy ạ, cái áo này nó rất là thích. Bởi vì là nó co giãn theo cơ thể đàn người. À, cơ thể mình ấy các chị, đây màu nâu em mặc đây này. Em mặc đồng qua xanh luôn các chị nhá. Đấy, đây là màu nâu nhá, em mặc S mà mặc nồng ở bên trong áo xanh luôn. Đấy, xanh em còn một cái size M, nâu em còn một cái size S. Chị nào mà thích thì các chị chốt đơn cho em T49. Em còn dư đúng T49, mỗi một cái một chiếc thôi. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn cho em ngay nhá. Còn bây giờ thì em xin phép dừng like tại đây. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều đã ủng hộ em đến tận giờ này. Để ngày mai em sẽ tổng kết, em dọn tiếp cho các chị yêu một buổi nữa. Để dọn tổng kết cuối tháng các chị nhé. Vào cái ngày mai thì nó là vào ngày cuối tuần thứ bảy, để cho các chị những chị nào mà chưa xem được thì các chị chốt nốt. Để ngày mai em tổng hợp xem em tặng cái gì. Hôm nay em tặng dữ dội rồi đấy. Ngày mai em xong còn cái gì nữa em cố gắng tặng cho các chị. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu trong livestream tiếp theo vào ngày mai. Tạm biệt các chị.